không bi quan đến như vậy chứ Tổng Giám Đốc, thể chế hiện nay là trải qua nhiều năm mới có thể xác định, ít nhất hiện nay nó vẫn phát huy tác dụng chính, đảm bảo nhu cầu sản xuất của các công ty, đảm bảo nhu cầu sản xuất nông nghiệp, chẳng lẽ Trung ương không thấy? Trần Hàn Phong vừa như thuyết phục Lưu Thiện Đức, vừa như an ủi chính mình. Đột nhiên thay đổi cơ chế thì có thể khiến cả ngành sản xuất trở nên hỗn loạn, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Ừ, chỉ hy vọng như vậy thôi, anh về nghỉ chút đi. Trần Hàn Phong vừa đi, Lưu Thiện Đức không yên tâm lắm nên gọi điện cho Lỗ Văn Tương. Văn Tương, tôi thấy suy nghĩ của anh đúng, lần này Trung ương sợ là hạ quyết tâm, không chừng sẽ thí điểm ở ngành phân bón. Bên này chúng ta cố hết sức nhưng không thể ôm hy vọng quá lớn, bên kia cũng phải nắm chắc, một khi chính sách quốc gia rõ ràng không chừng giá bên kia sẽ tăng cao. Lỗ Văn Tương bên kia rất mừng rỡ, lập tức đáp ứng tiến hành đàm phán với bên phía Canada, ngoài ra cũng tìm kiếm 3 công ty tư nhân khác để đầu tư vào hạng mục không nhỏ bên Canada, thực hiện nhanh chóng ký hợp đồng. Quyển 18, chương 70. Nhận được điện của Nhâm Vi Phong, Triệu Quốc Đống rất vui vẻ, vội vàng hỏi Nhâm Vi Phong đang ở đâu. Nhâm Vi Phong nói với hắn đang ở khách sạn quốc tế Bắc Kinh. Triệu Quốc Đống lập tức tỏ vẻ tới ngay làm Nhâm Vi Phong rất cảm kích đồng thời cũng nói không cần như vậy. Y lên Bắc Kinh làm chút việc riêng, thuận tiện thăm bạn bè, tối cùng ăn cơm. Mặc dù biết Nhâm Vi Phong đột nhiên xuất hiện ở Bắc Kinh, hơn nữa mời mình dùng cơm nhất định là có chuyện nhưng Triệu Quốc Đống cũng không hỏi nhiều mà nhận lời ngay. Bỏ máy xuống, Nhâm Vi Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Quốc Đống tôn trọng và nhiệt tình với mình, không hề suy nghĩ đã nhận lời, không hỏi thời gian, không hỏi địa điểm, chỉ nói nghe theo bố trí của mình. Điều này làm Nhâm Vi Phong thấy rất có thể diện. Được rồi, các anh an bài một chút, không cần quá lãng phí, Triệu Quốc Đống ăn uống không quá chú ý mà chỉ cần không khí, xem ăn cùng ai, hoàn cảnh tốt một chút là được. Bên cạnh Nhâm Vi Phong là 3 người đàn ông khoảng 40, 50 tuổi nhưng đều khá quen thuộc với Nhâm Vi Phong. Chủ tịch Vi Phong, nghe nói vị chủ nhiệm Triệu này bây giờ đang có nhiều lời đồn, không tiện quan hệ, ngài gọi một cuộc mà hắn nhận lời ngay. Tôi nghe nói bây giờ có người chấp nhận bỏ ra 500 ngàn chỉ có thể mời hắn đến ngồi ăn cơm, nói chuyện. Một người đàn ông khá béo cười nói. Ồ, như vậy sao? Hắc hắc, 500 ngàn, còn cao hơn cả ngôi sao điện ảnh. Nhâm Vi Phong nhướng mày nói. Y có chút bất ngờ, phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển đúng là vị trí nóng bỏng, nhất là mấy cục Triệu Quốc Đống phụ trách đều có liên quan rất rộng. Lúc này Triệu Quốc Đống đưa ra một loại ngôn luận khiến vị trí của hắn càng làm nhiều người chú ý. Có người bỏ 500 ngàn để ăn cơm với hắn chỉ sợ cũng không phải lời vu vơ. Chủ tịch Vi Phong, bây giờ làm ăn không dễ, 500 ngàn không tính gì, nếu mua được một quan hệ thì có giá hàng triệu, chục triệu. Chủ yếu là bỏ ra 500 ngàn cũng chưa chắc mời được. Hơn nữa vị chủ nhiệm Triệu này mặc dù còn trẻ nhưng nghe nói rất khó phục vụ. Lần trước đến Tề Lỗ chúng tôi, hắc hắc. Nghe nói khá căng với tỉnh. Lão Khương, có phải có việc này không? Chỉ sợ y không có ấn tượng tốt với Tề Lỗ, có thành kiến. Ừ, lão Tề nói đúng. Lần trước chủ nhiệm Triệu tới Tề Lỗ kiểm tra giám sát, tôi nghe chủ tịch Trương cùng chủ tịch Lý lúc nói chuyện với đối phương thì có quan điểm không nhất trí, trong tỉnh cũng có chút cái nhìn, chẳng qua hình như không có quan hệ mấy với chúng ta, chủ yếu là thép Tề Lỗ và Bồ Châu. Người đàn ông họ Khương lắc đầu nói. Tình hình cụ thể tôi không rõ lắm, đều là sau đó nghe một số người truyền ra. Tin của Tổng Giám Đốc Khương vẫn luôn nhanh hơn chúng tôi. Chúng tôi ở vùng hẻo lánh không nghe được, lần này nếu không phải Lão Khương nhắc thì chúng tôi không biết còn có việc tốt như vậy rơi vào đầu mình. Một người đàn ông khác rõ ràng là có ý lấy lòng họ Khương. Chủ tịch Vi Phong rất quen với chủ nhiệm Triệu sao. Coi như quen thuộc, tôi sau khi rời khỏi Lam Đảo liền tới tỉnh An Nguyên công tác gần 10 năm. Từ lúc mới tới tỉnh An Nguyên đã có quan hệ với Quốc Đống, lúc ấy cậu ta còn là thường vụ thị ủy kiêm bí thư quận ủy, qua lại không ít, coi như nhìn cậu ta trưởng thành từng bước một. Nhâm Vi Phong thở dài nói, lịch sử phát triển của Triệu Quốc Đống không ai có thể phục chế, nó có thể dùng từ kỳ tích để hình dung. Chủ tịch Vi Phong, ngài thấy vị chủ nhiệm Triệu này dễ quan hệ không? Chúng tôi lần này mạo muội nhờ ngài ra mặt giúp cũng là do bất đắc dĩ, cùng lúc cũng muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này. Nếu Trung ương thật sự có ý đồ này thì cả nước từ trên xuống dưới không biết có bao người nhìn chằm chằm vào, ai đi trước thì sẽ chiếm ưu thế. Nhưng bên chúng tôi lại không có ai quen biết chủ nhiệm Triệu, thậm chí còn chưa gặp mặt bao giờ cả. Trong tình hình như cũng nhiệt tình cho nên chúng tôi mới có hạ sách này.
họ Khương khôn khéo hơn hai người kia đôi chút. Việc này không dễ nói, các anh đâu có hạ sách gì, rõ ràng là ra tay trước. Nhâm Vi Phong nhìn họ Khương. Họ Khương này không đơn giản, mặc dù xếp vị trí phía cuối trên hồ bảng nhưng có thể lên bảng là không đơn giản, hơn nữa cũng có chút quan hệ ở trung tâm nghiên cứu chính sách, văn phòng quốc vụ viện, cho nên tin tức bình thường nhanh hơn người khác nhiều. Ít nhất mình còn chưa nhận được tin thì y đã nhận được. Hắc hắc, Chủ tịch Phi Phong, ngài cũng là nhìn mấy công ty chúng tôi trưởng thành, ngài lúc trước đã giúp mấy công ty chúng tôi không ít. Chúng ta đều là người tề lỗ, chủ nhiệm Triệu trước đây chúng tôi chưa từng tiếp xúc, cũng không biết tính cách nên mới nhờ ngài. Lão Khương đã sớm từ người quen mà hiểu được Nhâm Vi Phong và Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết, nghe nói coi như người thuộc hệ của tân bí thư thành phố Tân Môn, Ứng Đông Lưu. Người kia còn nói Nhâm Vi Phong rất có thể quay lại tề lỗ, điều này làm họ Khương rất vui mừng. Bởi vì Nhâm Vi Phong quen với Triệu Quốc Đống, hơn nữa cũng là người chính trực, quan thanh rất tốt. Người mà Nhâm Vi Phong quan hệ mật thiết đương nhiên không quá kém. Việc này cũng không tiện nói, chẳng qua quan điểm cá nhân của Quốc Đống thì các cậu cũng biết, hắn luôn có thái độ ủng hộ công ty tư nhân phát triển, điểm này tôi thật ra cảm thấy các an có lẽ nên tạo quan hệ, không chừng có thể có sự bất ngờ. Nhâm Vi Phong hiểu khá rõ Triệu Quốc Đống. Lúc ở Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống cố gắng thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, cũng đưa ra hoàn cảnh tốt đẹp để gây dựng sự nghiệp. Đây là nhân tố rất quan trọng để kinh tế Ninh Lăng phát triển nhanh đến như vậy. Chủ tịch Phi Phong, việc này phải nhờ ngài giúp mới được. Tổng Giám đốc Khương nhận được tin quốc gia có ý để một bộ phận công ty tự chủ quyền nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phân kali, nhưng điều kiện là phải có nơi sản xuất nguồn nguyên liệu với quy mô nhất định ở nước ngoài. Hơn nữa hình như quốc gia bây giờ khuyến khích công ty đầu tư vào lĩnh vực nguồn nguyên liệu ở nước ngoài, qua đó có được con đường nhập khẩu nguồn nguyên liệu ổn định. Hơn nữa cũng sẽ phối hợp các hệ thống tài chính ủng hộ các công ty đi ra nước ngoài. Vì nghe được tin này nên chúng tôi mới động tâm. Trước đây quyền nhập khẩu nguyên liệu đều trong tay mấy nhà, chúng tôi nếu muốn tăng sản lượng nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Đây là điều chúng tôi vẫn hy vọng thay đổi trong mấy năm qua, bây giờ có cơ hội ngài nói chúng tôi có thể không gấp sao. Người cuối cùng lên tiếng là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa học Tề Đông Vu Tiến Chi. Người này bề ngoài bình thường, thái độ khiêm tốn, rất khách khí với hai vị cùng đi nhưng Nhâm Vi Phong biết Vu Tiến Chi chính là người có tầm nhìn và thủ đoạn kinh doanh rất cao. Vị này dương không lên bảng Pháp hay Hồ Nhuận nhưng ngay cả họ Khương cũng thừa nhận Vu Tiến Chi không lên bảng là sai lầm, đủ thấy được thực lực của tên này. Nhâm Vi Phong liếc nhìn Vu Tiến Chi, người này đương nhiên không thể nhận tin từ họ Khương còn có tin. Vu Tiến Chi chẳng lẽ không có sao? Ba người đang ngồi đều là người thành công trong lĩnh vực sản xuất phân bón tề lỗ. Tề lỗ là tỉnh sản xuất phân bón lớn nhất nước, cũng là tỉnh tiêu hao lớn. Công ty tư nhân chiếm hơn nửa giang sơn trong ngành phân bón tề lỗ, nhất là ở Duyên Hải nên bọn họ có ưu thế nhập khẩu, cũng khiến cho công ty tư nhân của tề lỗ rất nhạy cảm với bất cứ thay đổi nào. Sau khi nghe được phát biểu của Triệu Quốc Đống, Tổng Giám đốc mấy công ty tư nhân này đều dao động. Nếu chính sách thay đổi thì sẽ khiến mấy công ty này có đủ không gian phát triển. Đương nhiên nếu tin tức là thật thì bọn họ cũng cần nhanh chóng tiến hành thăm dò, hợp tác và khai thác nguồn nguyên liệu ở nước ngoài. Bây giờ quan trọng nhất là tìm hiểu xem tin tức kia có thể thành thật không. Nếu chính sách quốc gia không có ý này vậy có nghĩa bọn họ có cố gắng cũng uổng công. Đương nhiên đám người này cũng biết muốn nhận được tin từ tư là không thực tế, dù là có những người này cũng không dễ mở miệng nói. Bọn họ chỉ hy vọng có thể tìm được chút tin tức từ Triệu Quốc Đống. Tôi nói các anh cũng chưa chắc có thể nhận được tin gì từ Triệu Quốc Đống. Nếu tôi là các anh bây giờ thì nên làm đường trước. Theo tôi đoán chính sách quốc gia nhất định sẽ có thay đổi, đó là xu thế tất yếu. Tăng cường đầu tư ra nước ngoài là điều nên làm, nước ngoài tiến vào nước ta, chúng ta sao không thể tiến ra? Nhâm Vi Phong cười nói. Có thể mời Triệu Quốc Đống đến cũng không dễ, tạo liên lạc đương nhiên có thể. Tôi tin tối nay các anh có thể biết vài điều từ Triệu Quốc Đống nhưng đề tài quá mẫn cảm thì không nên nhắc tới. Dù các anh có nói ra, Triệu Quốc Đống cũng không có câu trả lời thuyết phục cho các anh. Quyển 18, chương 71. Triệu Quốc Đống vừa thấy mấy người đàn ông đứng sau lưng Nhâm Vi Phong là biết có chuyện. Chẳng qua hắn không quá để ý việc này. Hắn ở ủy ban không được chào đón cho lắm, bên ngoài thật ra rất hoan nghênh, bao người muốn mời hắn dùng cơm. Nhưng không biết rõ chi tiết thì hắn sẽ không đi. Những người này đều có mục đích, hắn không muốn lời nói nào đó của mình trong bữa ăn bị người thổi ầm lên. Nhưng Nhâm Vi Phong mời hắn phải tới. Không nói cái khác, chỉ cần quan hệ và tin tưởng ảo Nhâm Vi Phong,
hắn có thể yên tâm. Tuy nói sau lưng Nhâm Vi Phong là người của các công ty tư nhân, hơn nữa trong đó có người hắn từng gặp ở Tề Lỗ, nhưng có thể lọt vào mắt Nhâm Vi Phong thì cũng không phải nhân vật bình thường. Chủ tịch Vi Phong, Quốc Đống, lên trước rồi không về tỉnh An Nguyên sao? Có phải sợ tôi gõ một bữa ăn của cậu không? Nhâm Vi Phong thân thiết bắt tay Triệu Quốc Đống, cấp dưới trước đây, bây giờ là người có quyền khuynh một cõi, ăn một bữa có 500 ngàn. Ngài không nên nói vậy, tôi đến đâu cũng là cấp dưới của ngài, ngài bảo một câu tôi dù có việc cũng ném đi chạy tới ngay. Triệu Quốc Đống cười cười đáp lại. Ha ha, có lời này của cậu tôi rất thư thái. Đúng, rồi Quốc Đống, mấy người này cậu có biết không? Tôi giới thiệu một chút. Nhâm Vi Phong giới thiệu ba người với Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, cậu cũng biết tôi là người Tề Lỗ, ba vị này đều là các công ty tư nhân lớn hàng đầu trong ngành phân bón Tề Lỗ, coi như là một trong những cây trụ của ngành phân bón Tề Lỗ. Triệu Quốc Đống cười cười chào ba người kia, nói chuyện vài câu. Ba người đều thấy Triệu Quốc Đống không quá khó tiếp xúc như vẫn nghĩ, không có biểu hiện gì khác lạ cả. Nhưng cả ba cũng cho rằng đây là có quan hệ với Nhâm Vi Phong, Nhâm Vi Phong nhất định có quan hệ mật thiết với đối phương nên mới được như vậy. Bữa ăn khá vui vẻ, Triệu Quốc Đống cũng không cố ý tránh trả lời mấy điều mà ba người kia hỏi. Nhưng Triệu Quốc Đống nói rõ đây là quan điểm cá nhân của hắn, ủy ban cũng không hoàn toàn tán thành quan điểm của hắn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng nói rõ một ít ngành lũng đoạn sắp tới quốc gia cũng sẽ mở ra. Quốc gia cũng sẽ tổng hợp ước định công ty liên doanh tiến vào các lĩnh vực này có thể gây ảnh hưởng đến an toàn nền kinh tế quốc dân, như vậy nếu đầu tư nước ngoài có thể vào vậy có lý do gì công ty tư nhân không thể vào. Triệu Quốc Đống cũng khá khẳng định ở điểm này mở ra với giới kinh tế tư nhân chỉ là vấn đề thời gian. Trung ương có thể đưa ra một lộ trình, cũng hy vọng công ty tư nhân chuẩn bị trước, nắm bắt cơ hội khi chính sách quốc gia thay đổi. Ở vấn đề này thái độ của Triệu Quốc Đống làm tinh thần mấy người kia run lên. Mặc dù Triệu Quốc Đống luôn nói đây là quan điểm cá nhân của hắn, hơn nữa cũng nói rõ ủy ban còn chưa thống nhất ở vấn đề này, Trung ương cũng cần cân bằng các lợi ích, việc này cần thời gian nhưng cũng đủ làm ba người kia vui mừng ra mặt. Ăn xong, Triệu Quốc Đống không có ý muốn đi mà Nhâm Vi Phong cũng có hứng thú nói chuyện. Ba người kia biết ý, mục đích cũng đạt được nên đứng lên chào hai người Triệu Quốc Đống rồi đi. Chủ tịch Vi Phong, ngài đây là chặn tay lên cửa rồi. Ngài bây giờ vẫn là phó chủ tịch thường trực tỉnh An Nguyên, sao lại hò hét mở đường cho công ty Tề Lỗ? Chỉ còn lại hai người, thái độ của Triệu Quốc Đống cũng tự nhiên hơn. Có phải ngài thật sự sang Tề Lỗ không? Lúc nào thì đi? Hướng đi của Nhâm Vi Phong cũng có nhiều người suy đoán. Triệu Quốc Đống ở trên Bắc Kinh cũng nghe được không ít lời đồn. Kể cả đám người Tiêu Phượng Minh, Vưu Liên Hương khi gọi điện nói chuyện với Triệu Quốc Đống cũng nói tới 1-2 năm tới An Nguyên có lẽ sẽ thay đổi rất nhiều. Tôn Liên Bình đi, Quan Kinh Sơn tiến vào thường vụ tỉnh ủy, làm bí thư thị ủy An Đô, y rất nhanh sẽ từ chức thị trưởng, vị trí thị trưởng đã dẫn tới cuộc tranh đoạt kịch liệt ở An Nguyên. Quan Kinh Sơn trước đây điều từ Trung ương tới làm thị trưởng, bây giờ thành bí thư thị ủy, như vậy thị trưởng lần này rất có thể do tỉnh ủy An Nguyên đề cử. Đàm Lập Phong, Bối Thiết Lâm, Trang Quyền cùng với Nghiêm Lập Dân đều đang ra sức tranh đoạt vị trí này, nhưng rốt cuộc là ai có thể thắng thì vẫn chưa có kết luận. Mấy ứng viên đều có sức cạnh tranh, bây giờ thậm chí khả năng ai thắng lớn hơn vẫn chưa nhìn ra được. Cũng có lời đồn ủy ban kế hoạch phát triển chủ nhiệm Dương Thiếu Bằng cùng Trung Dược Quân cũng muốn gia nhập cuộc ôn chiến này. Ngoài tranh đoạt trước thị trưởng An Đô ra, Lăng Chính Dược đến có thể khiến cho nhân sự các thành phố thị xã trong tỉnh có điều chỉnh lớn hay không cũng là một câu hỏi. Đến bây giờ Lăng Chính Dược đã làm bí thư tỉnh ủy An Nguyên 2 tháng nhưng vẫn không có động tác gì. Y ngoài đi điều tra, khảo sát thì cũng chưa chính thức có dấu hiệu điều chỉnh cục diện chính trị của An Nguyên. Mà mấy lãnh đạo quan trọng khác của tỉnh đi đâu cũng làm người ta chú ý. Lăng Chính Dược đến An Nguyên cũng có nghĩa ít nhất Tần Hạo Nghiên phải ở tới sang năm mới đi. Miêu Trấn Trung cũng không có dấu hiệu sẽ đi, nhưng thật ra lời đồn về Nhâm Vi Phong và Dương Kính Quang khá nhiều. Nhâm Vi Phong có biểu hiện xuất sắc ở An Nguyên, có công không nhỏ với sự phát triển kinh tế của An Nguyên. Nói vậy lúc Ứng Đông Lưu rời khỏi An Nguyên cũng có thể đã trao đổi với ban tổ chức cán bộ Trung ương, đề cử Nhâm Vi Phong đảm nhiệm vị trí càng quan trọng hơn. Bây giờ có lời nói Nhâm Vi Phong có thể lên làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, y lúc ở Lam Đảo từng làm Phó Thị trưởng Quản lý Văn hóa, Giáo dục, cách nói này cũng được. Cũng có người nói y sẽ đến Tề Lỗ làm Phó Bí thư tỉnh ủy, có người nói y đến làm Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Hướng đi của Dương Kính Quang cũng có nhiều lời đồn.
rõ ràng nhất chính là do Lăng Chính Dược không có quan hệ mật thiết với Dương Kính Quang, nhân viên điều chỉnh là tất nhiên. Dù Trung ương hay là Dương Kính Quang cũng hiểu rõ điểm này. Ứng Đông Lưu đi Tân Môn, khả năng Dương Kính Quang sang Tân Môn là rất nhỏ. Có lời đồn Dương Kính Quang có thể tới Bộ Giáo dục làm phó bộ trưởng, dù sao y cũng từ ngành này đi ra, lên bộ coi như về quê. Nhâm Vi Phong cùng Dương Kính Quang đi con đường nào cũng là câu hỏi lớn với chính trưởng An Nguyên. Lăng Chính Dược từ phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ trung ương xuống nên hiểu rất rõ về nhân sự, một khi hai người này đi, y nhất định sẽ tranh thủ hai vị trí này để tăng quyền lên tiếng ở An Nguyên. Triệu Quốc Đống hỏi, Nhâm Vi Phong đương nhiên không thể không trả lời như với người khác. Nhâm Vi Phong lắc đầu cười khổ nói. Quốc Đống, cậu còn không biết việc này sao? Có gió là cho rằng mưa, ngay cả bản thân tôi cũng không biết rõ là tại sao lời đồn lại xuất hiện nhiều như vậy. Triệu Quốc Đống lắc đầu cười ha hả. Ngài còn muốn giấu tôi? Công ty ở Tề Lỗ tìm tới ngài nói rõ vấn đề gì? Sao công ty An Nguyên không tìm tới ngài? Tôi là người Tề Lỗ, đồng hương tìm tới cũng là bình thường. Tôi lúc ở Tề Lỗ cũng làm phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế Tề Lỗ vài năm, coi như nhìn mấy công ty tư nhân này phát triển. Những người này đều có con đường của mình, dù không tìm tôi thì chắc cũng có thể thông qua đường khác tìm tới cậu. Mà bọn họ cũng không muốn làm gì nhiều, nói trắng ra chỉ là muốn nhận được sự tự tin từ cậu. Giống như cậu nói xu thế chính sách của quốc gia nhất định là buông ra, chủ yếu bây giờ là sớm hay muộn mà thôi. Nhâm Vi Phong thản nhiên nói. Thấy Nhâm Vi Phong không nói về hướng đi của mình, Triệu Quốc Đống cũng không hỏi thêm, vấn đề này rất nhạy cảm, nhất là khi chưa xác định. Mà Nhâm Vi Phong đi đâu cũng ảnh hưởng đến thần kinh nhiều người, Nhâm Vi Phong không thể không nói năng cẩn thận ở vấn đề này. Tôi nói đều là chính sách của quốc gia, không nói gì là vi phạm pháp luật hay không, đưa ra một chút tin tưởng cho bọn họ là có thể. Đúng như ngài giải thích, có chuẩn bị trước thì khi quốc gia điều chỉnh về chính sách thì có thể nắm bắt cơ hội. Cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị. Triệu Quốc Đống nói rất thực tế. Đương nhiên trong vấn đề này cũng có chút khó khăn, liên quan tới việc loại trừ quyền đặc thù của công ty nhà nước, chạm vào lợi ích của rất nhiều người. Ha ha, Trung ương muốn hạ quyết tâm này cũng không dễ. Quyển 18, chương 72. Nhâm Vi Phong nở nụ cười, y biết Triệu Quốc Đống trong thời gian này tạo rất nhiều sóng gió, thậm chí an tới khá nhiều lĩnh vực. Y phục dũng khí của Triệu Quốc Đống. Có thể làm được điểm này không có khí phách là không thể. Quốc Đống, bên trên nếu có hành động này thì sợ Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc gia và các công ty nhà nước sẽ phản ứng rất mạnh. Hừ, cả đường khóc không bằng một nhà khóc, mọi chuyện cũng cần suy nghĩ rõ ràng. Sợ không phải là phản ứng của bọn họ, mà sợ chính là dân ý. Triệu Quốc Đống lắc đầu, ở vấn đề này hắn có thể có quyền lên tiếng nhưng không có quyền quyết định. Làm như thế nào quyết định chính là vấn đề của Trung ương. Quốc Đống, cậu nói rất đúng trọng tâm của vấn đề, bảo sao tôi ở An Nguyên nghe được không ít cách nói. Nói cậu từ Bộ Năng lượng đi ra nên hiểu rõ nhất các công ty thuộc Bộ Năng lượng, nên phản kích rất sắc bén, có người còn nói cậu định làm phản đồ của Bộ Năng lượng. Nhâm Vi Phong cũng có thể hiểu tâm trạng của Triệu Quốc Đống. Làm quan một khóa, tạo phúc một phương, Triệu Quốc Đống đây là nghĩ đúng nhưng ở vị trí phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển nên nếu muốn làm đúng theo suy nghĩ của mình thì sẽ gây ra sóng gió. Mặc bọn họ nói, ở Bộ Năng lượng vốn có một số người quen bây giờ thấy tôi đều cười cười đầy thâm ý, tôi cũng thấy buồn bực. Muốn làm việc tất nhiên phải chạm tới quần thể lợi ích nào đó, không làm thì tôi cần gì phải ngồi ở vị trí này. Thà đi xuống làm việc thật còn hơn. Triệu Quốc Đống có chút mất hứng thở dài nói. Quốc Đống, suy nghĩ của cậu thì tôi cũng hiểu đôi chút, nhưng cải cách sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều quần thể lợi ích, cậu phải chuẩn bị tư tưởng. Quần thể lợi ích này có năng lực rất mạnh. Bọn họ nếu hợp sức lại chỉ sợ thanh thế kinh người, cũng có thể ảnh hưởng lớn tới chính sách của Trung ương, có một số việc cậu không thể quá lạc quan. Nhâm Vi Phong trầm giọng nói. Tôi cũng đã chuẩn bị tư tưởng, ngài không cảm thấy tôi bây giờ ở ủy ban như người cô độc tự hỏi sao? Hắc hắc nói khó nghe là kẻ quái dị, thích lấy lòng dư luận, thích đứng ở góc độ quá cao mà nhìn nhận vấn đề. Triệu Quốc Đống cười nói. Một ít người cũng đã khuyên hoặc ám chỉ tôi cơm phải ăn từng miếng. Đường phải đi từng bước, muốn tôi đừng quá gấp, không nên quá kích động. Ví dụ như có nên mở quyền nhập khẩu phân ca, ly, khiến khích công ty tư nhân đi ra nước ngoài, không phải là tôi cũng có chút ý kiến khác với quy hoạch chỉnh hợp ngành thép Tề Lỗ sao? Đây là đại biểu tôi cấp tiến, kích động ư, có phải nhất định cùng quan điểm với hầu hết mọi người thì mới là trưởng thành không? Nhâm Vi Phong liên tục thở dài.
Tuy nói quan điểm của Triệu Quốc Đống không tính là cấp tiến, nhưng suy nghĩ của hắn là muốn cướp đoạt đặc quyền của quần thể lợi ích khá lớn, đương nhiên sẽ có bắn ngược. Bọn họ bây giờ còn chưa rõ ý đồ của Trung ương, vì thế có thể thông qua nhiều con đường để công kích hắn. Cuối cùng có lẽ còn đâm đao thấy máu. Quốc Đống, nếu cậu thật sự quyết định làm gì thì cứ làm. Chẳng qua tôi cảm thấy nên chọn điểm vào chính xác, không nên một lần thụ địch quá nhiều, cũng cần chú ý phương pháp, như vậy có thể giảm áp lực cho cậu đôi chút. Nhâm Vi Phong rất chân thành nói. Không có Trung ương kiên quyết ủng hộ, quan điểm này của cậu rất khó áp dụng vào thực tế, cuối cùng chỉ có thể hư thối. Nhưng tôi có cảm giác Trung ương lần này sẽ không làm qua loa. Ừ, tôi cũng cảm thấy điểm này nên coi đây là sự ủng hộ đối với mình. Không làm thì thôi, muốn làm phải thành, đây là suy nghĩ của tôi. Chuyện không ở lớn nhỏ, chủ yếu là phải thành công, nói được phải làm được. Triệu Quốc Đống vung tay lên nói. Chủ tịch Vi Phong, tình hình của ngài bây giờ chắc không quá tốt. Lăng Chính Dược mới tới chỉ sợ có tác phong làm việc khác bí thư Đông Lưu, ngài chỉ sợ giống tôi là cần thích ứng một phen, ít nhất cũng cần làm như vậy trước khi ngài đi. Nhâm Vi Phong im lặng không nói, Triệu Quốc Đống nói đúng tiếng lòng của y. Lăng Chính Dược đến An Nguyên, hướng gió lập tức thay đổi. Nhâm Vi Phong, Hàn Độ cùng Dương Kính Quang đứng mũi chịu sào, Hàn Độ là người gốc An Nguyên, lý lịch thâm hậu. Người cũng khiêm nhường nên còn đỡ một chút. Chỉ Nhâm Vi Phong và Dương Kính Quang là khác loại. Lăng Chính Dược không hổ là người từ ban tổ chức cán bộ trung ương đi ra, làm việc rất có phương pháp, cũng có thể nắm được mấu chốt. Chẳng qua Nhâm Vi Phong thấy Lăng Chính Dược rất giỏi, lạm quyền, nhất là quyền dùng người càng nắm chặt hơn, rất tự nhiên đưa ra vài chế độ. Hơn nữa Tần Hạo Nghiên bây giờ cũng có ý nhân nhượng nên khiến mấy người Nhâm Vi Phong cảm thấy An Nguyên như biến thành của Lăng gia. Nhâm Vi Phong rất có cảm tình với An Nguyên, cũng hy vọng làm ra sự nghiệp ở An Nguyên, nhưng y cũng biết theo tình hình hiện nay thì mình rời khỏi An Nguyên chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Quốc Đống lúc trước đề cập áo gấm hồi hương là rất có thể, về phần có thể về Tề Lỗ hay không thì phải do Trung ương quyết định. Nói chuyện với Triệu Quốc Đống làm Nhâm Vi Phong cảm thấy Trung ương đúng là sẽ có thay đổi. Nhâm Vi Phong không tin Triệu Quốc Đống là người chỉ biết cúi đầu lái xe. Hắn kiên trì quan điểm cá nhân của mình nhất định là có chỗ dựa. Hơn nữa dân ý bây giờ đúng là rất phê phán một ít lĩnh vực lũng đoạn, cho rằng đây là nuôi béo công ty nhà nước. Nhưng lợi ích từ đó lại rơi vào tay nhân viên quản lý của công ty nhà nước, hoàn toàn quên mất chủ của công ty nhà nước là ai. Ở tình huống này thì Trung ương nhất định phải có điều chỉnh, nhất là gặp phải yêu cầu khi gia nhập tổ chức WTO. Mở cho tập đoàn nước ngoài tiến vào đầu tư trong lĩnh vực năng lượng cũng khiến các công ty nhà nước gặp khiêu chiến rất lớn. Cùng với việc làm tập đoàn nước ngoài từng bước xâm chiếm thì sao không thể bồi dưỡng công ty tư nhân. Nhâm Vi Phong cảm thấy nếu mình còn làm phó chủ tịch thường trực An Nguyên một ngày thì phải làm hết chức trách một ngày. Y cảm thấy công ty tư nhân Tề Lỗ đã đi được bước này, như vậy y có thể khuyến khích công ty tư nhân của An Nguyên, để bọn họ mở mắt ra nhìn thế giới. Truyền thông luôn là nơi nhạy cảm nhất, mà phong cách trời sinh của bọn họ cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa tin để mang tới sự hưng phấn hoặc u sầu cho vô số người. Mà theo mạng Internet phát triển, mạng đã dần trở thành một miệng lưỡi truyền thông rất quan trọng. Ngày 25 tháng 5, hai trang web lớn là Tân Lãng, Thiên Hạ đăng bài hóa chất Trung Hải đang bí mật đàm phán với công ty quặng mỏ Hoa Xuyên có trụ sở chính ở Tân Môn, nghe nói hai công ty đã ký thỏa thuận thành lập công ty liên doanh, cùng tiến hành thăm dò khai thác nguồn nguyên liệu phân kali ở Canada. Hóa chất Trung Hải sẽ lấy tiền mặt góp cổ phần, mà công ty Hoa Xuyên sẽ lấy quyền khai thác và thăm dò ở khai khu vực để góp cổ phần, cũng lợi dụng nguồn tài chính của Trung Hải mà tiến hành xây dựng cơ sở vật chất. Ngay lập tức cổ phiếu của Trung Hải tăng rất mạnh, có phóng viên đến phỏng vấn lãnh đạo tập đoàn Trung Hải nhưng được câu trả lời đều là tạm thời không giải đáp, tới lúc thích hợp sẽ có câu trả lời thuyết phục với mọi người. Ngày 26 tháng 5, mạng lại đưa tin hóa chất Á Châu đang tích cực đàm phán với tập đoàn phân kali Hoàng gia Canada, muốn mua một bộ phận cổ phiếu của tập đoàn này, qua đó tăng cường quyền khống chế và đối với nguồn nguyên liệu, nhưng tin này không được chứng thực. Ngày 28 tháng 5, ba công ty tư nhân hàng đầu Tề Lô tuyên bố sẽ đầu tư 150 triệu tệ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Tề Lô, cũng lấy danh nghĩa công ty này mà mua lại quyền thăm dò khai thác 800 triệu tấn đất từ công ty Hà Lan ở Canada. Hai bên đã ký thỏa thuận chỉ chờ các ngành chức năng trong nước phê duyệt. Nhất thời ngành sản xuất phân bón thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Tâm điểm còn lại chính là chính sách quốc gia có bật đèn xanh với hành vi này của ba công ty tư nhân Tề Lô không?
quyền nhập khẩu và đầu tư nước ngoài này có được mở ra cho công ty tư nhân không? Bên phía Canada rất hoan nghênh các công ty Trung Quốc tiến vào Canada theo đúng pháp luật hiện hành, tham gia khai thác, phát triển ngành khai khoáng của Canada. Ngày 1 tháng 6, trong cuộc họp báo của Quốc vụ Viện, có phóng viên Nhật Bản hỏi Trung Quốc có phải chuẩn bị mở quyền nhập khẩu phân bón không, có chính sách đầu tư nước ngoài hay không. Người phát ngôn Quốc vụ Viện cũng nói đầu tư của giới kinh tế tư nhân cũng có căn cứ chính sách, còn sự việc cụ thể có thể đi tham khảo bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển cùng Bộ Thương mại. Quyển 18, chương 73. Nằm trong suối nước nóng, Triệu Quốc Đống cảm thấy cả người mình như bay bay, nằm như thế nào không nghĩ gì hết, không cân nhắc gì hết, đúng là rất thoải mái. Sau khi tham hội nghị trao đổi kỹ thuật các công ty vừa và nhỏ APEC ở Lam Đảo, hắn liền trực tiếp bay về Ando. Triệu Quốc Đống thay mặt Ủy ban Kế hoạch Phát triển đến phát biểu khiến truyền thông trong và ngoài nước khá chú ý. Triệu Quốc Đống cũng là biết chuyện nhà mình. Hôm qua đã có phóng viên Nhật Bản đưa ra câu hỏi về quyền nhập khẩu nguồn nguyên liệu và đầu tư ra nước ngoài trong ngành phân bón ở cuộc họp báo của Quốc vụ Viện. Quốc vụ Viện đẩy sang cho Ủy ban Kế hoạch Phát triển cùng Bộ Thương mại, mà chính mình hợp phân công quản lý cục phối hợp ngành nghề và cục lợi dụng đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài, đương nhiên thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Lễ khai mạc chưa kết thúc, Âu Dương Cẩm Hoa đã nhận được vài yêu cầu phỏng vấn Triệu Quốc Đống, trên danh nghĩa là về nội dung cuộc hội nghị này. Nhưng Âu Dương Cẩm Hoa biết đám phóng viên đều hướng về phía gì. Sau khi lễ khai mạc kết thúc, Triệu Quốc Đống mang theo Âu Dương Cẩm Hoa đến sân bay, đuổi Âu Dương Cẩm Hoa về Bắc Kinh còn mình lên máy bay về Ando. Hắn về đến Ando cũng không ở lại đây mà trực tiếp về Hoa Lâm. Hắn rất nhớ suối nước nóng Hoa Lâm, nó có thể quét sạch mọi mỏi mệt của mình, Triệu Quốc Đống rất thích cảm giác đó. Trong hội nghị APEC vừa rồi, Triệu Quốc Đống còn gặp Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Lam Đảo và Thị trưởng Lam Đảo cùng với Phó Chủ tịch tỉnh Tề Lỗ Lý Bắc Minh, nhưng hắn không gặp Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh Tề Lỗ cũng tới tham gia hội nghị. Kinh tế Lam Đảo rất tích cực, cùng với Kim Châu, Liêu Đông được xưng là hai viên Minh Châu. Kinh tế Kim Châu chủ yếu dựa vào ngành công nghệ phần mềm, đóng thuyền, sản xuất ô tô, điện tử, dầu khí. Lam Đảo nổi tiếng có phong cảnh đẹp cùng với ngành biển phát triển, chế tạo điện, hai nơi do nguyên nhân khí hậu, thủy chất nên mỹ nữ không ngừng xuất hiện. Liêu Đông cùng Tề Lỗ cũng là đối thủ cạnh tranh làm trung tâm kinh tế của vùng, không ngừng cạnh tranh về thu hút đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc. Trước đó Tề Lỗ chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng 1-2 năm nay Liêu Đông đang tiến lên rất nhanh. Lam Đảo có vị trí địa lý khá tốt, khí hậu đẹp, phong cảnh mỹ lệ, trụ cột kinh tế hùng hậu nhưng quy hoạch đô thị lại hơi kém tầm nhìn, xây dựng không như ý. Điểm này Triệu Quốc Đống sớm có nhận thức, thậm chí còn xa cũng không bằng Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống tới Hoa Lâm cũng không nói với bất cứ ai, hắn chỉ muốn một mình hưởng thụ sự yên bình này. Trước khi về An Nguyên, Triệu Quốc Đống gọi điện xin nghỉ phép với Tằng Quyền Quân, nói trong thời gian này quá mệt nên muốn yên tĩnh một lát. Tằng Quyền Quân đồng ý cho hắn nghỉ 2 ngày, chỉ cần thứ hai về ủy ban là được. Lưu Nhược Đồng lại sang Astana nửa tháng mới về được, hội nghị tình báo quốc tế của tổ chức Thượng Hải được diễn ra ở Astana. Đây là hội nghị rất quan trọng tăng cường việc trao đổi thông tin tình báo chống khủng bố của tổ chức Thượng Hải, cũng là hội nghị do mấy nước như Nga, Uzbekistan khởi xướng. Trung Quốc cũng có thái độ tích cực ủng hộ hội nghị này. Triệu Quốc Đống cảm thấy Lưu Nhược Đồng như khôi phục trạng thái trước đây, càng lúc càng chú tâm vào công việc, không biết có phải vì vấn đề sinh con nên cô thấy thời gian gấp gáp không? Cô hy vọng có thể cố gắng làm hết công việc mình muốn làm trong thời gian sắp tới. Mà bên Bộ Tổng tham mưu muốn cô lên bộ, chẳng qua công việc ở Ban Thư ký Tổ chức Thượng Hải cũng rất nhiều. Nhất là bây giờ các thành viên của Tổ chức Thượng Hải đang tăng cường tiến hành hợp tác quân sự và chống khủng bố, hơn nữa Iran cùng Pakistan xin gia nhập nên công tác tình báo càng phức tạp hơn. Vì thế có lẽ trong thời gian ngắn sắp tới Lưu Nhược Đồng còn phải ở Tổ chức Thượng Hải. Chẳng qua Bộ Tổng tham mưu cũng đã tăng trọng trách cho Nhược Đồng, không biết có phải bản thân Nhược Đồng xin thêm công việc không? Sau đêm đó tình cảm hai người trở nên lạnh nhạt hơn, thêm vài phần tôn trọng, thiếu vài phần thân mật. Chút hoa lửa mới xuất hiện đã có xu thế lui tàn. Cả hai người đều ý thức được điểm này nhưng không biết làm như thế nào cứu vãn, hoặc là nói trong lòng vô thức nghĩ cứ để như vậy, xem thời gian tới tình cảm của mình sẽ như thế nào. Triệu Quốc Đống không khỏi lắc đầu, tình cảm đúng là làm khó hắn. Theo tuổi tăng lên thì mình đáng lẽ nên cẩn thận hơn mới phải, nhưng hình như mình vẫn không thoát được. Nhược Đồng từ góc độ nào đó mà nói cũng là người vợ thích hợp, nhưng mình và cô luôn không thể có ngọn lửa bùng cháy, ngọn lửa thoáng qua rồi tắt làm hắn cũng có chút nuối tiếc.
Tiếng nước sao động làm Triệu Quốc Đống cảm thấy như có người đi tới bên cạnh mình, nhưng mệt mỏi và cảm giác buồn ngủ làm hắn không muốn mở mắt, lúc này chắc không có người đến làm phiền mình mới đúng. Mình lúc vào đã nói rõ với thiếp tân không cần phục vụ gì khác, kể cả massage, xoa bóp. Quy mô khu du lịch rất lớn, nơi đây được chia làm nhiều điểm cho nhiều công ty, cá nhân bao thầu. Chẳng qua về tổng thể mà nói có 5-6 nhà kinh doanh suối nước nóng là đặc sắc, có chất lượng phục vụ tốt, phương tiện sang trọng để hấp dẫn khách hàng cao cấp nhiều tiền. Triệu Quốc Đống đến không nói với bất cứ ai, mấy hồ tắm đơn này mặc dù giá rất đắt nhưng về cơ bản đều được đặt trước, cũng may hắn đã đặt trước đó một tuần nên có chỗ. Dựa lưng vào nằm trên giường, Triệu Quốc Đống cảm thấy tiếng bước chân rất nhẹ đi đến bên cạnh mình. Một mùi hương chỉ có ở phụ nữ truyền tới. Triệu Quốc Đống nhíu mày, nhất định là nhân viên phục vụ đến massage. Nói khu du lịch không có tệ nạn thì đó là điều không thể, mặc dù nhân viên phục vụ ở đây không tự ý tới gạ khách vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nơi này, nhưng nếu khách tự mang tới hoặc là nhờ nơi mình đến tìm giúp thì lại khác. Cả Ninh Lăng đều biết các cô gái ở các suối nước nóng, câu lạc bộ tại Hoa Lâm đều có sắc đẹp, không hề thua kém các cô em ở các câu lạc bộ giải trí cao cấp nhất tại Ando. Các cô không trực tiếp bán thân mà lấy hình thức làm thuê để xuất hiện, ngồi uống rượu, tắm cùng, nhảy cùng với khách, đương nhiên không tránh được ngủ cùng nhưng giá rất đắt. Nữ sinh đại học trong nhóm này cũng không hiếm. Có thể mở khách sạn, suối nước nóng ở Hoa Lâm thì chủ nhân không phải người bình thường. Triệu Quốc Đống nhớ lúc mình còn ở Ninh Lăng có nghe một vị lãnh đạo phụ trách du lịch của Hoa Lâm tự hào nói khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân không thua bất cứ nơi xa hoa nào của Ando. Mùi hương từ người phụ nữ đứng bên truyền tới rất khác lạ, Triệu Quốc Đống vô thức mở mắt. Một người phụ nữ đeo kính râm, thân hình gợi cảm bên trong bộ bikini hai mảnh cùng với chiếc khăn tắm màu sắc sặc sỡ đang rất tự nhiên ôm đầu gối ngồi cạnh hắn. Mùi hương này Triệu Quốc Đống khá quen, loại nước hoa này nhân viên phục vụ bình thường sao có thể dùng. Nó kích thích tính cảnh giác của hắn, không phải nói nữ nhân viên ở đây không chủ động quyến rũ khách sao? Chẳng lẽ làm ăn không tốt nên chủ động ra trận? Tiểu thư, có phải cô đi nhầm phòng không? Tôi hình như không có. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, nếu như người phụ nữ này làm ngành kia thì hơi quá. Chỉ riêng bộ trang phục và chiếc áo tắm đầy khiêu khích kia đã làm Triệu Quốc Đống vô thức liếm liếm môi. Quyển 18, chương 74. Chu Đạt khoanh tay đứng trong góc để không ai thấy mình. Y nhìn đối phương đi vào phòng tắm nước nóng kia, mãi đến khi người phụ nữ đó biến mất, hắn nở nụ cười đầy giảo hoạt đi ra ngoài lên xe gọi điện. Không biết Triệu Quốc Đống thấy cảnh này thì sẽ nghĩ như thế nào nữa. Chu Đạt vừa gọi điện vừa hưng phấn nói. Anh, đã xong. Anh cảm thấy như vậy có phải quá đường đột không? Cách làm mạo muội như vậy anh sợ phản tác dụng. Chu Hâm có chút do dự nói. Anh, em còn sợ bây giờ là hơi muộn. Em tin vào năng lực cô ta, nếu không thực hiện được thì em tin cô ta cũng biết cách xử lý hiện trường. Chu Đạt cười nói. Tuyệt đối không nên xem thường năng lực của ả, mấy ả đi qua mưa qua gió, việc gì là chưa thấy chứ? Ồ, cũng đúng. Chỉ có thể nghe theo ông trời mà thôi, chỉ mong đừng làm hỏng chuyện. Chu Hâm vẫn có chút không yên tâm. Anh yên tâm, chúng ta đi ra làm ăn cũng là nói đạo lý, cũng không có ý muốn hại hắn. Đưa hàng lên, hắn muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Chu Đạt tự nhiên hơn. Hắc hắc, hàng này đầy người thèm muốn, hắn không đến mức tức chúng ta chứ. Hừ, chú dùng cách này đưa hàng lên, chẳng lẽ hắn có thể yên tâm sao? Em không mong một lần là xong nhưng phương pháp này ít nhất cũng thể hiện được tâm ý chúng ta mà. Thời này rất nhiều người không phải thích của lạ sao. Anh cảm thấy người như hắn còn thiếu phụ nữ ư. Chu Đạt giải thích. Em đã nói với ả, ả có bản lĩnh trong 3 tháng túm được Triệu Quốc Đống, làm Triệu Quốc Đống si mê ả vậy ả thiếu nợ người ta 5 triệu em sẽ xử lý giúp. Thời gian coi như dài mà. 3 tháng, ả không phải tự nhận mình là rất hấp dẫn sao? Chỉ cần ả muốn thì tất cả đàn ông trên thế giới đều sẽ quỳ gối đó sao? Anh vẫn cảm thấy chúng ta hơi gấp. Anh nói rồi, người như Triệu Quốc Đống thì phải tìm hiểu thật kỹ mới được ra tay, không nên nóng lòng muốn đạt thành công, hơn nữa chuyện không thể vượt quá nguyên tắc của hắn. Nước chảy đá mòn, tập đoàn ta đi tới bây giờ cũng không muốn đi đường mờ ám nữa, muốn kiên định làm việc. Quan chức không tham như Triệu Quốc Đống là quá hiếm thấy, cũng không gây phiền phức gì cho chúng ta cả. Nhưng càng như vậy càng khiến chúng ta khó tiếp cận chúng ta hơn, vì thế anh cảm thấy cần tiếp tục quan sát nữa. Chu Hâm nói làm Chu Đạt có chút do dự nhưng bây giờ đã là ván đóng thuyền. Anh, vậy bây giờ nên làm như thế nào? Làm đã làm rồi còn có thể sao chứ?
có lẽ Mai Oánh thật sự rất hấp dẫn, có thể làm Triệu Quốc đống điên đảo dưới vú, dưới mông ả. Chu Hâm bất đắc dĩ nói. Thử xem sao, dù sao cũng không có hại, chú đã nói rõ với ả chưa? Ả có thể làm Triệu Quốc đống lên giường, làm Triệu Quốc đống quỳ gối dưới mông mình thì ả có bản lĩnh. 5 triệu, 10 triệu cũng không vấn đề gì, chỉ riêng việc kéo gần hắn với Triệu Quốc đống đã đủ đáng giá rồi. Anh chỉ sợ Triệu Quốc đống không thích loại người như Mai Oánh, vậy chúng ta còn phải dành nhiều tâm trí mà nghĩ tiếp. Ừ, cũng chỉ có thể như vậy, em bây giờ về Ando, anh đang ở Lam Đảo à? Chu Đạt thuận miệng nói, vì giữ bí mật nên y tự lái xe đưa Mai Oánh đến Hoa Lâm, bây giờ đưa hàng tới rồi nên cần về. Ừ, Triệu Quốc đống căn bản không cho bất cứ ai cơ hội, tối hôm qua hình như chỉ gặp mặt lãnh đạo Tề Lỗ và Lam Đảo, ngoài ra không gặp ai khác. Sáng hôm nay đợi đến khi lễ khai mạc kết thúc là hắn ra thẳng sân bay, nếu không phải thấy hắn một mình lên máy bay tới Ando, anh còn tưởng là... Chu Hâm có chút vui vẻ nói. Bây giờ giá của Triệu Quốc đống tăng gấp nhiều lần, anh nghe có người nguyện bỏ ra 800 ngàn để mời hắn ngồi xuống nói chuyện, giao tiếp. Hắc hắc, làm quan đúng là khác, chỉ cần chấp nhận lộ mặt, nói chuyện vài câu là có tiền triệt. Anh, nếu như vậy chúng ta không phải giảm được tiền ấn tượng đó sao? Chu Đạt cũng vui vẻ. Cũng may chúng ta đã tạo được chút quan hệ từ trước, nếu không còn khó hơn lên trời. Cho nên rất nhiều chuyện phải làm từ trước, có việc mới thắp hương thì không cầu được Phật. Chu Hâm thở dài nói. Anh thấy Triệu Quốc đống còn đi lên nữa. Hắc hắc, mới 36 tuổi đã làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, ngồi ở vị trí này 2-3 năm chẳng phải 40 sẽ tới nơi nào đó làm chủ tịch tỉnh sao. Năm 45 tuổi không phải vào trung ương ư. Anh, không quan tâm ngày sau hắn phát triển như thế nào, ôm lấy hắn là không sai. Bây giờ bỏ chút tiền ra thì ngày sau tuyệt đối được lợi hơn rất nhiều. Ừ, cứ như vậy đi. Không cần quá chú trọng thành bại trước mắt, Mai Oánh lần này không được thì còn lần khác. Mai Oánh không được có thể đổi người, dù như thế nào cũng sẽ phải nghĩ biện pháp tìm được sở thích của hắn. Tiền, đã xác định hắn không có hứng thú, quyền, chúng ta không thể cho hắn, thành tích có lẽ sau này khi hắn tới nắm giữ một phương thì chúng ta có thể giúp hắn một chút, bây giờ còn chưa thể. Vậy chỉ còn gái, nhiều thử một chút cũng không sao. Chu Hâm rất quyết đoán nói. Có thưởng sẽ có kẻ bán mạng. Anh không tin bỏ tiền ra mà không tìm được ả nào đối phó được hắn. Mai Oánh cười cười tháo kính xuống, Triệu Quốc Đống mới kinh ngạc nói. Là cô, sao cô ở đây, ai bảo cô tới? Tính cảnh giác trỗi dậy, Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm xung quanh, vẻ nửa tỉnh nửa mê lúc nãy đã biến mất sạch. Nhìn xung quanh không có phản ứng gì, người phụ nữ này vào cũng chỉ mặc đồ tắm, không mang theo gì khác, bộ bikini kia rất nhỏ. Cũng không thể nào giấu được thứ gì, Triệu Quốc Đống không tin chỗ khe sâu trên ngực kia có thể nhét thiết bị nghe trộm. Sao bí thư Triệu, không, bây giờ phải gọi là chủ nhiệm Triệu mới đúng. Ngài sợ em như vậy, em có thể ăn ngài sao? Có phải lo bị người quay cảnh em ở đây với ngài, sợ không thể giải thích nổi ư? Mai Oánh em chẳng lẽ ti tiện dùng cách này để nổi tiếng sao? Mai Oánh nói nhanh như gió, nở nụ cười thản nhiên, á hồng và chiếc cổ trắng giao thoa khá đẹp mắt. Hai bên ngực căng tràn như muốn bay ra khỏi áo ngực. Triệu Quốc Đống ngẩn ra cảm thấy mình hình như hơi nhạy cảm quá. Gặp một người phụ nữ ở đây thì có sao chứ? Chủ nhiệm Triệu, không cần hốt hoảng như vậy, suối nước nóng Hoa Lâm nổi tiếng cả nước, em tới Ando quay bộ phim và tới đây nghỉ 2 hôm. Vừa đến đây không ngờ thấy ngài từ trên taxi xuống, em còn tưởng mình nhìn lầm. Chẳng qua em có ấn tượng rất sâu về ngài, ngài dù đeo kính râm nhưng em vẫn liếc cái là nhận ra. Em chỉ là tò mò ngài đường đường phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển sao lại đi taxi, chẳng lẽ ngài sau khi rời khỏi chức bí thư thị ủy Ninh Lăng thì không ai đến tiếp đón sao? Hay là ngài thích khiêm nhường? Mai Oánh nói làm Triệu Quốc Đống buông lỏng đôi chút, khả năng này không phải không có. Mình đúng là đi taxi tới vì không muốn ai quấy rầy, không ngờ lại gặp được người nửa quen nửa lạ. Chẳng qua hình như quá trùng hợp. Mai Oánh này lần trước gặp mình là đi cùng Chu Hâm Chu Đạt. Triệu Quốc Đống tuy không rõ ý đồ thật của Chu Hâm Chu Đạt nhưng đoán hai người này dùng tiền mời Mai Oánh đến ăn với mình để cho có không khí. Lúc ấy Chu Hâm Chu Đạt rất hy vọng mình ở lại một chút nhưng mình từ chối. Lúc ấy mình ở lại thì có lẽ anh em Chu Hâm Chu Đạt sẽ để cho Mai Oánh, một diễn viên rất nổi tiếng tiếp mình. Vậy hôm nay mình trùng hợp gặp Mai Oánh như vậy sao? Triệu Quốc Đống có chút nghi ngờ nhưng cũng không có cách nào phủ nhận khả năng này. Mai Oánh hai tay ôm gối tạo thành hình chữ thập.
cứ như vậy ngồi trước mặt Triệu Quốc Đống, hai chiếc đùi trắng nõn thu lại, chỗ riêng tư bên dưới mơ hồ bên dưới quần tắm, một mảng màu đen khiến người ta suy nghĩ miên man, hai bên vú vểnh ra làm người ta thấy rõ ràng. Bất cứ người đàn ông nào thấy như vậy cũng phải khôi lưỡi. Đúng là Mai Oánh có thứ để tự hào, bảo sao có nhiều vai như vậy. Triệu Quốc Đống thật lòng khen Mai Oánh, chỉ tiếng con cá này không dễ ăn, ăn vào có khi chảy máu. Triệu Quốc Đống không tin trên đời có nhiều sự trùng hợp đến thế. Quyển 18, chương 75. Làm đàn ông đúng là động vật nửa thân dưới, Triệu Quốc Đống ít nhất không dám nhận mình là người khống chế được bên dưới. Chẳng qua loại phụ nữ quá nổi tiếng lại không phải thứ hắn thích. Hơn nữa hắn biết chừng mực và cân nhắc, Mai Oánh xinh đẹp như vậy chủ động tới nhà nhất định là có mục đích, ở đời không có bữa ăn miễn phí, người phụ nữ này nhất định có mục đích gì đó. Không thể nói là khiêm tốn gì mà tôi thích một mình ở một nơi như thế này, sao phải làm mọi người biết chứ? Triệu Quốc Đống cũng không cần phải ra lệnh đuổi khách, như vậy lại khiến cho người ta thấy mình sợ sệt. Mai Oánh này ở làng giải trí khá nổi tiếng. Gần đây Triệu Quốc Đống nghe tin nói Mai Oánh trước đó chơi chứng khoán thua lỗ nặng nề, đồ đạc bán gần hết. Chủ nhiệm Triệu, ngài thật sự đúng là đặc biệt. Người khác đi đâu đều hy vọng được khắp nơi chú ý, thích người khác vây quanh mình ngài lại thích cô độc, ngài đi một mình thế có phải có gì bí mật không? Mai Oánh giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ gợi cảm, đầy tính ăn mòn làm anh vô thức nhìn vào mấy vị trí trên cơ thể cô. Nhất là tư thế bây giờ của cô càng chết người. Chiếc áo lót mỏng khó khăn lắm mới ngăn chặn được hai bên vú căng tràn bên dưới, nửa vòng ngực lộ ra ngoài đủ để nhiệt độ tăng thêm vài độ. Bí mật, có ai mà không có bí mật không muốn lộ ra trước mặt người khác? Chẳng lẽ cô Mai không có? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Cô ở trong vòng tròn đó thì đáng lẽ phải càng hiểu vậy mới đúng chứ? Mai Oánh sờ sờ mấy sợi tóc rơi trên trán, trên mặt hiện lên vẻ u sầu vu vơ. Mai Oánh không hổ là diễn viên. Mặc dù chỉ là một động tác, vẻ mặt cũng có thể làm cho người ta động tâm. Chủ nhiệm Triệu nói rất đúng, người ở vòng tròn như chúng tôi đúng là hiểu rõ điều này. Mai Oánh cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói. Cho nên chúng tôi cũng mong được tự do, dù đi ra ngoài cũng phải trang điểm, hóa trang tránh né. Triệu Quốc Đống có chút hoang mang, Mai Oánh này chạy tới đây chỉ để nói mấy câu vu vơ này với mình sao? Làm gì cũng có được và mất, đó là điều không thể tránh khỏi. Cô ở trong làng giải trí nhiều năm thì phải quen rồi mới đúng. Lời của Triệu Quốc Đống bắt đầu có ý đuổi khách, hắn không muốn tốn thời gian như thế này, hơn nữa Mai Oánh này đúng là rất hấp dẫn, ít nhất hắn giờ không dám đứng dậy bởi vì cơ thể của Mai Oánh làm bên dưới của hắn có thay đổi. Chủ nhiệm Triệu muốn đuổi khách sao? Ngài sợ em ngồi đây là mang phiền phức tới cho ngài sao? Mai Oánh cố gượng cười. Yên tâm, Mai Oánh biết mình là ai, em thấy cô đơn nên tới đây nghỉ ngơi. Vừa lúc gặp được ngài nên đến chào coi như là bạn, tâm sự vài câu, không có ý nào khác, thật sự. Câu cuối cùng của Mai Oánh lộ rõ vẻ chân thành làm tim Triệu Quốc Đống run lên. Nếu Mai Oánh này mà đang diễn thì đúng là quá nhập tâm. Triệu Quốc Đống biết mình không thể khống chế được trước mặt phụ nữ, khi đối mặt với người phụ nữ đẹp thì tính cảnh giác càng giảm hơn. Điểm này hắn đã nhắc mình nhiều lần nhưng không có hiệu quả mấy. Nếu không hắn cũng sẽ không dính vào Kiều San, Đồng Úc đến như vậy. Kiều Huy cũng hay nửa đùa nửa thật nói với mình đừng dính vào tình cảm với phụ nữ. Dù là có thể quan hệ nhưng tuyệt đối đừng có tình cảm. Kiều Huy còn đề nghị Triệu Quốc Đống nếu thích phụ nữ đẹp hoàn toàn có thể nhờ Đức Sơn giải quyết. Kiều Huy còn nói Đức Sơn nếu muốn tìm một cô diễn viên nào là quá đơn giản. Chỉ cần lên tiếng là Đức Sơn giải quyết được ngay. Triệu Quốc Đống cũng phản lại Kiều Huy có phải là có nhiều tiếng nói chung với Đức Sơn không? Có phải đã từng nhờ Đức Sơn giúp hắn giải quyết di chứng sau mấy bữa ăn kia không? Ồ, tôi không có ý đó, chỉ là chỉ có hai chúng ta ở đây đúng là có chút mạo hiểm, nguyên nhân mạo hiểm từ nhiều phía, cô không thể làm cả hai đều thấy mạo hiểm chứ. Hai cái chạm vào nhau sợ rằng có vấn đề, vì thế tôi đề nghị chúng ta có thể đổi hoàn cảnh không? Cô thấy sao? Triệu Quốc Đống biết mình phải chụp khách, nếu không có ai chụp được ảnh lúc này thì đó là như quả bom. Mai Oánh khá biết ý. Khi Triệu Quốc Đống nói đầy nghiêm túc, cô thản nhiên cười đứng lên rời đi. Chẳng qua cô lưu lại cặp mông trận trờn trước mặt hắn, chiếc quần mỏng manh kia rất khó khăn bao phủ lấy cặp mông to đó, hầu hết da thịt lộ ở bên ngoài. Khi Mai Oánh rời đi, Triệu Quốc Đống lập tức đứng lên kiểm tra xung quanh. Bốn phía khá trống trải, chắc không có khả năng bị người quay trộm, hơn nữa mình về đây gần như cả tỉnh không ai biết, nếu bị gài bẫy thì đúng là không dễ.
Chính thức muốn gài bẫy mình thì chỉ có Trần Đại Lực, mà nếu muốn làm vậy hắn phải có tài tiên tri mới có thể. Nhưng sự trùng hợp này hình như cũng không đúng. Ở đây mà gặp Mai Oánh, hơn nữa Mai Oánh rất chú ý ăn mặc nên Triệu Quốc Đống khá nghi ngờ. Cô ta dựa vào gì mà chui vào phòng mình? Điểm này Triệu Quốc Đống rất muốn làm rõ. Câu trả lời của Mai Oánh thật ra khá hợp lý, Mai Oánh thấy mình đi vào nên vào theo. Hơn nữa Mai Oánh cũng đã nói bảo nhân viên phục vụ là đi theo Triệu Quốc Đống nên nhân viên phục vụ mới đưa cô tới đây. Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy lạ, chỉ là lúc này hắn cũng không thể nói ra là không đúng ở chỗ nào, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mai Oánh về phòng của mình ở khách sạn, đóng cửa lại khẽ thở dài một tiếng. Một hình ảnh hiện lên trong mắt, tự làm bậy không thể sống. Đây là vận mệnh của mình. Từ lúc nào mình lại như thế nào? 5 triệu tiền vay nặng lãi làm cô không thở nổi. Cô không biết lúc ấy sao mình lại lấy tiền của người ta mà đánh bạc. Mai Oánh đôi khi hận chặt tay mình, nhưng nếu như không phải hơn nửa năm qua mình thua chứng khoán thì mình đã không đánh bạc. Nếu không phải mình nghĩ rằng chơi chứng khoán là ăn thì sao lại dồn hết tiền vào đó. Cô không hận anh em Chu Hâm Chu Đạt, nói thật cô còn phải cảm ơn hai người này, ít nhất bọn họ có thể giúp cô giải quyết vấn đề. Năm trước Chu Hâm Chu Đạt bảo cô đi uống rượu tiếp khách. Cô không dám từ chối. Chu Hâm Chu Đạt mặc dù không phải người trong làng giải trí nhưng người mà bọn họ tìm để ra mặt, Mai Oánh không thể làm mất lòng. Đừng nói là tiền, dù không trả tiền cô cũng phải chấp nhận. Không ngờ lần này Chu Hâm Chu Đạt cũng tìm tới mình, có lẽ nghe được khó xử của mình. Vì thế lúc đối phương đưa điều kiện, cô không thể không chấp nhận thực tế. Không có tiền là không có gì cả, nguy cơ tài chính của cô đã bị đám phóng viên đưa tin. Chẳng qua cô kịp thời đối phó nên không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nếu chuyện mình vay nặng lãi bị lộ ra thì bao danh tiếng của cô sẽ mất hết. Tuy điều kiện Chu Hâm Chu Đạt đưa ra có vẻ không hay ho gì nhưng đó là điều rất bình thường ở xã hội này. Mặc dù các cô không rõ tại sao bọn họ muốn lấy lòng Triệu Quốc Đống, nhưng cô vẫn nhận lời. Quyển 18, chương 76. Mai Oánh cứ như vậy đứng nhìn người phụ nữ trong gương, thật lâu không rời mắt. Cởi chiếc khăn tắm xuống. Nó rơi xuống mặt đất, Mai Oánh cũng không thích áo hai mảnh, theo cô thấy nó đầy mùi câu dẫn, ngược lại sẽ phản tác dụng. Nhưng ở tình huống này không phải do cô có thể quyết định. Kéo dây trên cổ, áo tắn rơi xuống, Mai Oánh xoay một vòng trước gương, tỷ lệ hoàn hảo, da thịt trắng nõn không tì vết, cần cao sẽ cao, cần lõm sẽ lõm, vú cao vút, hai điểm đỏ hồng rung động. Vòng bụng mềm mại trơn bóng như ngọc, cặp mông no tròn săn chắc phía dưới eo thon nhỏ tạo thành một hình ảnh mê người. Đôi chân thon dài mượt mà kết hợp hoàn mỹ kết hợp bộ lông được chỉnh sửa đẹp mắt. Mai Oánh lưu luyến nhìn mình trong gương, cơ thể này làm bao người điên đảo, không ngờ bây giờ mình tự đưa lên mà bị người ta chặn ngoài cửa. Là do mình bớt hấp dẫn hay là hắn giỏi khống chế hơn sang người bình thường? Cô không tin mình kém hấp dẫn, cô tuyệt đối tự tin vào mình. Từ ánh mắt của mình liên tục nhìn ngực, bụng, chỗ kín của mình là cô cảm thấy được sức nóng trong mắt hắn. Ngón tay ngọc dọc theo xương vai xuống dưới, dừng lại trên bộ ngực no đủ kia, tinh tế vuốt ve rồi xuống dưới qua vùng bụng bằng phẳng, xuống dưới mông. Mai Oánh nho nhã xoay trước gương làm cho mỗi một điểm đẹp nhất của mình đều xuất hiện trong gương. Điện thoại di động trong ví đổ chuông làm Mai Oánh tỉnh lại từ giấc mộng. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, cứ trần truồng như vậy lấy máy ra. Điện thoại chỉ đổ chuông một hồi là dừng, Mai Oánh biết ai gọi tới. Cô cứ như vậy nằm trên ghế. Mai Oánh như khôi phục vẻ bình thường. Alo Tổng Giám Đốc Đạt, anh có rảnh không, tôi một mình, chuyện sao rồi? Ồ, Tổng Giám Đốc, rất khó khăn, vượt qua tôi đoán, tôi đang suy nghĩ mình có nên tăng giá không? Ngài giao một việc quá khó khăn cho tôi, hắn rất nhạy cảm, rất cảnh giác, thiếu chút nữa trực tiếp gọi điện đuổi ra. Tôi biết, có tin hay không nếu không tự tin thì tôi sẽ sớm nói với ngài, càng khó khăn. Càng có tính khiêu chiến thì tôi càng có hứng thú. Chẳng qua ngài cũng biết thân phận của hắn khác lạ, nếu muốn tới gần là rất khó khăn, cần thời gian. Vì thế tôi sợ 3 tháng là hơi ngắn. Đúng, tôi cảm thấy ngài cho tôi thời gian một chút thì tôi chắc chắn hơn. Ví dụ như nửa năm hoặc là 1 năm, thậm chí 2 năm, tôi cảm thấy ngài hình như rất có hứng thú với hắn. Hơn nữa tôi cũng nghĩ ngài về sau sẽ có nhiều việc quan hệ với hắn, vì thế tôi đề nghị ngài kéo dài một chút. Tôi biết ý của ngài nhưng ngài có thể biết tôi muốn đối mặt là ai, hắn rất khó quan hệ. Đúng, không, nếu hắn không có chút hứng thú gì với tôi cũng không dám mạnh miệng với ngài như vậy. Đúng, 1 năm, tôi thấy 1 năm là thích hợp nhất.
Tổng giám đốc Đạt, Hâm Đạt chẳng lẽ ngay cả một năm cũng không chờ nổi sao? Tôi không cần Hâm Đạt phối hợp gì khác, còn lại do tự tôi làm. Đương nhiên Hâm Đạt có thể cung cấp một tí tin tức cho tôi, ngoài ra cũng cần ít kinh phí. Phần khác tôi muốn có một sân khấu ở làng giải trí, tôi có thể lợi dụng sân khấu này để giải quyết, tôi nghĩ hắn là người ngoài sẽ hứng thú nếu tôi nổi tiếng hơn nữa. Ừ, như vậy đi, rất cảm ơn ngài, tôi nhớ kỹ điểm này. Hôm nay đúng là không thích hợp, ngài biết hắn rất nhạy cảm, nhất là với thân phận của tôi thì ở tình huống như vậy hắn luôn có tâm lý đề phòng. Tôi dự định sẽ tạo cơ hội trong thời gian tới. Ừ, ngài có biết hắn thường xuyên đến câu lạc bộ nào không? Câu lạc bộ Mỹ Châu, Trường An, còn có không? Không vấn đề gì, tôi chờ tin của ngài, chỉ cần ở Bắc Kinh thì sẽ có nhiều cơ hội, hắn cũng bớt đề phòng hơn. Thở phào nhẹ nhõm vứt máy sang bên, Mai Oánh cứ như vậy trần truồng nằm đó. Chu Đạt đồng ý giải quyết sớm phiền phức cho cô, nói cách khác trong một năm cô quyến rũ Triệu Quốc Đống, Chu Đạt cũng không có đưa ra yêu cầu quá đáng nào khác, chỉ cần lên giường với Triệu Quốc Đống là đủ, cũng không yêu cầu chụp ảnh làm chứng. Nhưng Mai Oánh nghĩ đối phương đem mình tặng cho Triệu Quốc Đống chính là vì Chu Đạt muốn nhờ hắn gì đó, bây giờ kéo gần quan hệ nên làm thế. Mình coi như có tác dụng bôi trơn. Không nghĩ nữa, ngủ với người nghe đúng là thấy buồn lòng nhưng Mai Oánh biết đây là phương án giải quyết tốt nhất. Nếu không chờ đám cho vay làm ầm lên thì cô sẽ mất tất cả. Cô không dám vay bạn bè tiền, có thể vay cũng không vay được nhiều như vậy. Triệu Quốc Đống về phòng suy nghĩ một lát. Hắn không dự định ở lại đây nữa, nhất là sự xuất hiện của Mai Oánh càng làm hắn thấy lo lắng. Không ở Hoa Lâm được nữa vậy tốt nhất là về Ando. Lam Đại đã trên đường tới Hoa Lâm, ở Ando nếu có thể tìm được người đáng tin cậy, hết lòng vì mình như vậy thì Lam Đại chính là lựa chọn tốt nhất. Khi nhận được điện của Triệu Quốc Đống, Lam Đại gần như vui mừng muốn nhảy dựng lên. Triệu Quốc Đống về An Nguyên mặc dù không biết sao sẽ ở Hoa Lâm nhưng đây không phải việc cô cần nghĩ. Cô chỉ muốn lập tức tới Hoa Lâm. Xe Audi của Triệu Quốc Đống ở Ando về cơ bản thành xe chuyên dụng của Lam Đại. Bố mẹ hắn coi cô là con gái, thậm chí còn thân hơn cả Triệu Linh San, có chuyện gì đều nói với Lam Đại đầu tiên. Ông bà rất áy náy và thấy gần gũi với cô. Lam Đại cũng đã nghĩ và thấy không sao cả. Đường do cô chọn nên cô không hề hối hận. Thời này không phải thời không có ai đó là không sống được. Cô làm khá tốt ở văn phòng thành phố Ando. Quan hệ cũng tốt, mọi người cũng đều quen với việc cô chỉ có một mình. Sau khi giới thiệu nhiều người cho cô nhưng cô đều lắc đầu, cuối cùng đồng nghiệp đều dừng vào không tiếp tục phí công nữa. Lam Đại không phải không nghĩ đến tìm người khác, nhưng các người đàn ông mà bạn bè giới thiệu cho cô tuy xuất sắc nhưng từ góc độ nào cũng không thể bằng Triệu Quốc Đống. Đúng là vì nguyên nhân đó nên cô hoàn toàn không thể chấp nhận người khác. Chính cô cũng ý thức được điểm này nhưng không thể làm mình thay đổi. Triệu Quốc Đống ngồi ở bên cạnh nhìn Lam Đại rất thành thạo điều khiển chiếc xe Audi có vẻ hơi rộng một chút so với phụ nữ. Cô rất quen với xe này, bố mẹ hắn cũng hay gọi cô tới nhà ăn cơm, tâm sự. Theo Trường Xuyên nói thì hai lần y về Ando đều thấy Lam Đại ở nhà, còn có một lần lái xe đưa bố mẹ ra ngoại thành chơi. Cô đã coi Triệu gia như nhà thứ hai của mình, điều này cũng làm Triệu Quốc Đống có chút được an ủi. Nếu so sánh thì quan hệ giữa Nhược Đồng và bố mẹ hắn khá bình thường thậm chí là hơi lạnh nhạt. Sự tồn tại của Lam Đại cũng làm mấy anh em Triệu Quốc Đống vui vẻ. Mấy người đều bận rộn không thể về nhà, bố mẹ đã già nên dù tìm bảo mẫu tận tâm cũng không thể làm bố mẹ hài lòng như Lam Đại mấy người Đức Sơn, Trường Xuyên và Vân Hải có cảm giác Lam Đại như vợ bé của Triệu Quốc Đống, ở Ando lặng lẽ chăm sóc gia đình. Nếu như nói nửa năm, một năm là do lấy lòng. Nhưng nhiều năm như vậy Lam Đại chưa bao giờ mở miệng đòi gì, chỉ dùng tình cảm đến gần bố mẹ Triệu Quốc Đống, tình cảm này làm mấy anh em Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Ngay cả Đức Sơn cũng từng nhắc Triệu Quốc Đống là không thể phụ tình cảm của Triệu Quốc Đống, muốn cho Triệu Quốc Đống cân nhắc kỹ vấn đề này. Vấn đề là Triệu Quốc Đống phải cân nhắc thế nào? Không thể ly hôn Nhược Đồng mà lấy Lam Đại chứ? Vậy còn những người khác? Nghĩ vậy hắn không khỏi có chút đau đầu. Quyển 18, chương 77. Lam Đại cảm thấy ở bên ghế phụ Triệu Quốc Đống cứ nhìn mình chằm chằm nên khiến cô có phần bất an. Quan hệ giữa mình với Triệu Quốc Đống tựa như là một loại thỏa thuận ngầm theo một phương thức khó có thể xác định, có lẽ gần giống như mấy tác phẩm điện ảnh, nào là cô gái yêu đơn phương một chàng trai nhưng chàng trai đó thủy chung lại chỉ coi cô gái là em gái. Chẳng qua Lam Đại không chấp nhận loại quan hệ này, cô cảm giác quan hệ giữa đôi bên có triển vọng phức tạp hơn, phong phúc hơn và phát triển hơn. Triệu Quốc Đống đích xác là đang quan sát cô gái thanh tao ở bên cạnh này.
Bánh xe thời gian tựa như có ảnh hưởng rất nhỏ đối với Lam Đại, 10 năm về trước như nào thì 10 năm sau vẫn gần như thế, từ một thiếu nữ 17, 18 ngây ngô nhanh chóng biến thành một người phụ nữ thời thượng yêu nhã, phong thái càng ngày càng thành thục nhưng dung mạo thì lại chẳng hề thay đổi gì nhiều. Mặc dù về đường nét thì vẫn kém Tiểu Âu nhưng sóng mũi dọc dừa cùng với đôi môi chín mọng trên khuôn mặt đôi chút vẻ lạnh lùng luôn khiến người ta nghĩ ngay đến những người mẫu đài các trên sàn diễn. Triệu Quốc Đống rất dễ dàng hồi tưởng lại lúc mình công tác tại ban quản lý khu khai phát huyện Giang Khẩu, lần đầu tiên ăn cơm cùng tứ nữ cổ Tiểu Âu, Lam Đại cùng với Kiều San và Đồng Úc, cái hào hứng thanh xuân của tuổi trẻ luôn khiến người ta phải nhớ về nó. Sự độc lập đặc biệt của cổ Tiểu Âu, cảm giác lạnh lùng của Lam Đại, nét vui tươi thoải mái của Kiều San, vẻ thẹn thùng ngây thơ của Đồng Úc, tất cả những điều này vẫn luôn in sâu trong trí óc của Triệu Quốc Đống. Từ cái thời khắc đó hình ảnh bốn cô gái đã xuất hiện đan xen vào cuộc đời của mình, còn quan hệ giữa mình với cô gái ở bên cạnh này lại biến thành một loại quan hệ phức tạp, tế nhị. Không thể không nói cái thế giới này thực sự là kỳ diệu. Quốc Đống, anh nhìn em với ánh mắt như vậy khiến em không thể chuyên tâm lái xe được. Lam Đại cố tỏ ra bình tĩnh tự nhiên. Thật sao, anh đang nghĩ rằng cô gái trước mắt này chính là Lam Đại 12 năm về trước sao? Triệu Quốc Đống thốt ra mấy lời cảm khái. Đôi tay đang nắm tay lái của Lam Đại thoáng run run, chiếc xe hơi lệch khỏi quỹ đạo một chút, Triệu Quốc Đống hoảng sợ vội vàng nói. Lam Đại, em cẩn thận một chút. Quốc Đống, đây chính là anh làm hại, đừng trách em. Lam Đại cố nén tâm tình, thản nhiên cười nói. Ai bảo anh đề cập tới cái đề tài đó vào lúc này? Được, là anh sai, chúng ta nói xác chuyện khác. Làm bên Ủy ban Nhân dân thành phố An Đô có thích không? Triệu Quốc Đống vội vàng nói sang chuyện khác chứ không ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì đó trên đường cao tốc lại biến thành uyên ương đồng mệnh thì đúng là chết không thanh tịnh. Lúc ấy không biết sẽ có bao nhiêu chuyện đào phấn đổ lên đầu mình, bản thân mình mặc dù không phải là Liễu Hạ Huệ nhưng ít nhất thì quan hệ giữa mình với Lam Đại vẫn chưa đi quá giới hạn. Rất tốt, Phỉ Tỷ rất chiếu cố em, nghe nói sắp tới chị ấy có khả năng lên làm phó trưởng ban thư ký thị ủy. Lúc này Lam Đại đã khôi phục được sự bình tĩnh. Liệu có phải là muốn kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng thị ủy hay không? Triệu Quốc Đống biết năng lực của Nghiêm Lập Dân, nếu muốn giúp Tống Như Phỉ leo lên được vị trí phó sở thì cũng không phải là chuyện khó. Cũng không rõ lắm, Phỉ Tỷ không nói gì nhưng bên trong thành phố đều có lời đồn, nói rằng Phỉ Tỷ có khả năng một bước lên trời. Lam Đại cau mày lại, hiển nhiên là đang lo Tống Như Phỉ rời khỏi bên văn phòng ủy ban, tình cảnh của cô chưa chắc đã tốt như hiện giờ. Cô còn trẻ như vậy mà đã ngồi cao trong ủy ban thì hiển nhiên sẽ có người đỏ mắt, hơn nữa cô vừa xinh đẹp lại độc thân nên càng có nhiều người nhìn không thuận mắt. Một bước lên trời chưa chắc đã là chuyện tốt đâu. Triệu Quốc Đống lắc đầu tựa như ngộ ra điều gì đó. Quốc Đống, cũng có người nói hiện giờ anh cũng là đang một bước lên trời, chẳng lẽ cũng không phải là chuyện tốt sao? Lam Đại chớp chớp mắt hỏi. Ồ! Bên thành phố An Đô ngoại trừ em ra lẽ nào còn có người khác cũng quan tâm tới anh sao? Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi mà không hề biết mình vừa lỡ lời. Lam Đại thấy mặt nóng bừng lên nhưng thấy Triệu Quốc Đống rất tự nhiên nên biết là hắn chỉ thuận miệng nói nên trấn tĩnh nói. Có rất nhiều người ở tỉnh An Nguyên chú ý đến anh, thành phố An Đô chúng em hiển nhiên cũng không thiếu. Đừng có nói là có cả vị Phỉ Tỷ kia của em đó nhé. Nếu đúng thì anh đúng là thụ sủng nhược kinh đó. Triệu Quốc Đống trêu ghẹo. Quốc Đống, anh đừng đùa nữa, Phỉ Tỷ cũng nhắc tới anh nhưng chỉ nói rằng anh có vận số tốt, nói rằng lần nào anh cũng có thể bước lên đúng điểm mấu chốt. Chỉ trong thời gian ngắn đã có thể nhảy khỏi Điền Nam lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, quả thực là kỳ tích. Lam Đại nở nụ cười kiêu hãnh, nhớ lại lúc Tống Như Phỉ nhắc tới Triệu Quốc Đống thì tỏ rõ vẻ cực kỳ hâm mộ xen lẫn ghen tị. Triệu Quốc Đống cười cười không nói gì, Tống Như Phỉ đương nhiên là không cảm thấy hứng thú gì với mình. Nếu như không có nhân tố khác thì e rằng sự thay đổi của mình sẽ chỉ gây hứng thú cho tình nhân của cô, chính là Nghiêm Lập Dân kia. Lúc này đây Nghiêm Lập Dân còn đang khổ sở phấn đấu vì vị trí thị trưởng An Đô, còn mình thì đã sớm vượt qua cấp bậc phó tỉnh rồi, thậm chí còn liên tục đảm nhiệm ở 3 vị trí khác nhau cùng cấp bậc này. Chắc chắn trong lòng Nghiêm Lập Dân lại càng cay đắng hơn, do đó mới có thể bàn luận về mình như vậy trước mặt Tống Như Phỉ. Lam Đại, vậy em có nghĩ rằng là do anh có vận số tốt hay không? Triệu Quốc Đống đăm chiêu hỏi dò. Lời này của Phỉ Tỷ là không công bằng, mấy năm gần đây kinh tế Ninh Lăng phát triển rất nhanh, nghe nói năm nay đã áp sát An Đô. Trong bất cứ hội nghị lớn nhỏ nào thì bí thư quan cũng đều nhắc tới sự phát triển của Ninh Lăng,
yêu cầu cán bộ toàn thành phố phải nâng cao tinh thần, học tập Ninh Lăng, đây là điều mọi người đều phải công nhận. Lam Đại vừa nắm chắc tay lái vừa nói. Nghe nói Trung Dược Quân cũng có khả năng đến Ando làm thị trưởng. Bây giờ vị trí thị trưởng Ando bên các em cũng còn chưa rõ sao. Lúc này Triệu Quốc Đống mới nhớ ra rằng cái ghế thị trưởng Ando cho tới giờ vẫn chưa xác định, từ đó đủ thấy mức độ tranh đoạt kịch liệt đối với vị trí này. Lăng Chính Dược đang chờ giá cao, đánh vào sự nhẫn nại của mọi người. Từ chỗ qua Nính nên Triệu Quốc Đống biết tin về cơ bản thì Trung ương sẽ xác định chọn thị trưởng dựa trên đề cử của tỉnh ủy An Nguyên, có lẽ hiện giờ Lăng Chính Dược còn đang quan sát hoặc là dồn sức khống chế hội nghị thường vụ thị ủy đi vào ổn định. Dù sao thì hắn mới An Nguyên được một thời gian ngắn ngủi, muốn khống chế hội nghị thường vụ thị ủy cũng còn phải cần một quá trình. Bây giờ lời đồn khắp mọi nơi, mỗi ngày một tin, hôm nay thì nói rằng Trung Dược Quân tới, ngày mai lại nói là Dương Thiếu Bằng, ngày mốt lại biến thành Bí Thư Nghiêm, tới hai ngày sau thì lại sang Đàm Lập Phong rồi, còn có cả Trang Quyền và Bối Thiết Lâm, hễ ai có dính dáng tới trên tỉnh thì đều có khả năng, đều thành người ứng cử. Cổ mọi người cũng sắp dài cả ra rồi nhưng mới chỉ nghe được tiếng chứ chưa thấy hình. Lam Đại cười nói. Quốc Đống, anh thử nói xem ai sẽ đến làm thị trưởng Ando nào. Anh không phải là trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương, dù sao cũng không phải anh đến là được. Triệu Quốc Đống lắc đầu, người nào được chọn cũng không dễ xác định, bây giờ còn không rõ Lăng Chính Dược nhìn chúng ai, chẳng biết liệu có ai đủ sức đề cử với Lăng Chính Dược hay không. Chẳng qua khả năng Trung Dược Quân là rất nhỏ. Nghe nói từ sau khi Lăng Chính Dược đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy An Nguyên thì biểu hiện của Tần Hạo Nhiên rất nhún nhường. Nếu như Ứng Đông Lưu còn tiếp tục đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy An Nguyên thì Trung Dược Quân may ra còn có khả năng, bây giờ Ứng Đông Lưu đi rồi, Tần Hạo Nhiên hiển nhiên không muốn cạnh tranh vị trí này với Lăng Chính Dược. Hơn nữa xu thế quan hệ giữa Trung Dược Quân và Tần Hạo Nhiên trong hai năm gần đây cũng không thấy tiến thêm được bước nào, thậm chí còn có cảm giác lãnh đạm hóa. Cho nên Triệu Quốc Đống biết Trung Dược Quân gần như là vô vọng. Nhưng Đàm Lập Phong và Bối Thiết Lâm thì lại rất có sức cạnh tranh. Nếu thực sự anh có thể đến thì tốt quá, trước kia có một số cán bộ ở thành phố Ando khi nhắc tới Ninh Lăng thì cũng đều tỏ ra khinh thường, lúc nào cũng cho rằng Ninh Lăng là một vùng núi xa xôi, nhưng bây giờ thì không có mấy người đủ dũng khí để nói như vậy, nhất là Ninh Lăng hiện giờ. Nghe nói năm nay Ninh Lăng sẽ đuổi kịp Ando nên khiến cho lãnh đạo thành phố đều mất hết thể diện, có một đoạn thời gian cứ mở miệng là khen ngợi Ninh Lăng. Mãi cho đến một lần Bí Thư Lăng nghe được chuyện này liền nổi giận lôi đình, nói rằng đội ngũ cán bộ Ando thiếu tự tin, thiếu sức chiến đấu, cũng không dám nói ra những điểm đặc sắc của Ando, cũng không dám đề xuất khẩu hiệu vượt qua Ninh Lăng, đuổi kịp Thành Đô, Nam Kinh. Nghe đầu Bí Thư Quan cũng bị phê bình nên từ đó về sau trên hội nghị cũng ít đề cập tới Ninh Lăng hẳn. Lam Đại bật đèn pha ô tô lên rồi tò mò hỏi. Quốc Đống, em cảm thấy lời này hình như có vẻ nhằm vào Ninh Lăng. Anh nói xem Bí Thư Lăng là bí thư tỉnh ủy mà nói vậy thì không công bằng cho lắm. Bây giờ mọi người mà nhắc tới Ninh Lăng thì không thể không nhắc tới anh, đó đều là những lời tấm tắc khen ngợi. Triệu Quốc Đống mỉm cười không nói, chỉ sợ không phải là Lăng Chính Dược có thành kiến với Ninh Lăng mà là có tâm tình phức tạp khó nói đối với nơi mình lập nghiệp nên mới phát ngôn như vậy. Chẳng qua nguyên nhân tế nghị trong này không thể tỏ với người ngoài, cũng chỉ có loại người trong cuộc như Triệu Quốc Đống mới đại khái cảm nhận được ý vị chua xót trong đó. An Nguyên vừa mới tiếp nhận thời kỳ của Lăng Chính Dược nên phải xem hắn có làm ra được động tác gì mới trên cơ sở mà Ứng Đông Lưu gây dựng hay không. Phải nói là hiện tại An Nguyên rất đáng xem, kinh tế Ando xuất hiện sự hồi phục, mà Ninh Lăng, Hoài Khánh, Đường Giang, Tân Châu thậm chí Thông Thành đều xuất hiện xu thế tăng trưởng tốc độ cao. Có thể nói cơ sở đã được xây dựng tốt, giờ chỉ xem Lăng Chính Dược có thể tập hợp được nhân tâm và dân trí hay không, làm cho An Nguyên lại nghênh đón một thời kỳ phát triển hoàng kim nữa. Triệu Quốc Đống về đến nhà là ngủ liền một mạch đến tận 6 giờ 30 sáng hôm sau, một giấc ngủ hơn 8 tiếng đồng hồ đã vượt qua thời gian ngủ bình thường của hắn. Đối với hắn mà nói thì giấc ngủ tối chỉ khoảng 7 tiếng là đủ rồi, chẳng qua hôm nay rõ ràng là hắn rất thích ngủ một cách tự do như vậy. Trở về Ando thoải mái hơn rất nhiều, không có nhiều chuyện phức tạp như ở Bắc Kinh, cũng không phải chịu bầu không khí áp lực nặng nề như ở trong ủy ban. Lúc ở đây có thể tự do tự tại vứt bỏ mọi buồn phiền trong lòng. Mọi chuyện đợi tới ngày thứ hai đi làm rồi mới phải đối mặt. Triệu Quốc Đống tưởng tượng đến cảnh ngày kia mình trở lại ủy ban có khả năng sẽ phải đối mặt với đủ loại sóng gió. Lúc mình xin phép thì Tằng Quyền Quân có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi,
chẳng qua khi nghe thấy mình nói muốn về Ando nghỉ ngơi thì đoán mình cũng chịu áp lực không nhỏ cho nên mới không có nói ra, nhưng sang ngày thứ hai này thì có thể sẽ lại bắt đầu một hồi phong ba mới rồi. Quyển 18, chương 78. Ngọa Phật tự, ngôi tự có Phật nằm trong huyện Trường Tân, cách nội thành Ando hơi xa một chút, mặc dù giờ đã là giữa hè tháng 6 nhưng du khách tới nơi này cũng không ít. Triệu Quốc Đống, Lam Đại cùng với Triệu Phu Vọng và Hứa Tú Cần đi hết được các điện đài thì cũng đã 11:30 rồi. Đã trở về Ando nên Triệu Quốc Đống tự nhiên cũng muốn tận hiếu, đến Ngọa Phật tự lễ Phật thuận tiện giải tỏa tâm tình chính là lựa chọn tốt nhất. Ngọa Phật tự nằm ở vùng ngoại ô cách trung tâm huyện Trường Tân 15 km, đường xá khá tốt, nơi này mặc dù không tính là khu phong cảnh cấp 4A nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy thì còn đẹp hơn so với mấy khu phong cảnh cấp 4A một chút. Đương nhiên điều này cũng được hưởng lợi từ ngôi Ngọa Phật tự ngự trên đỉnh Ngọa Phật Sơn, hơn nữa dưới chân núi còn có hồ Trường Tân bao bọc xung quanh với cảnh sen vào mùa hè đáng gọi là nhất tuyệt, do đó nơi này thu hút rất nhiều dân thành phố Ando tới đây nghỉ hè. Hồ Trường Tân vào đầu tháng 6 tràn ngập một màu xanh lá sen, dù thời điểm sen nở còn cách một đoạn thời gian nhưng hồ nước trong xanh cùng với lá sen xanh biếc trải dài tới tận chân trời cũng đủ để mọi người say mê rồi. Ven hồ Trường Tân núi non trùng điệp, cổ phách tùm, Ngọa Phật tự nằm ẩn sâu trong đó, con đường mòn uốn lượn quanh sườn núi nhưng không hề dốc ngược gì cả mà nó cực kỳ thích hợp cho những người trung tuổi, cao tuổi dạo chơi, cảm nhận không khí trong lành của thiên nhiên, còn người nào thể chất kém một chút thì có thể khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng là được. Triệu Phu Vọng cũng không tin Phật, Hứa Tú Cần cũng chỉ hy vọng lên cầu nguyện cho nên hành trình của bốn người rất thư thái. Ở trai đường của ngôi Phật tự có chuẩn bị một bàn đồ chay trông khá thanh nhã và ngon miệng. Măng trắng, đậu hũ, canh hạt sen, mỗi thứ đều có mùi vị khác nhau, Triệu Quốc Đống ăn khá say sưa. Ngọa Phật tự cũng chuẩn bị sẵn mấy gian phòng nghỉ trưa dành cho khách ngoại lai, nhưng rất nhiều người lại thích tới khu rừng già nghỉ ngơi. Nghe nói khu rừng cổ phách hơn 1.000 mẫu này có từ thời Hán, nghe thì hơi khoa trương nhưng hẳn là có mấy trăm năm lịch sự, sinh sôi không ngừng, phát triển thành cảnh quan bên cạnh Ngọa Phật tự ngày nay. Triệu Quốc Đống đứng một mình giữa sườn núi, nơi này tầm nhìn rộng lớn. Vừa khéo có thể ẩn dưới bóng khu rừng rậm rạp mà chỉ cần cúi xuống là thấy được hồ Trường Tân uốn lượn ở bên dưới. Lam Đại đã đi cùng bố mẹ tới khách đường nghỉ ngơi, ngày hôm qua cô đã lái xe suốt 7, 8 tiếng, dường như tối qua ngủ cũng hơi muộn cho nên muốn ngủ bổ sung. Nghe nói ngủ một giấc ở nơi thần thanh khí sảng như ngôi Ngọa Phật tự này bằng một tháng ngủ ở nhà cho nên ăn cơm chay xong là ba người liền đi nghỉ ngơi một chút. Ngược lại Triệu Quốc Đống thì lại tràn trề tinh lực, muốn một mình lên cao trông về phía xa. Chỉ là tòa Ngọa Phật Sơn này cũng chẳng tính là cao, độ cao tương đối nhiều lắm cũng chỉ 200,300 mét, cũng may núi non trùng điệp nên cũng đủ để du khách tham quan. Ủa? Từ phía sau lưng vang lên tiếng kêu có phần ngạc nhiên làm cho Triệu Quốc Đống có hơi phiền não, không cần phải nói, chắc chắn là lại có người phát hiện ra hành tung của mình rồi. Chuyện phiền nhất khi về Ando chính là có quá nhiều người quen. Nếu như ở trong thành phố thì đến đi đều có xe đưa xe đón. Qua đó có thể bớt đi không ít chuyện phiền toái, nhưng tới mấy địa phương đông đảo khách du lịch như này thì mình cũng không thể tính vào loại người có hình tượng dễ lẫn vào trong đám đông được, chỉ cần người có chút ấn tượng thì liếc mắt một cái là có thể nhận ra mình. Chủ nhiệm Quốc Đống. Giọng nói phía sau lộ rõ tính chất thăm dò, hiển nhiên là không chắc chắn mình có phải nhận lầm người hay không, tựa như khả năng đụng chạm Triệu Quốc Đống ở nơi này là khá nhỏ. Nhưng từ bối cảnh mà xét thì đích thực là rất giống. Mặc dù đã mấy năm không gặp mặt nhưng dáng người Triệu Quốc Đống vẫn làm cho người ta ấn tượng rất sâu. Triệu Quốc Đống cũng nhận ra giọng nói rất quen thuộc nên xoay người lại và kinh ngạc nhìn hai người phụ nữ với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ ở trước mặt. Hứa Kiều, Đan Yên. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ lại gặp lại hai vị cố nhân Hoài Khánh ngày xưa ở chỗ này, buồn bực trong lòng đã mất đi rất nhiều. Người phụ nữ trung niên mặn mà trước mắt không phải chính là Hứa Kiều người đồng liêu của mình lúc còn ở Hoài Khánh thì là ai? Nhìn bộ dạng hiện giờ thì cô thư ký do mình đề cử rất được Hứa Kiều ưa thích, bây giờ vẫn còn đi theo Hứa Kiều. Hứa Kiều hiện giờ hẳn là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh An Nguyên, mặc dù năng lực công tác của cô xuất sắc nhưng do là người thuộc Đảng Dân Chủ nên cơ hội lên cao của cô bị rất nhiều hạn chế. Có điều nếu gặp được cơ duyên đặc biệt thì cán bộ Đảng Dân Chủ thường thường có thể từng bước vượt qua chướng ngại mà rất nhiều cán bộ Đảng Cộng sản không thể vượt qua để leo lên đỉnh cao. Đây chính là sự đặc biệt cần thiết đối với cục diện chính trị quốc nội. Trang phục của Hứa Kiều có phần đơn giản, bên trên mặc một chiếc tê, sất màu xanh nhạt bó sát người, bên dưới là quần lửng màu trắng dài 7 phân, một đôi tất thể thao Nike màu trắng,
tay cầm một chiếc kính râm vừa mới gỡ xuống, trông khá giống dân leo núi tập thể dục. Mấy năm không gặp, Đan Yên trông thành thục hơn rất nhiều, từ một cô thiếu nữ trung cấp chuyên ngành du lịch 18, 19 tuổi vốn khá ngây ngô giờ đã trở nên xinh xắn đáng yêu, càng ngắm càng thích rồi. Một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt thoáng lộ khoảng eo trắng nõn, chiếc quần jean trễ cạp tựa hồ khó khăn lắm mới bám giữ được vào thân người, chiếc kính mát còn chưa kịp tháo ra nhưng sự vui sướng xuất phát từ nội tâm đã chứng minh tâm tình của cô rồi. Chủ nhiệm Quốc Đống, thực sự là ngài sao? Hứa Kiều thật tình quá mừng rỡ, không ngờ có thể gặp được Triệu Quốc Đống ở chỗ này, đây quả thực là duyên phận. Từ khi Triệu Quốc Đống được điều từ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam lên làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia thì Hứa Kiều rất hưng phấn. Không ai có thể ngờ được Triệu Quốc Đống đi khỏi An Nguyên một cách nhạt nhẽo mà trong phút chốc lại từ Điền Nam tiến lên Trung ương. Tầm quan trọng của vị trí phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia thì không phải cái nơi ủy ban kế hoạch phát triển địa phương có thể sánh được, nhất là tại Trung Quốc thực chất vẫn đang trong chế độ Trung ương tập quyền thì địa vị của ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia lại càng không giống bình thường. Hứa Kiều vốn dĩ hy vọng tìm một cơ hội lên Bắc Kinh gặp gỡ Triệu Quốc Đống một chút, dù sao cũng là lão thủ trưởng của mình, bây giờ lại càng là cấp trên trực tiếp. Mình lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh làm được 2 năm nhưng công tác không tính là thuận lợi cho lắm, từ một phu quân qua loa cho xong chuyện cho đến Dương Thiếu Bằng một mình nắm quyền khiến cho vũng nước Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh mãi mà không khiến người ta thanh tịnh được. Điều này làm cho Hứa Kiều vẫn luôn muốn làm chút chuyện cũng thấy nhàm chán. Không nghĩ tới có thể ngẫu nhiên gặp được Triệu Quốc Đống, điều này không thể không khiến Hứa Kiều mừng rỡ được sao? Hứa Kiều, không phải tôi thì còn có thể là ai chứ? Chẳng lẽ tôi thay đổi rất nhiều sao? Đan tỷ, chị nói xem tôi có biến hóa nhiều hay không, già đi nhiều rồi à? Triệu Quốc Đống cũng mỉm cười tháo kính xuống. Chỉ có hai người các vị đúng là không thay đổi gì nhiều, Đan Yên xinh hơn hẳn, trông rất có vẻ phụ nữ đó. Nghe được lời trêu chọc của Triệu Quốc Đống khiến Đan Yên nhất thời đỏ bừng mặt, nếu nói ra thì làm thư ký cho Hứa Kiều nên cô đã quá quen với mấy lời trêu chọc này rồi, thậm chí cô còn tỏ ra không nghe không phản ứng gì với mấy lời trêu ghẹo trắng trợn hơn so với của Triệu Quốc Đống, chẳng qua Triệu Quốc Đống nói thì lại khiến cô thấy phấn chấn khó nói thành lời. Đan Yên là một cô gái rất chú trọng tình nghĩa, mặc dù không quá liên quan đến Triệu Quốc Đống nhưng cứ mỗi dịp xuân, Đoan Ngọ rồi Trung Thu thì Triệu Quốc Đống vẫn luôn nhận được mấy tin nhắn chúc phúc của cô. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống rất xúc động vì cái lần nâng đỡ xưa kia. Tặng người hoa hồng thì tay vẫn vấn vương mùi thơm, những lời này tựa như được thể hiện sâu sắc trên người Đan Yên. Chủ nhiệm Quốc Đống, không quản mấy lời vừa rồi của ngài có phải an ủi tôi hay không nhưng tôi thực sự rất thích lời khích lệ của ngài. Đan Yên rất hiểu chuyện, miệng cũng ngọt, cô nhìn chung quanh để xem có chỗ nào có thể ngồi xuống được hay không, cô cảm thấy sếp mình có việc muốn nhờ Triệu Quốc Đống một chút. Ồ! Đan Yên, vậy tôi sẽ khích lệ cô nhiều hơn, tôi cũng rất thích ngắm các cô gái đẹp mỉm cười. Triệu Quốc Đống cười ha ha nói. Hứa Kiều, sao lại rảnh rỗi tới mức lên ngọa Phật tự đi dạo cùng với Đan tỷ thế này? Thời tiết quá nóng nên vốn định tìm một chỗ nghỉ ngơi 2 ngày, không ngờ ngọa Phật tự này lại cũng nhiều người như vậy nên đành phải bỏ ý tưởng, thà về nhà nghỉ còn tốt hơn. Không ngờ lại gặp ngài ở đây. Hứa Kiều nói một cách tự nhiên. Kiều tỷ, chủ nhiệm Triệu. Đằng kia mát mẻ lại có một khối đá, có gì chúng ta qua bên đó ngồi được không? Đan Yên đã sớm đi thăm dò xung quanh rồi chạy trở về báo. Được đó, lâu rồi không gặp hai người các vị, bây giờ tôi cũng không có nhiều thời gian quay về An Nguyên, cũng muốn tâm sự với các vị. Hứa Kiều, tốt xấu gì tôi cũng là thủ trưởng cũ của chị, hiện giờ coi như là lãnh đạo nghiệp vụ trực tiếp của chị, tôi đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển cũng được 2 tháng rồi mà sao không thấy chị tới Bắc Kinh báo cáo công tác gì nhỉ? Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên mà không chi được tiền vé máy bay thì tôi chi. Triệu Quốc Đống vừa cất bước vừa nói. Ồ, chủ nhiệm Quốc Đống, tôi sẽ chuyển lời này của ngài về cho chủ nhiệm Thiếu Bằng nghe. Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên chúng tôi nên thay đổi tác phong, cần phải năng chạy tới Bắc Kinh mới được. Chỉ sợ đến lúc đó chủ nhiệm Quốc Đống lại chê chúng tôi quấy rồi nhiều quá, ngại không muốn tiếp thôi. Hứa Kiều cười đáp trả. Hứa Kiều, không nên xuyên tạc ý tứ của tôi. Ý tôi chỉ là hoan nghênh chị tới chỗ tôi chứ không phải nói về Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên. Về phần những người khác thì vẫn nên dựa theo trình tự đi, đáng chạy đi đâu thì chạy tới đó, đối người chứ không đối việc, minh bạch chứ. Triệu Quốc Đống đặt mông ngồi xuống tảng đá. Tảng đá này nằm ở bên cạnh vách đá, sườn núi nhô lên cao vừa vặn che khuất tầm mắt,
nếu như không phải Đan Yên chạy tới xem thì người bình thường khó mà phát hiện được chỗ mát mẻ như này. Thấy Triệu Quốc Đống ngồi xuống nên Hứa Kiều cùng Đơn Yên cũng ngồi xuống. Tôi nhất định sẽ lĩnh hội tâm ý của chủ nhiệm Quốc Đống, trong vòng một tháng tới tôi nhất định sẽ lên Bắc Kinh một chuyến, đến chỗ chủ nhiệm Quốc Đống ngồi một lần cho biết. Hứa Kiều cười nói tiếp. Tôi đã xem bảng phân công trên trang web của Ủy ban Kế hoạch Phát triển, hình như ngài được phân công quản lý mấy khối lớn, trong công tác của tôi cũng có một khối có thể kết nối với ngài. Tỉnh cũng phân tôi quản lý mảng lợi dụng đầu tư bên ngoài cùng với công nghiệp kỹ thuật cao và đầu tư ra bên ngoài. Vậy thì quá tốt, tôi cảm thấy mảng công nghiệp kỹ thuật cao của An Nguyên cần phải có cơ sở thật tốt, làm thế nào để nắm bắt được thời cơ trước mắt cũng chính là chuyện mà Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh các chị phải cân nhắc cẩn thận. Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 đã được công bố rồi, tỉnh chị có tính toán gì không, chị là phó chủ nhiệm được phân công quản lý thì nên chủ động đề xuất quan điểm, ý tưởng của mình. Các chị cũng có thể chủ động báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh mới đúng, vậy mà trong 2 tháng vừa rồi tôi lại không thấy An Nguyên các vị có hành động gì cả. Giọng điệu của Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nhưng Hứa Kiều lại cảm giác đối phương hình như có hơi thất vọng công tác của An Nguyên về phương diện này. Quyển 18, chương 79. Lần đầu tiên Hứa Kiều cảm thấy nóng mặt trước mặt Triệu Quốc Đống. Đây là lời phê bình của lãnh đạo ngành chủ quản đối với công tác của Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên. Hai hội nghị toàn quốc đã qua hơn 2 tháng, kế hoạch 5 năm lần thứ 11 cũng chính thức được đưa ra. Công tác của An Nguyên về phương diện này cũng chưa có gì cả nên dẫn tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên cũng chẳng có hành động gì mới. Nhưng Hứa Kiều là có nỗi khổ khó nói thành lời. Trước kia Vu Quân là người qua loa cho xong chuyện, công tác gì cũng chỉ cần có thể ứng phó cho qua là được, cho nên sau đó Ứng Đông Lưu mới quyết đoán đổi Vu Quân, thay bằng Dương Thiếu Bằng nhìn qua thì khá kiên quyết. Nếu bàn về hùng tâm, dứt khoát thì Dương Thiếu Bằng không kém, năng lực cũng có nhưng sắp tới Dương Thiếu Bằng lại bị cuốn vào cuộc cạnh tranh vị trí thị trưởng An Đô rồi, gần như tất cả tinh lực đều dồn cả vào việc làm thế nào để đạt được mục đích này. Rất nhiều công tác khi Hứa Kiều tới báo cáo thì Dương Thiếu Bằng đều tỏ ra không tập trung tư tưởng. Một vài công tác kế hoạch đều bị gác lại, cứ với tình trạng này thì một khi thị trưởng An Đô chưa được xác định thì công tác bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo. Triệu Quốc Đống nghe Hứa Kiều giới thiệu tình hình xong vừa buồn cười vừa thấy cảm khái. Không ngờ công tác bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên lại chịu ảnh hưởng quá lớn bởi sự cạnh tranh vào vị trí thị trưởng An Đô, kế hoạch đã đưa ra được mấy tháng trời mà cũng không có quy hoạch hay ý kiến chứng thực gì cả. Có lẽ bây giờ Dương Thiếu Bằng đích thực là chẳng có mấy tâm tư đặt vào công tác cả. Cuộc cạnh tranh thị trưởng An Đô hiện đang tiến vào giai đoạn nóng bỏng nhất, theo tin tức từ Lam Đại thì hiện tại người cạnh tranh chủ yếu tập trung vào 3 người Đàm Lập Phong, Nghiêm Lập Dân cùng Dương Thiếu Bằng, trong đó Đàm Lập Phong và Dương Thiếu Bằng có sức cạnh tranh nhất. Trước khi làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh thì Trương Thiếu Bằng là bí thư thị ủy Nam Hoa. Mấy năm này tốc độ phát triển kinh tế của Nam Hoa vẫn duy trì trong nhóm đầu. Mặc dù không tiến được vào top 3 nhưng vẫn có thể coi là ổn định ở vị trí 5, 6, dẫn đầu về nông nghiệp toàn tỉnh. Có thể nói tốc độ tăng trưởng như vậy là khá khả quan rồi. Đàm Lập Phong thì không cần phải nói, mấy năm rồi tốc độ phát triển của Hoài Khánh vẫn duy trì thứ 2 toàn tỉnh, chỉ thấp hơn Ninh Lăng, mặc dù khoảng cách với Ninh Lăng càng lúc càng lớn nhưng trong tỉnh mà nói thì Hoài Khánh đã bỏ xa Miên Châu và Kiến Dương vốn nổi tiếng về kinh tế từ xưa. Về phần Tân Châu, Lam Sơn lúc trước nhằm nhẹ áp sát kinh tế Hoài Khánh thì hiện giờ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Hoài Khánh mà than thở. Nhưng với vị trí trọng yếu như thị trưởng An Đô thì từ một góc độ khác mà nói thì còn có thực quyền hơn so với phó chủ tịch tỉnh, muốn so đấu thì không chỉ là về chiến tích mà quan hệ cùng với bối cảnh cũng rất quan trọng, rồi thì ấn tượng của anh đối với lãnh đạo ra sao, quan hệ thân sơ thế nào cũng có tác dụng then chốt. Quan hệ giữa Lăng Chính Dược với hai người Đàm Lập Phong và Dương Thiếu Bằng, ai thân ai sơ thì chỉ cần xem cái ghế thị trưởng An Đô rơi trúng đầu ai là có thể nhìn ra được. Trung ương nếu đã trao quyền chủ động cho tỉnh ủy An Nguyên thì tin chắc rằng Lăng Chính Dược sẽ có thể nắm giữ cơ hội này thật tốt. Hứa Kiều, không ngờ Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên các chị lại rơi vào tình cảnh này, tôi cũng không tiện nói gì nhiều cả. Chẳng qua làm phó chủ nhiệm thì tôi thấy chị phải có nghĩa vụ và trách nhiệm nhắc nhở Dương Thiếu Bằng một chút, đừng có nhầm lẫn chủ yếu và thứ yếu, có làm thì mới có địa vị. Chưa biết chừng lần này anh thất thủ rồi lần tiếp theo anh cũng vẫn thế. Triệu Quốc Đống nói một cách lờ mờ. Hứa Kiều cũng đã có mấy năm không liên hệ với Triệu Quốc Đống rồi. Lúc ấy hắn còn là phó thị trưởng thường trực, về sau lại được chọn làm thị trưởng, trông có vẻ phong thái hiên ngang, hào hoa phong nhã. Chẳng qua khi đó Hứa Kiều chỉ cảm thấy Triệu Quốc Đống dũng cảm,
Mạnh Dạn đưa công tác đi về phía trước, mấy cái khác thì cô không ấn tượng lắm. Nhưng lúc này đây cô lại có thể cảm thấy rõ ràng uy áp và sức mạnh đến từ trên người đàn ông kém mình 7, 8 tuổi này. Hứa Kiều lặng lẽ gật đầu. Hứa Kiều, chị là cán bộ đảng Dân Chủ, không cần câu nệ nguyên tắc đảng Cộng sản quá mức, việc đáng đưa ra ý kiến thì phải đưa, phải có phong cách hành sự của chính mình. Nếu thiếu khuyết điều này thì tôi cho rằng sẽ rất khó làm tốt được phần công tác của mình, tôi thấy chị hẳn không chỉ như vậy. Hứa Kiều thở phào nhẹ nhõm, Triệu Quốc Đống nói chuyện thẳng thắn như vậy làm cho cô rất vui mừng, cô cực kỳ phản cảm với mấy kiểu nói chuyện quan cách, sáo rỗng lừa lừa gạt gạt. Dù cách nói của Triệu Quốc Đống có phần thẳng thắn nhưng cô có thể cảm nhận được hàm ý khá trực tiếp từ trong lời của đối phương. Triệu Quốc Đống trở lại phòng tiếp khách của Ngọa Phật Tự thì đã gần 3 giờ chiều. Đám người Hứa Kiều đã xuống núi rồi, sau hơn một tiếng đồng hồ nói chuyện thì Hứa Kiều gần như đã bị hắn tháo gỡ khúc mắc, cách nói chuyện cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Hai người cũng tìm được rất nhiều đề tài nói chuyện, không chỉ có về công tác ở trong Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Không biết là vô tình hay hữu ý mà Hứa Kiều đã rủ rỉ khá nhiều tình hình ở trong tỉnh, điều này làm cho Triệu Quốc Đống vốn đang xa lạ với tình hình tỉnh An Nguyên đã dần dần trở nên quen thuộc. Sau khi đến An Nguyên thì Lăng Chính Dược chưa có hành động gì lớn nhưng lại thu được quyền nhân sự một cách im hơi lặng tiếng, đã có một ít dấu hiệu điều chỉnh nhỏ nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy thì không phóng khoáng, tầm mắt còn kém hẳn một so với Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu ngày xưa. Làm bí thư tỉnh ủy thì có cần phải nắm giữ quyền nhân sự hay không? Đương nhiên cần nhưng anh nắm giữ quyền này thông qua thủ đoạn gì, phương thức gì. Tuyệt đối không đơn giản chỉ dựa vào việc khống chế mấy vị trí yếu hại hay lôi kéo mấy người tâm phúc. Một cán bộ đi tới một cấp độ nào đó thì đương nhiên đều có con đường riêng của mình, nếu anh muốn động bọn họ thì gặp phải mạo hiểm ảnh hưởng đến phát triển, cho nên làm như thế nào để cảm động một người cũng là một môn nghệ thuật. Theo Triệu Quốc Đống thấy nếu anh làm bí thư tỉnh ủy mà đặt toàn tâm toàn ý vào việc làm thế nào khống chế và nắm quyền thì sẽ mất đi căn cơ lớn nhất để nắm giữ quyền lực. Nếu ngay cả việc cũng không làm được thì sao anh có thể giành được nhân tâm, sao có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Cho dù anh có đổi tất cả các bí thư, thị trưởng, trưởng ban thành người của mình thì sao chứ? Anh là đầu đàn, trình độ của anh quyết định đường ra của anh, đồng thời cũng sẽ làm cho người bên dưới theo sát anh. Chỉ cần binh hùng thêm một người thì tướng sẽ mạnh thêm một phần, nếu ai cũng lo tính toán làm sao để giữ được cái mũ quan của mình mà không để tâm làm việc thì nó sẽ quyết định tới mô hình phát triển. Triệu Quốc Đống có cảm giác không tốt lắm đối với bước phát triển tiếp theo của An Nguyên. Theo lý thuyết thì công tác của tỉnh ủy chủ yếu nghiên cứu, thảo luận, quản lý phương hướng, chính sách, nhân sự, nhưng nếu như anh đặt quá nhiều tinh lực vào quyền lợi nhân sự thì chắc chắn sẽ khiến hiệu suất công tác bên chính quyền giảm xuống. Mà Tần Hạo Nhiên thì rõ ràng cũng ý thức được điều này, từ đó vì muốn tránh xung đột với Lăng Chính Dược nên mới áp dụng tránh né và lùi bước, khiến cho công tác của An Nguyên có phần dẫm chân tại chỗ. Chỉ mong rằng đây là do mình quá mẫn cảm, trên đường trở lại khách đường của Ngọa Phật Tự thì Triệu Quốc Đống vẫn luôn cân nhắc xem loại trực giác này của mình có chính xác hay không. Khi Triệu Quốc Đống trở lại khách đường thì vợ chồng Triệu Hứa đã nghỉ ngơi xong cả rồi. Ông bố thì phe phẩy chiếc quạt đi dạo bên trong tự còn bà cụ thì đang tán gẫu với mấy cư sĩ bên cửa tiểu viện. Mẹ, Lam Đại đâu? Triệu Quốc Đống liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Lam Đại. Còn đang nghỉ ngơi ở bên kia, ngày hôm qua con bé đi đón con nên hơi mệt, tối đến lại không nghỉ ngơi tốt nên bây giờ đang ngủ say giấc, cứ để con bé ngủ thêm một chút. Hứa Tú Cần cũng cầm một chiếc quạt phe phẩy. Ngủ ở đây thực sự khác hẳn, Quốc Đống. Có gì con cũng qua chỗ bố con nghỉ một lát đi. Triệu Quốc Đống không tỏ ý kiến gì mà đi xuống tiểu viện, đây là phòng do Lam Đại đặt, sang mùa hè thì cứ cách hai tuần là hai cụ đều tới đây ở vài ngày, đều là do Lam Đại đưa tới, lúc nào muốn về thì lại gọi điện bảo Lam Đại tới đón, có đôi khi Lam Đại cũng ở lại đây một đêm. Bên trong tiểu viện có ba gian phòng, hai ông bà cụ thì mỗi người một gian, còn một gian khác ở trong góc nhỏ hơn một chút chính là nơi Lam Đại nghỉ ngơi. Cánh cửa khép hờ để hở một khe hở, bên trong rất tốt nên nhìn không rõ lắm. Triệu Quốc Đống đẩy cửa ra, tiếng kéo kẹt từ cánh cửa khẽ vang lên khiến Triệu Quốc Đống giật mình. Sau khi thích ứng với môi trường xung quanh, Triệu Quốc Đống mới nhìn thấy Lam Đại đang nằm nghiêng hướng ra phía ngoài và ngủ rất ngon lành. Phòng không lớn, một chiếc giường gỗ cổ xưa được đặt sát với hai chiếc ghế bành, ở giữa có một cái kỷ trà cao, trong phòng thoang thoảng mùi đàn hương thơm dịu. Một điểm đỏ lập lòe trên cây lư ở phía cuối giường chắc là để xua đuổi muỗi. Triệu Quốc Đống hơi ngơ ngẩn một chút rồi đến sát bên giường ngồi xuống chiếc ghế bành. Đôi lông mi dài cong vút có phần tương tự với cổ Tiểu Âu,
chẳng qua hốc mắt không sâu bằng, sống mũi cũng không cao được như tiểu Âu, đôi môi trông cũng nhỏ nhắn, mềm mại hơn một ít, đôi bàn tay chuyên chơi đàn dương cầm trông có vẻ lạnh lẽo, ngay cả chiếc cổ áo màu lam nhạt cũng phanh khá rộng nên có thể thấy được dây ngực màu trắng sữa, non nửa bầu ngực phải trắng bóng lộ ra bên ngoài trong cái ánh sáng lờ mờ lại càng tỏ ra chói mắt. Trong lúc mơ ngủ, Lam Đại khẽ trở mình một cái, mặt xoay về bên trong, chiếc váy khá ngắn, khó có thể che khuất được bờ mông, chiếc quần lót tơ tằm màu đen lấp lấp ló ló, nhưng vào lúc này thì trong mắt Triệu Quốc Đống tất cả mọi thứ lại có vẻ như thuần khiết, trong lòng hắn chỉ có cảm động chứ không có ý gì khác. Triệu Quốc Đống cứ lặng lẽ chống cằm nhìn người con gái càng lúc càng đi sâu vào cuộc đời mình, không hiểu trong lòng cô nghĩ gì, cô đã vì mình quá nhiều mà mình lại không thể cho cô điều gì. Triệu Quốc Đống không biết cuộc sống như vậy đối với cô gái này có công bằng hay không, mặc dù đây là chính cô tự chọn. Quyển 18, chương 80. Mỗi một người đều có con đường đi khác nhau, giống như tính cách vậy, khó có khả năng trùng lặp. Có rất nhiều người nhìn thì như nhất trí nhưng nếu phân tích cẩn thận thì lại có thể phát hiện sai khác giữa bọn họ, mà chính vì tính cách khác nhau nên thường sẽ quyết định vận mệnh của mỗi đời người. Tính cách của Lam Đại có phần trầm tĩnh hơn của Tiểu Âu. Tâm cơ hơn so với Kiều San và cố chấp hơn so với Đồng Úc, cho nên cô mới liên tục chạy quanh gia đình của mình. Từ lúc ban đầu khi mọi người trong nhà chưa quá tiếp nhận cho đến bây giờ đã chính thức dung nhập vào trong gia đình Triệu gia, giờ thoạt nhìn thì trông giống như một người con gái của Triệu gia vậy. Hiện giờ bất kể là đóng cửa từ chối với Lam Đại thì chỉ sợ bố mẹ mình tuyệt không đáp ứng, có lẽ trong thâm tâm bọn họ thì Lam Đại mới là người thân cận nhất, thậm chí còn thân cận hơn so với mấy đứa con trai của mình. Chỉ có điều cuộc sống như thế này có thể duy trì được tới bao giờ. Lam Đại cũng đã là một cô gái gần 30 tuổi rồi, mặc dù từ bề ngoài thì rất khó nhìn ra tuổi tác thực của cô nhưng dưới vòng quay thời gian nếu không phải cân nhắc đến vẻ ngoài thì con người ta sẽ dần dần thích ứng với cái gọi là lắng động tâm linh. Triệu Quốc Đống không biết cái quan hệ vừa mơ hồ vừa vi diệu giữa mình với Lam Đại cứ tiếp tục như này sẽ có kết quả gì, hắn chỉ biết cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn là quá bất công với Lam Đại. Mình có thể im lặng đến bao giờ? Triệu Quốc Đống cứ lẳng lặng nhìn cô gái đang say sưa ngủ trên giường. Cũng không biết qua bao lâu, Lam Đại lại trở mình cái nữa, mặt xoay ra ngoài, một chân thì co lại, còn chân kia thì lại duỗi thẳng. Mép váy vô tình xòe ra khiến cặp đùi trắng nõn nà đập thẳng vào mắt Triệu Quốc Đống, nhất là cái động tác nhấc chân vừa rồi lại phơi bày toàn bộ chiếc quần lót tơ tằm màu đen ra trước mặt Triệu Quốc Đống, một con bướm thêu tuyệt đẹp, màu sắc sặc sỡ như muốn nhân khe hở mà bay ra ngoài. Trông rất sống động, tất cả tổng hợp lại thành một bức tranh kinh tâm động phách. Triệu Quốc Đống chỉ cảm thấy nhịp hô hấp của mình như xít lại, tâm tình trong sáng lúc trước dần dần bị thay thế bằng một sự kích thích sục sôi khó nói. Hít sâu liên tục mấy nhịp thì Triệu Quốc Đống mới kìm nén được lửa lòng đang bắt đầu bùng cháy trong người mình, hy vọng có thể dùng ý chí luyện hóa tâm tình vừa rồi trở thành tình huynh muội thuần khiết. Lam Đại cũng không biết mình ngủ được bao lâu, cô chỉ cảm thấy giấc ngủ vừa rồi quá ngon. Tiếng ve tiếng ếch tựa hồ đã biến thành một khúc nhạc thôi miên tốt nhất. Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi đột nhiên nhìn thấy một người ngồi trên ghế bành cách mình chưa tới 2 mét. Trong sự sợ hãi cực độ cô hét ầm lên theo bản năng nhưng rồi lập tức phản ứng kịp thời khi vội vàng che miệng mình lại, rốt cuộc đã kìm được tiếng kêu kinh thiên động địa trong cổ họng. Anh làm em sợ muốn chết, sao anh lại ngồi ở đây mà không nói gì cả? Lam Đại tựa hồ cũng nhận ra được tư thế ngủ của mình không đẹp mắt cho lắm nên mặt đỏ bừng, hơn nữa lúc trước bị hù dọa khiến bộ ngực cứ phập phồng mãnh liệt. Nhân ra thiếu chút nữa đã hô cứu mạng rồi. Nếu em hô cứu mạng thì cũng chính là anh tới cứu, vậy không phải vừa khéo sao? Anh có thể cứu em lần thứ hai nữa. Triệu Quốc Đống dịu dàng nhìn dáng vẻ như thiếu nữ của Lam Đại rồi cười nói. Lam Đại nói bằng giọng phổ thông một cách ấm áp. Cho dù là đã sống nhiều năm ở Ando mà cô vẫn không học được giọng Ando, điều này lại dễ dàng khiến Triệu Quốc Đống nhớ lại cái cảnh sau ngày thoát thân khỏi tay kẻ tống tiền ngày trước. Ngày đó Lam Đại cũng đang nghỉ ngơi ở Sơn Trang bên Hồ Vân Loa như thế này, mang đến cho Triệu Quốc Đống một chấn động đẹp. Lam Đại thấy tâm tình kích động liền xuống giường, tâm tình khác thường trong cái không gian u ám này rất dễ nảy sinh như cỏ dại. Khuôn mặt của Triệu Quốc Đống trong bóng tối lại càng tỏ ra cuốn hút. Nhất là đôi mắt sâu thăm kia mang đến cho Lam Đại một niềm thôi thúc khó nói thành lời. Gần như là không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, Lam Đại cũng không biết vì sao mình lại có dũng khí lớn như vậy. Cô bước đến trước mặt Triệu Quốc Đống rồi ngồi vắt lên đùi Triệu Quốc Đống, hai tay ôm cổ rồi áp mặt mình vào ngực Triệu Quốc Đống. Từ lần đầu tiên cứu em thì em biết rằng cả đời này em chỉ có anh cứu được. Triệu Quốc Đống cũng bị tâm tình bộc phát bất thình lình của Lam Đại chấn động đến ngây dại,
đầu vai được tựa vào chỉ thấy run run và mát lạnh, biểu hiện này chứng tỏ cô gái này đang có tâm trạng rất xúc động. Hắn khẽ thở dài một hơi, nếu sớm biết câu nói vừa rồi của mình sẽ kích thích Lam Đại phản ứng lớn như vậy thì hắn tuyệt đối sẽ giữ im lặng, mà lúc này hắn lại không ngờ thấy có cảm giác tay chân luống cuống. Cái cảm giác này càng lúc càng lớn mà cô gái đang tựa vào lòng mình hình như cũng rơi vào trạng thái cảm thương nào đó, mặc dù còn chưa tới mức khóc thành tiếng nhưng cái kiểu thút thít, nấc nghẹn không nói gì như này lại càng làm cho người ta thấy thương xót. Triệu Quốc Đống hơi do dự một chút rồi vỗ nhẹ nhẹ lưng cô gái, giống như là nhận được sự hứa hẹn nào đó nên cô gái mới ngừng nghẹn ngào, gương mặt tách khỏi đầu vai Triệu Quốc Đống, bờ môi anh đào khẽ hé còn đôi mắt thì lại khép hờ cộng thêm vết tích hai hàng lệ còn vấn vương trên khuôn mặt hồng hồn như đóa mân côi, chi tiết nào cũng như đang ám chỉ điều gì đó với Triệu Quốc Đống. Trong tình cảnh này thì Triệu Quốc Đống sao có thể kham nổi, hắn không còn lựa chọn nào khác, đôi tay hắn nâng hai gò má nóng bừng của Lam Đại lên rồi cúi đầu xuống. Hành động này giống như một trận gió lốc cuốn sạch mây đen vẫn luôn vấn vương trong lòng Lam Đại, hai tay Lam Đại run run ôm chặt lấy eo Triệu Quốc Đống. Vẻ xuân tình trên khuôn mặt khiến người ngắm như mê say này cũng chỉ có Triệu Quốc Đống kề sát mới có thể thấy được. Ngay khi đôi môi khô nóng run run bị tách đôi thì người con gái cũng nhiệt liệt nghênh đón sự thăm dò của tình nhân. Lam Đại vốn không có kinh nghiệm về phương diện này giờ lại bị tình cảm mãnh liệt chờ đợi nhiều năm ùa tới nên hoàn toàn mất phương hướng. Cô chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào trong dòng dung nham, lúc lạnh lúc nóng, chiếc lưỡi nóng, ướt của tình nhân giống như một con rắn tham lam càn quét trong miệng mình, mỗi một cái liếm hút tựa hồ như hút luôn cả trái tim của cô vậy, khiến cho cô lần đầu tiên chính thức được cảm nhận sự ngọt ngào của ngọn lửa tình dục. Triệu Quốc Đống đột nhiên phát hiện rằng đã lâu rồi hắn không có hôn ai như thế này, ngay cả hai tháng ở Bắc Kinh hoan ái với Lưu Nhược Đồng thì cũng chỉ khiến hắn có cảm giác như thực hiện chức trách. Còn khi trở lại An Đô thân thiết với người con gái khác thì mặc dù trước đó có hôn hít nhưng cũng dần dần lạnh nhạt rồi. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi thời gian và hoàn cảnh nên phần nhiều đều là trực tiếp đi thẳng vào bước cuối cùng kia. Cái kiểu đáp ứng khi thì run rẩy khi thì cuồng dã của Lam Đại lại làm cho Triệu Quốc Đống như một lần nữa được trở về cái thời mới nếm trái cấm tình yêu, ôm ấp lẫn nhau rồi dùng lưỡi tranh quyền chủ động, nhưng rồi Lam Đại nhanh chóng bị thất thủ trước thế công mạnh bạo của Triệu Quốc Đống. Hoàn toàn không biết quần áo của mình bị cởi ra như thế nào, Lam Đại chỉ mơ hồ nhớ lại mình hình như mới chỉ giơ tay một cái, mà tới khi tiếng nói của Hứa Tú Cần xuất hiện trong tiểu viện thì khiến cả hai người trong trầm mê trong biển tình mới giật mình tỉnh lại. Lúc này Lam Đại mới phát hiện mình hoàn toàn biến thành mỹ nhân trần trụi, quần áo vứt trên kỷ trả, chiếc áo ngực thì đong đưa trên tay vịn chiếc ghế bành, bộ ngực sữa mà cô vẫn luôn tự hào lại đang bị Triệu Quốc Đống bú mút mãi không chịu buông, khiến cô mấy lần muốn bộc phát hoàn toàn. Gần như là vừa chạy trốn ra sau cánh cửa vừa trùm quần áo che lên người, Lam Đại thậm chí còn không kịp mặc áo ngực, mà Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, phía bên dưới đang ngẩng cao đầu như độc xà nhân sơ hở là sẽ cắn người. Lúc trước thằng nhỏ này vẫn dí sát giữa mông Lam Đại nên bây giờ mà muốn nó an tĩnh trong thời gian ngắn thì đúng là quá khó khăn. Cũng may hình như Hứa Tú Cần sợ Lam Đại còn chưa ngủ dậy, đồng thời cũng lo con mình còn đang ngủ nên bước chân đi rất nhẹ lại rất chậm. Nên mới khiến hai người có đủ thời gian sửa sang lại quần áo của mình. Khi nhận được điện thoại của Tằng Quyền Quân thì Triệu Quốc Đống đang nhàn nhã nằm trên giường xem tivi. Triệu Quốc Đống cũng không thích xem tivi, nhất là phim Hàn thì lại càng ghét cay ghét đắng, chẳng qua hai chị em thì lại chết mê chết mệt, mấy bộ phim với tình tiết chân thật mà giản đơn lại làm cho hai cô say mê không hãm được. Cũng chính vì nguyên nhân này nên Triệu Quốc Đống cũng không đành lòng phá hủy sự thích thú của hai cô và chỉ còn cách kiên trì ngồi xem bộ phim Hàn dài hơn 100 tập cùng cả hai cô. Sáng ngày mai mình sẽ bay về Bắc Kinh mà Tằng Quyền Quân lại gọi điện vào lúc này thì chắc chắn là có chuyện trọng yếu. Quốc Đống, sáng mai mấy giờ bay? 7 giờ 40, chắc là 9 giờ 30 là có thể tới nơi. Triệu Quốc Đống có hơi kinh ngạc nhưng Tằng Quyền Quân không nói rõ nên hắn cũng không hỏi nhiều. Ồ! Như vậy thì 10 giờ 30 ủy ban có thể sẽ họp nghiên cứu một chút, 3 giờ 30 chiều Thủ tướng, Phó Thủ tướng Tiền cùng Phó Thủ tướng Tô muốn nghe một vài ý kiến và quan điểm của ủy ban về công tác gần đây. Ngữ điệu của Tằng Quyền Quân trong điện thoại tỏ ra rất điềm tĩnh nhưng Triệu Quốc Đống có cảm nhận được áp lực truyền đến thông qua mấy ngàn km sóng điện thoại. Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực, còn có một vị Phó Thủ tướng phụ trách công nghiệp đều đồng thời nghe ủy ban kế hoạch phát triển báo cáo công tác. Việc này e là chỉ có từ cái thời ủy ban kế hoạch phát triển mới thành lập trong lịch sử. Chẳng trách Tằng Quyền Quân lại gọi điện thoại vào lúc này. Chủ nhiệm Quyền Quân, phương hướng công tác chủ yếu mà Thủ tướng muốn nghe là về phương diện nào?
chúng ta cần phải chuẩn bị. Triệu Quốc Đống nghĩ một chút rồi hỏi. Ba vị lãnh đạo muốn nghe ủy ban kế hoạch phát triển báo cáo thì hiển nhiên không phải là chuyện đơn giản, đương nhiên nếu chỉ một buổi báo cáo thì không có khả năng khiến cả ba vị thủ tướng và phó thủ tướng đồng thời có mặt, đây không phải là báo cáo kế hoạch 5 năm lần thứ 11. Từ giọng điệu của Triệu Quốc Đống thì đã làm sáng tỏ, mấy vị lãnh đạo muốn nghe quan điểm, ý kiến công tác bộ phận của ủy ban, rất sâu xa. Vào lúc này lại đột nhiên muốn nghe ý kiến, quan điểm về công tác bộ phận. Mà Tằng Quyền Quân lại đột nhiên gọi điện thoại yêu cầu mình nhanh chóng trở về An Đô nghiên cứu, việc này nói rõ điều gì? Quyền 18, chương 81. Bên đầu kia điện thoại tựa như đang trầm ngâm, Triệu Quốc Đống cũng không lên tiếng mà lặng lẽ chờ. Quốc Đống, trưởng ban thư ký Trương nói một vài nội dung, trong đó quan trọng nhất là về vấn đề bảo đảm nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp phân bón hóa học và cơ chế định giá quặng sắt cho phù hợp với ngành công nghiệp sắt thép. Tôi đoán ngày mai ngoài cậu và tôi thì còn có thêm vài chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ Viện và mấy vị chuyên gia về một vài phương diện khác, phạm vi bao quát rất lớn. Gần đây Tằng Quyền Quân cũng phải chịu áp lực khá lớn, cơn bão manh nhan từ hạ tuần tháng 5 đã đạt đến cao trào một ngày sau khi hội nghị báo chí của Quốc vụ Viện diễn ra. Câu hỏi của phóng viên Nhật Bản đã bị người phát ngôn của Quốc vụ Viện khéo léo đẩy sang bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Điều này khiến cho giới truyền thông nhanh chóng dồn sự tập trung vào Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Vốn lúc đầu tưởng rằng Triệu Quốc Đống tham dự diễn đàn doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC lần thứ 3 cùng với hội nghị triển lãm và trao đổi công nghệ hẳn sẽ cơ hội tốt nhất để chuyển sự chú ý của công chúng. Không ngờ buổi lễ khai mạc của hội nghị vừa kết thúc thì tên này liền quay đầu đi luôn, không có một phóng viên nào có thể nắm được hành tung của Triệu Quốc Đống nên càng làm cho truyền thông bám dính lấy Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Mà giới truyền thông lại không ngừng kêu gọi chống sự độc quyền nhập khẩu nguyên liệu ngành phân bón hóa học. Nhất là các xí nghiệp dân doanh lại càng phản ứng kịch liệt với các xí nghiệp quốc hữu khổng lồ lũng đoạn quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón hóa học. Đây đều là hậu quả, di chứng từ bài phát biểu có phần lệch đề tài của Triệu Quốc Đống trên hội nghị trực tuyến về sản xuất và cung ứng phân bón hóa học toàn quốc, vì thế Tằng Quyền Quân cũng rất là u sầu. Nhưng sau khi Triệu Quốc Đống và Tằng Quyền Quân trao đổi ý kiến thì Tằng Quyền Quân cũng phải thừa nhận Triệu Quốc Đống nói có đạo lý. Sở dĩ trước kia dư luận không kịch liệt như vậy chỉ là bởi vì không nhìn thấu được dấu hiệu biến hóa, cũng không chứng tỏ rằng bọn họ không oán khí, cái loại oán khí này ẩn núp càng lâu thì mức độ bộc phát sẽ càng lớn. Cùng với việc đè những bất mãn này xuống, ngăn chặn không bằng khai thông, tốt hơn hết là cho bản thân một con đường thích hợp để thổ lộ, kháng cáo hợp lý, rồi sau đó tiến hành sửa chữa, điều chỉnh. Còn nếu không hợp lý hoặc là điều kiện hiện tại không thích hợp thì đều có thể thông qua biện luận và trao đổi. Mà hiện nay Trung ương đã từ từ ý thức được vấn đề mang tính chế độ ở một vài lĩnh vực nên đang bắt tay vào giải quyết từng bước. Còn Tằng Quyền Quân lại cảm giác ba vị lãnh đạo muốn nghe báo cáo về phương diện này thì có lẽ là đã có một ít mục tiêu rõ ràng rồi. Tằng Quyền Quân cũng không thể không bội phục tính mẫn cảm của Triệu Quốc Đống trong việc nhìn nhận vấn đề và tìm được điểm mấu chốt. Hắn lại càng bội phục đối phương dám can đảm khiêu chiến với hiện thực. Nếu nói chưa có người nào nhìn ra được mấy vấn đề dính líu thì rõ ràng là nói dối, có thể đi tới bước này thì ai mà chẳng có hỏa nhãn kim tinh. Phía sau những người này chẳng lẽ tìm không thấy mấy người đa mưu túc trí chắc. Vấn đề dù có phức tạp hơn nữa mà rơi vào mắt người dân thì họ cũng có thể cãi cho anh ra ngô ra khoai, người khác nhìn ra được lại giả vờ như không thấy, hoặc là làm qua loa một cách vô thưởng vô phạt. Người nào biết đều nói cục diện này sẽ có người đến vạch trần, và ai cũng biết rằng một khi cục diện bị phá thì có khả năng lớn sẽ gặp phải nguy hiểm và sự đáp trả của quần thể lợi ích, thậm chí trong đó cũng có người có mối quan hệ rất phức tạp với cái quần thể được lợi đó. Chính bởi vì dính líu tới nhân tố phức tạp này nên không chỉ có Ủy ban Kế hoạch Phát triển mà cho dù là ở Quốc vụ Viện khi gặp mấy cái vấn đề dính dáng tới phương diện này thì phần lớn là sẽ tham khảo và tranh luận chứ rất ít khi quyết định trước. Rất nhiều loại đều là do các học giả, chuyên gia cùng với quan chức cấp thấp luận bàn chung, còn dạng lãnh đạo ở cấp độ như Triệu Quốc Đống mà công khai đề xuất thì lại càng không có khả năng, cho nên sau khi Triệu Quốc Đống bày tỏ quan điểm cá nhân thì mới gây xôn xao lớn như thế. Vậy bên ủy ban ngoài tôi và ngài thì còn có lãnh đạo nào có thể tham gia? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tạm thời chỉ định có cậu với tôi cảm giác lần này Trung ương thực sự sẽ có hành động, càng là như thế thì thái độ càng phải cẩn thận. Điều có ý nghĩa rằng có thể sẽ có cái gì đó chính thức được đưa ra. Đây là mấy lời kinh nghiệm của Tằng Quyền Quân, cái kiểu nói khoe khoang như này ngược lại trông giống kiểu sấm to mưa nhỏ. Quốc Đống, tôi thấy hiện giờ cậu cần phải cẩn thận xem xét từ mọi góc độ, có gì trên hội nghị chủ nhiệm ngày mai chúng ta sẽ thương nghị lại cho tốt.
Cậu cũng đừng quá khẩn trương, mấy vị lãnh đạo chủ yếu là muốn nghe ý kiến báo cáo của chúng ta rồi mới tiến hành chuẩn bị. Tôi nghĩ nếu Trung ương thực sự muốn thay đổi ở vấn đề quan trọng thì vẫn phải chờ thời gian như trước. Đang xem phim thì thấy Triệu Quốc Đống nghe điện thoại với thần sắc nghiêm túc nên chị em Xuân Nhạn biết điều tắt tiếng TV đi rồi lẳng lặng rúc vào bên cạnh Triệu Quốc Đống. Thân phận của Triệu Quốc Đống bây giờ đã khác hẳn, phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, mặc dù hai cô không phải là người lăn lộn trong thể chế nhưng cũng biết một phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia khác biệt lớn thế nào so với một lãnh đạo tỉnh. Chính vì nguyên nhân này nên sau khi Triệu Quốc Đống tới Bắc Kinh thì cả hai cô đã chuẩn bị sẵn để biến mất một cách triệt để khỏi cuộc sống của Triệu Quốc Đống. Dù sao thì thân phận càng ngày càng xa cách nên khiến cho từ trong thâm tâm hai cô đều thấy nếu tiếp tục giữ mối quan hệ ân ái như này với Triệu Quốc Đống là một hy vọng xa vời gần như ảo tưởng. Nhưng đến khi Triệu Quốc Đống xuất hiện thì lại khiến các cô cảm thấy điều này là không có khả năng, Triệu Quốc Đống đến khiến cả hai cô đều thấy lòng mình tràn đầy vui vẻ, ngọt ngào từ đầu đến chân. Nghe nói 7 giờ 40 Triệu Quốc Đống mới bay, vậy tức là 6 giờ sẽ phải rời giường, vệ sinh xong rồi đi ra sân bay ít nhất cũng phải mất gần một tiếng, thế là gần giờ làm thủ tục rồi. Do đó cũng đã sớm tắm rửa sạch sẽ để đi ngủ sớm với Triệu Quốc Đống nhưng không ngờ tinh thần hắn lại khá tốt, cùng hai cô xem phim Hàn một cách hứng thú. Vừa nãy khi xem phim thì Triệu Quốc Đống vẫn còn động tay động chân trên hai người cô. Bây giờ nói chuyện điện thoại xong thì cả hai lại cảm nhận rõ sự biến hóa về tâm tình của Triệu Quốc Đống, vừa nãy thì hứng thú là thế mà giờ lại chẳng còn hăng hái chút nào, rõ ràng là bị cuộc điện thoại vừa rồi ảnh hưởng. Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Triệu Quốc Đống thì Từ Xuân Nhạn biết rằng vị tình lang này của mình chắc vừa gặp chuyện gì đó trọng đại, cuộc điện thoại vừa rồi thật đáng nguyền rủa, một buổi tối vốn đang tốt đẹp có lẽ bị cuộc điện thoại ấy phá sạch rồi. Quốc Đống, có phải là gặp chuyện phiền lòng gì hay không? Mặc dù biết rõ mình không trợ giúp được cho tình lang bao nhiêu nhưng Từ Xuân Nhạn cảm thấy rằng hỏi một câu cũng có thể an ủi một ít tâm tình khó chịu của Triệu Quốc Đống. Chuyện phiền lòng thì ngày nào cũng có, ngồi ở trên cái vị trí này thì không thể không có chuyện phiền toái, nếu không nào đến lượt em ngồi chứ. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói, bộ dạng trông có vẻ mất tập trung. Với một đất nước hơn 1 tỷ dân thì dù có chuyện nhỏ mà chỉ cần suy tính thì cũng có thể biến thành đại sự lệch trời lệch đất được. Vậy em cũng đừng để quá vất vả, có một số việc không thể dục tốc bất đạt được, giải quyết từng bước một mới là đạo lý. Từ Xuân Nhạn u oán nói, ma trưởng của Triệu Quốc Đống đã xuyên qua chiếc váy ngủ lặng lẽ chui vào bên trong. Cho nên đối với chị và Thu Nhạn thì em cũng chỉ có thể giải quyết từng người một. Tay của Triệu Quốc Đống sờ nắn bừa bãi dưới váy, cười quái dị. Chỉ có điều là cần chị với Thu Nhạn phối hợp mới được. Sáng sớm khi Từ Xuân Nhạn nhấc cơ thể có phần rã rời dậy mặc quần áo cho Triệu Quốc Đống thì Từ Thu Nhạn cũng đã lặng lẽ dậy rồi. Một đêm triền miên thì ân ái hoàn hảo nói không hết, ngay cả chuyện ghép giường ngủ chung cũng đã thành sự thật. Tuy nói hai chị em sớm đã giác ngộ về phương diện này nhưng tiêu sái như đêm hôm qua thì đúng là vẫn có chút ngượng ngùng. Khi chiếc xe lao lên đường cao tốc dẫn tới sân bay thì Triệu Quốc Đống ngồi ở phía sau nhìn ra bên ngoài rồi rơi vào trầm tư. Hôm nay ngay cả khi không thể vạch trần toàn bộ đáp án nhưng ít nhất sẽ làm sáng tỏ một vài đầu mối, trước đây từ đâu đến, nay đi hướng về đâu, bước tiếp theo sẽ tới mức độ nào, có lẽ ít nhiều gì thì đều phải trồi lên mặt nước cả rồi. Trên thực tế, khi người phát ngôn của Quốc vụ viện trả lời phóng viên Nhật Bản vào ngày mùng 1 tháng 6 thì Triệu Quốc Đống cũng đã ý thức được điểm này rồi, chẳng qua sự việc tới nhanh như vậy vẫn làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy có phần kinh ngạc. Mấy xí nghiệp ở tỉnh Sơn Đông kia nếu mà không nhận được tin tức rõ ràng thì hiển nhiên là sẽ không lên giọng như thế, hạng mục đầu tư mấy trăm triệu ở hải ngoại là chuyện nhỏ, mấu chốt chính là có thể thăm dò được hướng gió của Trung ương về vấn đề này. Cho dù bọn họ ra tuyên bố phía sau các xí nghiệp quốc hữu thì cũng là một tín hiệu. Nếu như cơn sóng này đánh tới thì có lẽ sẽ trở thành một trào lưu cuốn tất cả các nhà đầu tư đối ngoại tới, lợi và hại trong chuyện này chỉ sợ Trung ương cũng phải suy đi tính lại nhiều lần trong thời gian khá dài. Dự trữ ngoại hối liên tục tăng cao, đồng USD ngày càng sụt giá so với đồng nhân dân tệ, các nhà đầu tư trong nước tỏ ra hoài nghi về độ an toàn, bảo đảm vốn mang tính chế độ trong quốc nội, đều tập trung ở mấy lĩnh vực, làm thế nào vừa phải đề phòng áp lực khủng hoảng tài chính mà đồng thời lại phải bảo vệ lượng dự trữ ngoại hối không bị tổn thất lớn vì nhân tố tỷ giá hối đoái, song song với đó là muốn các nhà đầu tư trong nước có khả năng phòng ngự được trước các đợt tấn công mạnh rồi từ đó tìm được đường ra. Tất cả đều là những vấn đề mà Trung ương cần phải cân nhắc trước mắt. Giá nhà cũng được, lạm phát tiền tệ cũng tốt,
vấn đề quan trọng là tìm được một đường ra cho các nhà đầu tư quốc nội, đây mới là mấu chốt. Anh không thể cung cấp được một con đường khả quan cho các nhà đầu tư thì họ chỉ có thể hướng về phía thị trường bất động sản để trục lợi, giá nhà đất vốn đã chịu áp lực cực đại giờ lại chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu, điều này có khả năng sẽ dẫn tới sự bất mãn của dân chúng, tiếp đó là ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Trung Quốc rất lớn, dân cư và thị trường đều quyết định được cái cơ thể vừa khổng lồ mà lại phức tạp này, bất cứ một chính sách nhỏ nào muốn được đưa ra thì đều phải cân nhắc nhiều phương diện, nhân tố. Nhưng có một điểm mà Triệu Quốc Đống tin chắc đó là, đây không phải là lý do dừng cải cách được, mà Trung ương cũng có thể nhìn thấy được điểm này. Quyển 18, chương 82. Từ Thu Nhạn lái xe rất nhanh, xe chạy đến 140 km trên đường cao tốc tới sân bay, Triệu Quốc Đống quan sát thấy Từ Thu Nhạn đã quen đi xe nhanh như vậy. Hắn lần đầu ngồi xe Từ Thu Nhạn lái cũng đi nhanh như thế này. Cửa kính xe dán phim màu sẫm, từ bên ngoài căn bản không nhìn được gì bên trong. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh. Triệu Quốc Đống không làm gì mà chỉ ôm Từ Xuân Nhạn vào lòng. Hắn có chút áy náy với các cô, lần này hắn về tỉnh An Nguyên chỉ có thể đến chỗ La Băng một đêm, sau đó đến chỗ hai chị em, cuộc sống này không biết bao giờ thì kết thúc. Từ Xuân Nhạn rất hưởng thụ nửa tiếng ngọt ngào này. Trên xe có em gái cô nhưng sau cảnh xấu hổ đêm qua nên cả hai người đều hoàn toàn buông ra. Cuộc sống ngắn ngủi khổ sở. Nếu đã không thèm để ý mấy thứ kia thì sao phải giả vờ xấu hổ chứ? Khi tay Triệu Quốc Đống đưa vào trong áo sờ sờ bụng cô, Từ Xuân Nhạn nhẹ nhàng cởi móc áo lót để hắn dễ thực hiện hơn. Chiếc áo lót cỡ 35D làm người cô hơi chặt, cô không thể không đổi một loại khác. Có lẽ đây là do thời gian dài tập luyện nên ngực to lên đôi chút. Triệu Quốc Đống rất cảm động vì sự dịu dàng và hiểu ý của Từ Xuân Nhạn. Từ Xuân Nhạn chỉ lặng lẽ đến với mình, chỉ lặng lặng chờ đợi giây phút này. Người phụ nữ như vậy không có nhiều trên đời. Triệu Quốc Đống cảm thấy đến bước này không phải cá nhân hắn có thể giải thoát được. Hắn chỉ có thể cố gắng dành nhiều thời gian thêm nữa để bù đắp cho hai cô. Khi xe dừng ở bãi đỗ xe, Triệu Quốc Đống mới lưu luyến bỏ tay từ áo cô ra, nhẹ nhàng hôn lên môi Từ Xuân Nhạn. Hắn cũng không hề khách khí kéo mặt Từ Thu Nhạn lại, hôn Từ Thu Nhạn thật dài, tay đưa vào ngực mở khóa áo và sờ nắn một phen. Lúc buông ra, Triệu Quốc Đống thấy rõ cả hai cô đều nở nụ cười đầy hạnh phúc. Trong ánh mắt si mê của hai người, Triệu Quốc Đống rất nhanh nhẹn chỉnh lại quần áo, cầm cặp đi xuống. Chị, lần này hắn về có gì đó khác khác? Có gì khác? Em không biết, ít nhất trên giường khác. Từ Thu Nhạn thường làm càn hơn Từ Xuân Nhạn, vẻ đỏ ửng trên mặt vẫn chưa tan đi. Làm em và chị chết đi sống lại cả đêm, không biết yêu quý sức khỏe gì cả. Em cảm thấy trong lòng hắn có chuyện gì đó. Ừ, cuộc điện tối qua làm hắn liên tục giật mình, nếu không phải em thì chị sợ mình không chịu nổi. Từ Xuân Nhạn xấu hổ trừng mắt nhìn Từ Thu Nhạn. Không biết em học từ đâu tư thế đó. Chị đó, trong lòng rõ ràng là nghĩ tới nhưng không dám nói không dám làm, em không sợ, thích gì thì nói là làm, hai bên tình nguyện, em muốn hắn quan hệ với em thì sao chứ? Từ Thu Nhạn một bên móc lại khóa, một bên không thèm để ý nói. Con người ở đời mong gì chứ? Người đàn ông trọng tình cảm như Quốc Đống, làm tình nhân cả đời cho hắn em thấy cũng đáng. Là bây giờ chứ trước giải phóng thì chúng ta không phải đường hoàng vào nhà làm thiếp cho hắn sao? Hắn thật sự muốn có con thì em sẽ sinh. Từ Xuân Nhạn không nói được gì trước tư tưởng của Từ Thu Nhạn. Lát sau Từ Xuân Nhạn mới thở dài nói. Đây là số của chúng ta, hắn nói với em là muốn có con ư? Không. Hắn chỉ nói nếu chị em ta muốn có con thì nên có sớm, không thể kéo dài, chúng ta từng này tuổi rồi mà. Từ Thu Nhạn lấy bao thuốc trong ví ra nhưng thấy chị nhíu mày nên bỏ lại. Cô không nghiện thuốc chỉ ở một số lúc đặc biệt mới hút, có khi cả tuần không hút một điếu. Từ Xuân Nhạn lắc đầu không nói, vấn đề này hai người phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu có con thì chỉ sợ phải bỏ cuộc sống hiện nay, rời khỏi Ando, rời khỏi Trung Quốc, đi Australia hoặc là Canada. Ít nhất cũng đi Hong Kong hoặc là Singapore, điểm này cô không chưa nghĩ kỹ. Vừa lên máy bay, Triệu Quốc Đống rơi vào dòng suy nghĩ. Cuộc điện tối qua của Tăng Quyền Quân làm hắn rất chấn động, Trung ương nhanh như vậy có quyết định làm hắn vẫn hy vọng sớm có lại lo lắng. Dù sao đây là lần đầu hắn ra chiêu sau khi làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, áp lực tới từ khắp nơi là rất lớn. Nếu pháo này không bắn ra thì danh tiếng của hắn sẽ mất sạch. May là có yêu tinh Từ Thu Nhạn mới làm hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Triệu Quốc Đống vô thức lắc đầu, tính cách hai chị em Từ Thu Nhạn hoàn toàn khác nhau đúng là hiếm thấy.
Từ Thu Nhạn xăm hình con bướm tinh xảo ở trên MU cũng làm Triệu Quốc Đống kích thích. Suy nghĩ nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể chị em Từ Thu Nhạn quay về công việc. 10 giờ 30 ủy ban sẽ họp, có lẽ là muốn tiến hành nghiên cứu tin tức mà bên trên truyền tới. Mặc dù chỉ có mình và Tằng Quyền Quân tham gia hội nghị nhưng ủy ban cũng cần có nhận thức chung, đợi bên trên thật sự có quyết định thì sẽ dựa vào quyết định đó để thao tác. Xuống máy bay, Âu Dương Cẩm Hoa sớm đã chờ ở đó. Xe Audi khởi động, Âu Dương Cẩm Hoa đưa mấy tài liệu mà Triệu Quốc Đống gọi điện bảo mình làm cho hắn. Triệu Quốc Đống muốn lợi dụng thời gian từ sân bay tới ủy ban để tiêu hóa một chút thứ trong tay. Chờ hội nghị chủ nhiệm diễn ra thì hắn sẽ tỏ rõ quan điểm cá nhân, đây coi như lần đầu hắn nói thẳng quan điểm của mình. Lần trước chỉ là nói đến công việc cụ thể, mà lần này hắn trình bày toàn diện quan điểm của mình về lĩnh vực mình phân công với thủ tướng, các phó thủ tướng. Âu Dương Cẩm Hoa nhìn qua kính quan sát xếp, hai hôm nay y về Bắc Kinh đều không yên ổn. Mấy đồng nghiệp cũ ở hai cơ quan từng làm đều gọi điện tới tìm hắn, khiến hắn và bạn gái đang ở cạnh nhau bị làm phiền. Chẳng qua bạn gái khá vui vẻ, điện thoại nhiều chứng minh địa vị của hắn tăng lên, quan hệ mở rộng. Chính vì vậy hai hôm nay mặc dù không ở bên bạn gái mấy nhưng cô không oán thán nửa câu. Phương hướng thay đổi là điều không ai có thể nắm chắc, vốn nghĩ xếp lâu như vậy không có động thái gì là do phê bình của Trung ương và áp lực khắp nơi. Nhưng Âu Dương Cẩm Hoa lại thấy sếp mình sợ là không dễ dàng thua cuộc, hơn nữa mới tới 2 tháng đã dám phát ngôn như vậy, nếu không phải liều lĩnh, đó chính là đã tính trước. Sếp hôm qua gọi điện bảo chuẩn bị tài liệu, Âu Dương Cẩm Hoa chỉ biết chuyện rốt cục muốn có một chút biến hóa. Theo Triệu Quốc Đống lâu như vậy, Âu Dương Cẩm Hoa biết sếp không thích nói chuyện công việc khi nghỉ, muộn như vậy bảo mình thu thập tài liệu để đưa lúc đầu giờ sáng nhất định có nguyên nhân. Nhưng kết quả cuối cùng là như thế nào thì Âu Dương Cẩm Hoa không rõ. Triệu Quốc Đống không biết Âu Dương Cẩm Hoa nghĩ nhiều như vậy. Hắn không có tâm tư suy nghĩ việc khác, tiêu hóa tài liệu, viết thêm vài chữ, qua đó chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến trong hội nghị chủ nhiệm lát nữa và hội nghị báo cáo chiều nay. Triệu Quốc Đống rất hài lòng về Âu Dương Cẩm Hoa, ngoài trầm ổn, cầm mẫn, còn có tố chất tổng hợp. Tốt nghiệp đại học xuất sắc ở ủy ban không thiếu, nhưng mấy năm công tác ở các cơ quan khác, đây là kinh nghiệm tốt của Âu Dương Cẩm Hoa. Thông qua việc trao đổi với Âu Dương Cẩm Hoa và tài liệu tìm được, Triệu Quốc Đống bắt đầu tìm được nhiều thứ liên quan tới ngành thép. Thấy sếp bỏ tài liệu xuống, mặt lộ vẻ suy nghĩ, Âu Dương Cẩm Hoa thở phào nhẹ nhõm. Sếp yêu cầu rất cao, đối với thu thập tài liệu và phân tích có thể nói là đặt ra điều kiện ngặt nghèo. Đây coi như thử thách lớn đối với Âu Dương Cẩm Hoa. Trước đó y đã chứng minh được mình, bây giờ càng không thể sơ sót. Âu Dương, làm rất tốt. Chiều tôi và chủ nhiệm Quyền Quân muốn đi báo cáo công việc, cậu sửa lại mấy thứ này cho tốt, có vài đoạn cần sửa lại, tôi rất nhanh sẽ dùng tới. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, lúc này hắn cảm thấy đầu óc mình trống trải, cơn ân ái triền miên tối qua không ảnh hưởng đến tinh lực của hắn, còn làm hắn thả lỏng hoàn toàn. Quyền 18, chương 83. Hội nghị chủ nhiệm ngay từ đầu đã có mùi thuốc súng, so sánh với hội nghị lần trước thì hội nghị lần này có không khí nghiêm túc, trang trọng hơn nhiều. Về cơ chế đàm phán quặng sắt, tôi cảm thấy đại diện quốc gia khi đàm phán và cơ chế đàm phán có nhiều vấn đề tồn tại. Tập đoàn thép Bảo Cương có thể thay thế tất cả công ty thép không? Đương nhiên là không, trước không nói công ty nhà nước, tư nhân có lợi ích khác nhau, dù là cùng công ty nhà nước, công ty lớn và nhỏ cũng có mâu thuẫn lợi ích, mỗi công ty cũng có lợi ích khác nhau, cho nên Bảo Cương rất khó có thể đại biểu tất cả công ty thép Trung Quốc. Đương nhiên do Hiệp hội Thép Trung Quốc phụ trách cũng chưa chắc là phương pháp tốt nhất. Nhưng ít nhất ở tình hình hiện nay nó có thể tạo được năng lực phối hợp, chủ yếu nằm ở chỗ chính quyền có cấp đủ quyền hạn cho nó không. Triệu Quốc Đống từ tốn đáp lại câu hỏi của đồng nghiệp. Cuối cùng đây là vì ngành thép Trung Quốc quá phân tán, kết cấu không phù hợp với xu thế phát triển công ty thép hiện đại bây giờ, cho nên chỉnh hợp là xu thế tất yếu. Về phần ai hợp vào ai cũng là đề tài chúng ta cần xác định một cơ chế vừa muốn chống lại sự công kích của tập đoàn nước ngoài, đồng thời cũng muốn tính tới lợi ích quốc gia. Tranh luận gần như diễn ra ở từng đề tài. Triệu Quốc Đống sớm chuẩn bị tư tưởng, hội nghị chủ nhiệm hôm nay coi như là hắn tiến vào vị trí lãnh đạo ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Qua cửa này, hắn mới chính thức đứng vững ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển, mới có thể được đồng nghiệp tôn trọng, mới có thể tạo sức ảnh hưởng và quyền lên tiếng đủ lớn ở các cục mình phụ trách. Vấn đề quyền nhập khẩu vừa nãy tôi đã nói. Quyền nhập khẩu phân kali thật sự quan trọng như vậy sao? Hoặc là nói mọi người cảm thấy cơ quan chức năng của chúng ta bỏ lỏng quyền nhập khẩu là sẽ không thể khống chế được cục diện.
Tôi nghĩ đây là quá coi thường bản thân. Quyền nhập khẩu không phải vì hạn chế nhập khẩu mà đặt ra, tôi nghĩ hoàn toàn không cần thiết. Mời các vị xem số liệu trong tay mình, hiện nay nguồn nguyên liệu phân kali trong nước chỉ có thể thỏa mãn 30% nhu cầu, mà sau đây ngành sản xuất nông nghiệp sẽ phát triển thêm nữa. Nhu cầu lương thực tăng thêm, tôi cảm thấy nhu cầu phân kali sẽ tăng thêm, mà giải quyết vấn đề quyền nhập khẩu phân kali là rất cấp bách. Thể chế của Trung Quốc không phù hợp với dân ý của các nước phương Tây, đây là sự thật, chúng ta không thể không thừa nhận. Mặc dù chúng ta không cần phải tốn công sức suy nghĩ mấy cái mà chính khách phương Tây nói gì uy hiếp Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc xâm lấn, nhưng chúng ta phải có nhận thức đầy đủ là công ty nhà nước Trung Quốc đi ra nước ngoài sẽ gặp phiền toái. Làm như thế nào giải quyết vấn đề này? Tôi thấy ngoài chúng ta không ngừng đẩy mạnh chiến lược công ty nhà nước ra nước ngoài, cũng cần phải cân nhắc vài phương pháp. Ví dụ để công ty tư nhân đi ra, để tư nhân nhà nước hợp tác, hoặc để công ty tư nhân làm quân tiên phong, công ty nhà nước là người hợp tác và ủng hộ, phương pháp có nhiều loại, hoàn toàn có thể đạt được kết quả hai bên cùng lợi. Dù là Tăng Quyền Quân hay Phó Tuyền đều lần đầu thấy được tài ăn nói của Triệu Quốc Đống. Lúc này bọn họ mới thật sự cảm nhận được Triệu Quốc Đống dựa vào mà làm rất ổn ở vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Người thành công quyết không thể dựa vào may mắn nhất thời. Triệu Quốc Đống làm việc chăm chỉ dựa vào tài liệu trong tay của hắn là có thể hiểu được. Mà hắn dựa vào tài liệu này để đưa ra quan điểm cũng có sức thuyết phục khá cao. Cho nên dù Đồng Lập Quốc cùng Ngụy Hưng Hỷ đều ở ủy ban khá lâu nhưng có đặt câu hỏi, Triệu Quốc Đống vẫn đối đáp được, không hề yếu thế. Còn từng bước dùng quan điểm cá nhân để gây khó dễ cho hai người kia. Đồng Lập Quốc cùng Ngụy Hưng Hỷ gây khó dễ thì Tăng Quyền Quân cũng đoán được, nó cũng là hợp tình hợp lý. Ngay cả Phó Tuyền cũng đưa ra mấy vấn đề này, chẳng qua không sắc bén như Đồng Lập Quốc cùng Ngụy Hưng Hỷ. Triệu Quốc Đống chỉ có thể qua cửa này thì mới chính thức dung nhập quần thể của Ủy ban Kế hoạch Phát triển, gần như mỗi vị mới đến đều phải qua cửa này. Triệu Quốc Đống như thế, Ngụy Hưng Hỷ giống nhau. Hà Lệ Chi lúc ấy cũng là lấy quan điểm về việc cải cách y tế để được mọi người tán thành. Chẳng qua lần này Triệu Quốc Đống đang có danh tiếng lớn nên cần cửa khó khăn hơn để thông qua. Đây là chuyện tốt, Tăng Quyền Quân cho là như vậy, có thể cho Triệu Quốc Đống dùng cách này để chứng minh mình và qua cửa. Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng lên hàng ngày. Cá nhân tôi thấy khủng hoảng tài chính châu Á năm 98 không ảnh hưởng mấy đến Trung Quốc, mà duy trì nguồn ngoại hối ở mức nào cũng là vấn đề cần cân nhắc. Làm như thế nào vận dụng tốt vũ khí này, tôi cảm thấy ủy ban có thể cân nhắc tiến hành trao đổi với Bộ Tài chính. Kinh tế Trung Quốc đang phát triển rất nhanh, nhu cầu hàng hóa càng lúc càng lớn, mà theo cục diện hiện nay của Trung Quốc tôi thấy chúng ta có chênh lệch rất lớn với Nhật Bản, đối thủ và địch thủ lớn nhất của chúng ta. Lúc tôi còn công tác ở Bộ Năng lượng đã cảm nhận rõ ràng, dù là Trung Á hay là Đông Nam Á, hoặc là Mông Cổ Nga, công ty năng lượng Trung Quốc đi ra đều bị công ty Nhật Bản cạnh tranh và phong tỏa. Người Nhật Bản nhìn xa trông rộng nên từ năm 60, 70 thế kỷ trước đã bắt đầu có bố trí. Mà Nhật Bản lúc ấy cũng như chúng ta, làm như thế nào học sở trường của Nhật Bản, áp dụng một cách phù hợp vào các ngành sản xuất của nước ta, tôi cảm thấy đây là điều cần trọng điểm nghiên cứu khi đầu tư ra nước ngoài. Tôi cũng tìm hiểu một chút, Nhật Bản có nhiều lĩnh vực đi trước Trung Quốc như năng lượng, quặng sắt, vận tải biển, vật tư, thậm chí nhiều ngành khoa học kỹ thuật. Hơn nữa công ty nhà nước Trung Quốc đi ra nước ngoài liên tục bị chèn ép. Các nước Âu Mỹ rất thành kiến công ty Trung Quốc nên tạo ảnh hưởng trái, nhất là bọn họ lợi dụng truyền thông để kích động, nói tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc uy hiếp đến các nước khác, nó cũng tạo hiệu quả nhất định. Làm như thế nào hóa giải nhân tố bất lợi này cũng là vấn đề chúng ta cần cân nhắc. Công ty tư nhân đầu tư ra nước ngoài có ưu thế của bọn họ về quy mô tài chính không bằng công ty nhà nước, được ủng hộ kém xa công ty nhà nước. Nhưng bọn họ không bị chính trị ảnh hưởng, đồng thời cũng có năng lực thích ứng tốt hơn. Về hiệu suất làm việc, công ty tư nhân cũng tốt hơn, tại sao chúng ta lại ngăn cản bọn họ ra nước ngoài? Chẳng lẽ chúng ta lấy chế độ này là có thể ngăn công ty tư nhân ra nước ngoài? Tôi thấy không thể. Từ một số tài liệu tôi có được cho thấy hàng năm vì nhiều chế độ ảnh hưởng nên hàng năm có không ít công ty tư nhân Trung Quốc chuyển sang trụ sở ở nước ngoài, đây hoàn toàn do tác dụng phụ từ chướng ngại do chính quyền đặt ra. Có cần giới hạn đầu tư ra nước ngoài không? Đương nhiên có nhưng tôi cảm thấy cần phải nhìn nhận vấn đề ở góc độ mở hơn. Hoàn cảnh những năm 80, 90 thế kỷ trước khác xa bây giờ. Chúng ta cần phải có ánh mắt trống trải, sự tự tin hơn khi đầu tư ra nước ngoài. Cá nhân tôi có thái độ cần buông lỏng và xúc tiến khi đầu tư ra nước ngoài. Như vậy có thể hữu hiệu tăng cường sức ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường quốc tế,
giúp đỡ kinh tế các nước bạn phát triển, tăng cường quan hệ giữa Trung Quốc và nước sở tại, đồng thời có thể hóa giải việc tổn thất tài chính của Trung Quốc. Ở điểm này tôi thấy Ủy ban Kế hoạch Phát triển hoàn toàn có thể phát huy tác dụng tích cực. Cuộc tranh luận kéo dài đến 12:30, hơn 2 tiếng đó gần như thành sân khấu để Triệu Quốc Đống biểu diễn. Tăng Quyền Quân cùng Phó Tuyền thậm chí còn giúp mấy vị phó chủ nhiệm lên công kích Triệu Quốc Đống, sau đó Triệu Quốc Đống cũng ý thức được điểm này nên giọng điệu hòa hoãn hơn chút. Được đó Quốc Đống, tôi còn nghĩ cậu phải mất 5 tháng mới quen công việc trong ủy ban, không ngờ mới 2 tháng mà đã mở ra một không gian. Hắc hắc, mặc dù tôi không hoàn toàn tán thành quan điểm cá nhân của cậu, nhưng tôi phải thừa nhận một ít tài liệu và ví dụ cậu đưa ra rất thuyết phục, sau đây chúng ta phải tìm cơ hội trao đổi. Đồng Lập Quốc vừa cười vừa cùng Triệu Quốc Đống đi ra khỏi phòng hội nghị, cuộc tranh luận này y là quân tiên phong, là đối thủ chủ lực. Y trước đó khá xem thường Triệu Quốc Đống, nhưng sau khi đưa ra mấy câu hỏi sắc bén mà Triệu Quốc Đống không hề né tránh, đáp thẳng và có tính thuyết phục nên y phải thừa nhận Trung ương đặt Triệu Quốc Đống tới vị trí này là có mục đích. Triệu Quốc Đống cũng phục sự trầm tĩnh của Đồng Lập Quốc, trong hội nghị đầy súng đạn kia đúng là khó đoán được tâm tư của Đồng Lập Quốc. Quyền 18, chương 8-14. Triệu Quốc Đống cũng không hy vọng mình có xung đột hoặc đối lập với Đồng Lập Quốc. Theo hắn thấy quan điểm của Đồng Lập Quốc không tính là sai, thậm chí trong mấy năm trước còn là quan điểm đúng đắn. Công ty nhà nước chỉ cần thành lập chế độ quản lý công ty hiện đại là sẽ đón mùa xuân mới, nhất là ở các ngành sản xuất quan trọng thì công ty nhà nước phải phát huy tác dụng chủ đạo, đảm bảo an toàn kinh tế quốc gia. Chẳng qua quan điểm đó bây giờ càng lúc càng có tính cực hạn, công ty nhà nước có hiệu quả kinh doanh kém, chỉ có thể lợi dụng quyền lực hành chính và tài chính để tạo ưu thế của mình, điểm này rất rõ ràng. Mà công ty nhà nước vốn là công ty do dân chúng cả nước sở hữu dần thành công ty do nhân viên công ty nhà nước sở hữu. Thực chất sự biến tướng này khiến thu nhập nhân viên công ty nhà nước cao hơn rất nhiều, đây là không công bằng. Ở vấn đề này cũng khiến dư luận mãnh liệt đả kích, người đang ngồi đây không phải không cảm nhận tới mà do bọn họ không muốn chạm tới. Triệu Quốc Đống chỉ có thể nói thẳng nhưng mấy người kia cũng chỉ thảo luận vài câu cho có. Theo Triệu Quốc Đống thấy nhìn không ra điểm này chỉ có thể do anh ngu dốt. Người có thể lên đến vị trí này thì không ai thuộc loại đó. Có tìm ra được biện pháp thích hợp để giải quyết hay không đó là do năng lực cao hay thấp, mà có muốn tìm biện pháp giải quyết hay không lại là do nhân tính. Đồng Lập Quốc thuộc loại người thứ hai và ba. Muốn giải quyết mấy vấn đề này không phải một ngày là xong, cũng chạm vào không ít quần thể lợi ích, sẽ bị bắn ngược, có lẽ ảnh hưởng đến tiền đồ chính trị của hắn. Có lẽ vì nguyên nhân này nên nhiều người lựa chọn né tránh hoặc đứng ngoài quan sát. Chẳng qua không ai nghĩ Triệu Quốc Đống sẽ đi chọc vào ổ kiến lửa đó. Nếu như đã chọc vào, như vậy Triệu Quốc Đống hy vọng ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển lại có người cản trở mình, áp lực bên ngoài đã đủ lớn, hắn hy vọng ở bên trong cho hắn không khí chờ đợi, quan sát, như vậy hắn mới có thể mở đường máu. Chủ nhiệm Lập Quốc, quan điểm của anh cũng làm tôi phải suy nghĩ. Anh đưa ra vấn đề có không ít thứ tôi không nghĩ tới, thật hy vọng có thể dành thời gian nói chuyện với anh, như vậy quan điểm của tôi càng thêm toàn diện hơn. Triệu Quốc Đống nói. Đồng Lập Quốc ngẩn ra. Tên này miệng rộng thật, lời của mình lại bù cho khuyết điểm của hắn, thú vị. Chẳng qua cuộc chiến vừa rồi mới là bắt đầu, cách mạng chưa thành công, điều chỉnh còn phải cố gắng, phải xem chiều hắn có qua cửa không, nếu có thì hắn mới chính thức tiến vào vị trí. Được Quốc Đống, tôi rất chờ mong, chúng ta cũng cần tâm sự, có không ít người muốn thấy cậu. Đồng Lập Quốc nói có ý đồ nhưng bề ngoài lại không nghe ra gì cả. Triệu Quốc Đống như không chú ý đến tia ẩn giấu trong lời Đồng Lập Quốc. Chỉ cười cười xác nhận. Đồng Lập Quốc từ chối lời mời dùng cơm của hắn, chỉ nói mình đã hẹn với người. Hơn 20 phút sau Đồng Lập Quốc đến một câu lạc bộ tư nhân. Chủ nhiệm, sao giờ mới tới? Một cô gái yểu điệu cao gầy mặc sườn xám đi lên đón cầm cặp cho Đồng Lập Quốc. Tổng Giám đốc Trần chờ ngài đã lâu. Cơ quan có việc nên chậm chút. Hiểu phân, cô gọi điện cho thư ký tôi, bảo cậu ta chiều không cần đón. Đồng Lập Quốc rất tự nhiên cười nói với cô gái kia, một bên thuận miệng nói. Sao, còn chưa nghĩ kỹ ư, bỏ lỡ cơ hội này là phí lắm đó. Lão Tần rất thích phong cách của cô. Chủ nhiệm, ngài đừng nói thế, em còn không biết tâm tư của Tổng Giám đốc Tần sao. Y cao hứng nhất thời, sau bị ngài gài bẫy nên không xuống thang được. Em mà qua, hắn không biết thả ở đâu. Hắn là công ty nhà nước, không giống công ty tư nhân, em cũng không muốn tạo ảnh hưởng cho hắn. Người phụ nữ nhìn qua chỉ 26, 27 tuổi, mắt rất sáng, nở nụ cười thản nhiên.
đối mặt với đồng lập quốc tuy kính trọng nhưng không phải là nịnh nọt. Ôi, thời này hạn chế của công ty nhà nước khá nhiều, chẳng qua tôi nghĩ lão Tần cũng có khả năng bố trí mà. Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm tốt thì tôi gặp sẽ coi thường hắn. Đồng lập quốc đi theo phía sau người phụ nữ vào trong. Hành lang uốn lượn, một hồ nước xuất hiện trước mặt, liễu xanh rủ trên hồ làm người ta muốn đứng đây thưởng thức. Người phụ nữ đi đằng trước, mông hơi lắc lư, chiếc sườn xám hiện rõ những nét quyến rũ của cô ta, đồng lập quốc không khỏi nhìn nhiều đôi chút. Chủ nhiệm, mời ngài, mấy người kia ở Tần Hoàng Hiên, em không tới, lát em sẽ đến mời ngài một chén. Đồng lập quốc mới tới hành lang, Trần Hàn Phong đã dẫn theo vài người đi lên đón. Đồng ca, sao giờ mới tới? Có chút việc nên muộn một chút, hội nghị vừa kết thúc. XX nói, cậu khách khí như vậy làm gì, sao cứ phải ngồi dùng bữa mới được? Thằng em cũng là lâu lắm không được gặp ngài, chỉ gọi điện liên lạc nên khá nhớ ngài, trong thời gian này ngài rất bận sao? Trần Hàn Phong nói, cũng được, công việc có điều chỉnh một chút. Mảng khí hậu được bỏ ra nếu không đúng là mệt chết đồng ca của cậu. Đồng lập quốc nhìn Trần Hàn Phong có vẻ không được tốt nên thở dài nói. Hàn Phong, cậu phải chú ý sức khỏe, tôi thấy vẻ mặt cậu không được tốt. Cảm ơn đồng ca quan tâm, trong thời gian này tôi bận quá, liên tục bay vài chuyến sang Tây Hải, cũng ở bên kia một thời gian. Trần Hàn Phong gật đầu. Hạng mục bên đó của tập đoàn cậu xác định rồi chứ? Các cậu nên tập trung nhanh chóng khởi công xây dựng. Hóa chất Á Châu năm nay xin vay nhiều như vậy đã được ủy ban phê duyệt. Sao, bên bộ tài chính chưa báo với các cậu? Đồng lập quốc ngồi xuống, khó hiểu hỏi. Ôi, bây giờ chính là đang thấy phức tạp vì vấn đề này. Trần Hàn Phong buồn bực nói, y ra hiệu người bên cạnh có thể mang đồ ăn lên. Ngài cũng biết tập đoàn chúng tôi có ý muốn góp cổ phần với tập đoàn hóa chất Hoàng gia Canada, qua đó tăng cường hợp tác hai bên. Nhưng tài chính vẫn làm khó tập đoàn. Ý của Lão Lưu là muốn xin rút lại bản kế hoạch đã trình rồi sửa đổi, nâng khoản tiền lên, cũng bao gồm cả tiền mua cổ phần và đầu tư ở tập đoàn bên Canada vào đó. Vì thế tôi đã đi gặp Lão Mã bên Bộ Tài chính, y nói có chút khó khăn vì cơ bản đã xác định, chỉ chờ trình tự mà thôi. Nếu muốn thay đổi lại phải làm lại lần nữa, thời gian và trình tự rất phiền phức. Vậy ý của Lão Lưu là... Đồng lập quốc hơi xa sầm mặt lại. Trần Hàn Phong cảm thấy gì đó nên lo lắng nói. Ngài cũng biết tập đoàn bên tôi là như thế nào, nhưng hai cơ hội này cũng tới, thời cơ không thể bỏ lỡ cho nên. Trần Hàn Phong đương nhiên biết khoản vay lần này của tập đoàn cũng do đồng lập quốc thúc đẩy nên mới được phê duyệt. Chủ yếu dùng để xây dựng hạng mục khai thác nguồn nguyên liệu ở Tây Hải, nhưng bây giờ tập đoàn lại muốn mua cổ phần của công ty phân Cali, tập đoàn bên Canada, Lỗ Văn Tương lại ở bên không ngừng kích động, Lưu Thiện Đức đã hơi động tâm nên muốn nâng khoản vay, thu thập tài chính để dùng cho hạng mục nước ngoài. Vì thế Lưu Thiện Đức bảo Trần Hàn Phong vốn có quan hệ tốt với đồng lập quốc đi giải quyết vấn đề này. Bình thường mà nói thì Ủy ban Kế hoạch Phát triển không nhiều khả năng phê khoản vay hai lần cho một công ty, vì thế Lưu Thiện Đức hy vọng rút lại kế hoạch lần trước, sửa lại rồi trình lên. Nhưng việc này cũng có chút khó khăn, nhất là khi cùng khởi động hai hạng mục thì dễ mắc kẹt bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Tham nhiều không tốt, có vài thứ nhìn như là cơ hội nhưng cũng có mạo hiểm. Đầu tư ra nước ngoài không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ bài học của hóa chất Á Châu còn chưa đủ sâu sắc? Vay tiền để dùng cho đầu tư ra nước ngoài, tôi không tán thành. Tôi cảm thấy hóa chất Á Châu nên dồn vào hạng mục Tây Hải, dù sao cũng là hạng mục được thăm dò, nghiên cứu lâu rồi, cũng có sự giúp đỡ cho kinh tế Tây Hải phát triển. Có thể nói đây là cơ hội ngàn năm có một, sao lại muốn thay đổi? Đồng lập quốc khá nghiêm khắc nói. Trần Hàn Phong mừng như điên lặng lẽ nhìn người đàn ông khác ngồi cạnh mình. Y ra vẻ khó xử. Ngài cũng biết bây giờ tranh đoạt nguồn nguyên liệu ở trong nước rất căng, phong ba trong thời gian trước ngài cũng thấy. Lão Lưu đây là lo nếu chúng tôi đi sau thì muốn đuổi kịp sẽ rất khó khăn, ngài cũng phải hiểu cho sự khó xử của tập đoàn chúng tôi. Quyển 18, chương 85. Đồng lập quốc nhìn Trần Hàn Phong không khỏi lạnh người. Đồng lập quốc này không đơn giản gì, làm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển và Địa phương vài chục năm, có phong ba gì chưa trải qua. Chút tâm tư của mình sao trốn được mắt hắn. Chỉ là đi tới bước này, Trần Hàn Phong không thể lui. Hơn nữa đồng lập quốc có quan hệ nhiều năm với trong nhà nên hắn tin đồng lập quốc sẽ giúp mình. Tôi không phải nói hóa chất Á Châu các cậu, đừng nhìn xa vời quá, thấy người khác làm là muốn làm, hạng mục nước ngoài không phải đột nhiên là tới. Các cậu trước đây đã làm gì?
Hạng mục Tây Hải vận động lâu như vậy, bên Tây Hải cũng dồn rất nhiều tâm huyết vì hạng mục này, bây giờ mọi việc chỉ chờ gió đông, khoản vay cũng được quyết định, các cậu lại dừng ư. Khoản vay dùng cho hạng mục gì cũng sớm được quyết định, đã được phê duyệt, các cậu nói muốn sửa là sửa, nói muốn điều chỉnh khoản vay. Cậu cho rằng hóa chất Á Châu là ai? Đồng Lập Quốc nói rất sắc bén. Tôi nói với cậu, khoản vay chỉ có thể dùng cho hạng mục Tây Hải, hóa chất Á Châu nếu làm việc khác tôi nói rõ không được. Đồng ca, nhưng kế hoạch không nhanh bằng biến hóa, bây giờ mấy công ty khác đều đang chuẩn bị đầu tư nước ngoài, nghe nói cũng là do bên ủy ban kế hoạch phát triển bật đèn xanh, hóa chất Á Châu chúng tôi không thể đi sau được. Trần Hàn Phong rất vui vẻ nhưng lại ra vẻ khó xử. Đồng ca, ngài phải hiểu cho chúng tôi là công ty nhà nước, có địa vị quan trọng trong thị trường Trung Quốc, các ngài điều chỉnh chính sách không có dấu hiệu báo trước thì có thể trách chúng tôi sao? Sớm biết như vậy chúng tôi đã tính tới đầu tư nước ngoài. Hừ, ai nói chính sách thay đổi? Không phải thấy gió nói là mưa sao? Chính sách quốc gia dù thay đổi cũng theo trình tự, phải căn cứ tình hình thực tế mà xác định, không ai có thể một lúc là đổi khác ngay được. Đồng Lập Quốc lạnh nhạt nói. Tôi khuyên hóa chất Á Châu các cậu nên biết rõ tình hình, kiên định làm việc của mình, về phần khác chờ điều kiện cho phép rồi cân nhắc cũng không muộn. Tổng Giám đốc Trần, chủ nhiệm Đồng. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện công việc, bây giờ gần một giờ rồi, ăn thôi, ăn thôi. Người đàn ông bên cạnh Trần Hàn Phong mở miệng khuyên. Đúng, Đồng ca ăn thôi, nếm thử đặc sản ở đây, chuyện công việc lát chúng ta bàn tiếp. Trần Hàn Phong vội vàng dừng cuộc nói chuyện, ân cần cầm chén lên. Đồng Lập Quốc ăn xong không ở lại mà rời đi, chỉ còn lại mấy người ngồi đó. Lão Lê, không ngoài suy đoán của chúng ta. Xem ra bên ủy ban kế hoạch phát triển khó đả thông, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Lưu giao cho quá khó khăn, như vậy dễ khiến chủ nhiệm Đồng phản cảm, sau đây tập đoàn ta muốn vay tiếp chỉ sợ càng khó khăn. Trần Hàn Phong xa sầm mặt. Người đàn ông bên cạnh nhỏ hơn Trần Hàn Phong vài tuổi, y gật đầu nói. Đúng là có chút khó khăn, Tổng Giám đốc Lưu cũng biết làm vậy là không hợp lý, nhưng đúng như anh vừa nói, hóa chất Á Châu chúng ta bây giờ gặp cơ hội như vậy, chính sách quốc gia bắt đầu có thay đổi. Có thái độ ủng hộ với hạng mục đầu tư nước ngoài, chỉ là nghe chủ nhiệm Đồng vừa nãy nói hình như ủy ban kế hoạch phát triển chưa có ý điều chỉnh ngay bây giờ, vậy là như thế nào? Không rõ lắm, tôi thấy chủ nhiệm Đồng nói hình như là ở ủy ban kế hoạch phát triển còn chưa nhất trí quan điểm này. Dù điều chỉnh chính sách lớn như vậy chỉ sợ ủy ban kế hoạch phát triển không thể tự làm chủ, ít nhất phải trình lên quốc vụ viện. Trần Hàn Phong rất tự nhiên nói. Khí thế của Triệu Quốc Đống làm Trần Hàn Phong sợ hãi. Người này như hòn đá trong toilet vừa thối vừa cứng, nhất là ở quyền nhập khẩu phân bón hóa học càng bám chặt rồi ảnh hưởng tới kế hoạch của mình. Hạng mục Tây Hải một khi rơi vào đình trệ hoặc là hạng mục đầu tư nước ngoài cũng được khởi động, như vậy tên Lỗ Văn Tương kia nhất định có quyền tự chủ lớn hơn, uy hiếp với mình tăng lên nhiều hơn. Đây là điều Trần Hàn Phong lo nhất, vì thế hắn mới hết sức làm hạng mục Tây Hải nhanh chóng được khởi công, không tiếc nhiều lần bay tới Tây Hải. Dục chính quyền Tây Hải gây ảnh hưởng đến việc khởi động chính sách đầu tư ra nước ngoài, xúc tiến hạng mục Tây Hải có thể tiến hành thuận lợi. Nhưng Trần Hàn Phong đã coi thường tâm cơ và thủ đoạn của Lưu Thiện Đức. Lưu Thiện Đức đã sớm yêu cầu Lỗ Văn Tương tiến hành đàm phán với công ty phân Kali Hoàng gia Canada, tiến triển khá thuận lợi, bên công ty này mặc dù đang có nguồn nguyên liệu khá lớn nhưng thực tế thị trường phân Kali 1-2 năm qua không quá khởi sắc, các cổ đông không hài lòng với kết quả kinh doanh của công ty này. Mấy cổ đông lớn muốn bán lại cổ phần, gom góp tài chính. Công ty phân Kali Canada cũng có ý nhượng một hạng mục rất tốt, cơ hội mê người này Lưu Thiện Đức không muốn bỏ qua nên mới có ý nhằm vào khoản vay đang được tỉnh phê duyệt. Lỗ Văn Tương nhảy lên thuyền Triệu Quốc Đống, Trần Hàn Phong cũng biết, đây là điều làm Trần Hàn Phong rất lo lắng. Trần Hàn Phong không xác định Triệu Quốc Đống có phải biết Lỗ Văn Tương là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình hay không. Có phải vì nguyên nhân này mà hết lòng ủng hộ hóa chất Á Châu tham gia hợp tác với hạng mục công ty phân Kali Canada không? Nhưng có thể khẳng định hai người này cấu kết sẽ là mối uy hiếp nghiêm trọng với khả năng lên chức tổng giám đốc của mình. Dù như thế nào thì Trần Hàn Phong cũng muốn ngăn khả năng đó lại. Triệu Quốc Đống đương nhiên không biết mình còn có một kẻ thù ẩn giấu đang nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa hắn. Thực tế hắn mặc dù tiếp xúc với Lỗ Văn Tương mấy lần. Nói chuyện khá vui vẻ nhưng hắn không biết Trần Hàn Phong là phó tổng giám đốc hóa chất Á Châu, thậm chí còn không quá nhớ xung đột mấy năm về trước. Có lẽ nhắc tới tên thì hắn có thể có ấn tượng nhưng chỉ như vậy mà thôi. Không chừng hắn còn không biết Trần Hàn Phong là kẻ chửi bới ở khách sạn lần đó.
Triều các thủ tướng muốn nghe báo cáo nên hắn phải chuẩn bị chu đáo. Không chỉ có Ủy ban Kế hoạch Phát triển và Bộ Thương mại, còn có Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc vụ Viện cũng tham gia. Nói là báo cáo công việc nhưng thực tế là nghe Ủy ban Kế hoạch Phát triển cùng Bộ Thương mại báo cáo về vấn đề tồn tại trong cung ứng phân bón hóa học, trọng điểm nằm ở chỗ có mở quyền nhập khẩu nguồn nguyên liệu hay không. Có thúc đẩy công ty tư nhân ra nước ngoài không? Nếu chính sách này thành hình thì quốc gia còn cần không ít việc phải làm. Ở vấn đề này Ủy ban Kế hoạch Phát triển cùng Bộ Thương mại vẫn có sai khác, nhưng Triệu Quốc Đống tỏ rõ thái độ, mà lần lần Tăng Quyền Quân cũng toàn lực ủng hộ. Hai thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc vụ Viện cũng đề nghị tìm hiểu rõ về vấn đề này để cung cấp mấy lựa chọn. Nhưng trọng điểm báo cáo công việc lần này hiển nhiên không nằm ở đó. Một vị phó trưởng ban thư ký Quốc vụ Viện giới thiệu sơ bộ phương án quy hoạch chỉnh hợp ngành thép của hai ủy ban nhân dân tỉnh, mà Bộ Thương mại cũng giới thiệu về cơ chế đàm phán mua quặng sắt, đây mới là trọng tâm của hôm nay. Phó trưởng ban thư ký giới thiệu rất cẩn thận, vị trợ lý bộ trưởng của Bộ Thương mại nói cũng không kém, nói qua về cơ chế nhập khẩu quặng và tình hình hiện tại. Chủ nhiệm Quyền Quân, xem ra Bộ Thương mại rất đau đầu cơ chế nhập khẩu quặng sắt. Triệu Quốc Đống nghiêng đầu nói nhỏ. Ai nói không phải, các công ty thép Nhật Bản, Hàn Quốc thực tế đã làm đồng minh chiến lược, bọn họ có nhiều tài nguyên quặng ở Brazil, Australia, hoàn toàn có thể thông qua nhiều phương pháp để hóa giải nhân tố bất lợi do giá quặng tăng lên, mà Trung Quốc chúng ta lại đi sau. Tăng Quyền Quân khẽ thở dài một tiếng. Ngoại lệ duy nhất xảy ra trên người công ty tư nhân. Tập đoàn Năng lượng Quốc Toàn đã liên hợp với mấy công ty thép tư nhân như Sa Cương, Thụ Cương, Vinh Trình để tiến hành mua cổ phần của tập đoàn kim loại Foster Australia từ mấy năm trước. Bây giờ Foster đã thành tập đoàn khai khoáng có thực lực lớn thứ ba của Australia, cũng thành nguồn cung cấp quặng sắt khá ổn định cho mấy công ty tư nhân Trung Quốc. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng, hắn không biết mình có nên nói thật ở vấn đề này không. Nhưng hắn biết quan hệ của mình với Năng lượng Quốc Toàn cùng tập đoàn Thương Lãng không giấu được người. Tập đoàn Thương Lãng cũng là cổ đông lớn nhất của Năng lượng Quốc Toàn. Mà người sáng lập tập đoàn Thương Lãng là ai thì có lẽ người ngoài không biết, nhưng Triệu Quốc Đống biết Trung ương sẽ biết bí mật này. Có lẽ Tăng Quyền Quân cũng sớm biết điểm này. Chủ nhiệm Quyền Quân, Chủ tịch Tập đoàn Năng lượng Quốc Toàn là bạn thân của tôi, chính xác mà nói tôi và cậu ta chơi với nhau từ nhỏ, y cùng mấy công ty thép tư nhân mua cổ phần của Foster cũng là do tôi đề nghị. Triệu Quốc Đống quyết định nói thật. Quyền 18, chương 86. Tăng Quyền Quân lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy đó không nhằm vào quan hệ giữa mình và Năng lượng Quốc Toàn, mà là câu sau của mình. Quốc Đống, cậu nói mấy năm trước cậu đã đề nghị công ty tư nhân đầu tư vào công ty quặng sắt. Câu hỏi của Tăng Quyền Quân đã chứng minh điểm này. Ừ, Chủ tịch Năng lượng Quốc Toàn lúc ấy tiêu thụ than đá ở tỉnh Ký gặp được Chủ tịch Tập đoàn Foster đến tiêu thụ quặng của tập đoàn. Sau khi tìm hiểu được tình hình khó khăn của Foster, vì thế cậu ta tới hỏi ý tôi. Tôi đề nghị có thể tiến hành mua cổ phần của Foster. Cậu ta nói không đủ tài chính, có vào làm cổ đông nhỏ cũng không ý nghĩa. Tôi đề nghị có thể liên hợp các công ty thép tư nhân cùng góp vốn, bởi vì cậu ta bán than cho nhiều công ty tư nhân, dễ được công ty tư nhân tin tưởng. Vì thế cậu ta thay mặt mấy công ty Trung Quốc đàm phán với Foster, đảm bảo nguồn nguyên liệu tương đối ổn định cho mấy công ty, đồng thời tránh được ảnh hưởng từ giá quặng dao động với tình hình kinh doanh của công ty. Triệu Quốc Đống nói rất bình tĩnh nhưng trong lòng Tăng Quyền Quân lại xuất hiện gợn sóng. Nếu Triệu Quốc Đống nói là thật thì đúng là làm người ta chấn động. Năng lượng Quốc Toàn mấy năm nay đã phát triển thành viên ngọc sáng chói. Làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Tăng Quyền Quân đương nhiên chú ý tới công ty này, không chỉ vì mấy năm qua công ty này phát triển rất nhanh mà càng quan trọng hơn là công ty này mặc dù kinh doanh than đá ở Trung Quốc rất tốt nhưng đã sớm tiến hành đầu tư ra nước ngoài như Mông Cổ, Việt Nam, Indonesia cùng với Australia, hơn nữa lấy được thành công rất lớn. Ngoài ra Tập đoàn Năng lượng Quốc Toàn cũng đã mua một công ty trên thị trường chứng khoán Hong Kong, năm ngoái đã có một công ty con lên thị trường chứng khoán. Nó khiến cho việc chỉnh hợp ngành than của tỉnh Tấn bây giờ rất khó khăn. Đối mặt tập đoàn có công ty trên thị trường chứng khoán, kinh doanh rất tốt nhưng quyền khống chế cổ phần không của nhà nước, mà công ty muốn khống chế cổ phần thì không thể không dựa theo giá trị trên thị trường chứng khoán mà cân nhắc. Vì thế có nhiều công ty than tư nhân của tỉnh Tấn bắt đầu có ý dựa vào Năng lượng Quốc Toàn, tìm kiếm cơ hội sát nhập, nó tạo ra sơ hở lớn đối với phương án chỉnh hợp vốn có của tỉnh, khiến Ủy ban tỉnh không thể không điều chỉnh phương án cho thích hợp. Ngoài điểm này, Tập đoàn Năng lượng Quốc Toàn còn liên hợp mấy công ty thép tư nhân có tiếng khác của Trung Quốc tiến vào Tập đoàn Kim loại Foster, Tập
tập đoàn khai khoáng lớn thứ 3 Australia, trở thành cổ đông thứ 2. Hành động vĩ đại như vậy khiến không ít chuyên gia kinh tế Trung Quốc kêu gào, nói năng lượng quốc toàn là công ty tư nhân của thời đại mới, là điển hình phát triển gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài, kêu gọi công ty nhà nước phải học tập năng lượng quốc toàn. Quốc đống, lúc ấy cậu đã dự đoán được cục diện của ngành thép bây giờ. Tăng Quyền Quân xoay sang nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống, trầm giọng nói, thậm chí ngay cả Phó Thủ tướng Tiền Việt nhìn tới thì y cũng không chú ý. Ừ, lúc ấy tôi cảm thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng trong nhiều năm, mấy ngành như sản xuất ô tô, đóng tàu, xây dựng đều cần thép, như vậy sẽ khiến nhu cầu nhập khẩu quảng tăng lên. Ở tình huống đó tìm được con đường ổn định hoặc khống chế nguồn nguyên liệu sẽ là lựa chọn sáng suốt. Triệu Quốc Đống rất kiên nhẫn giải thích. Sự thật chứng minh phán đoán của tôi phù hợp tình hình phát triển mấy năm sau. Năng lượng quốc toàn cùng mấy công ty tư nhân tiến vào hạng mục quảng ở Foxtec là chuyện vài năm trước, khi ấy Triệu Quốc Đống còn là bí thư thị ủy Ninh Lăng tỉnh An Nguyên. Triệu Quốc Đống lúc ấy có thể nhạy cả như vậy và đưa ra quyết định đủ thấy khứu giác và khí phách của hắn. Tăng Quyền Quân thậm chí cũng biết cổ đông lớn nhất năng lượng quốc toàn là tập đoàn Thương Lãng, mà nghe nói người sáng lập tập đoàn Thương Lãng là em trai Triệu Quốc Đống. Tập đoàn Thương Lãng được coi là công ty tư nhân nổi tiếng gần như đứng đầu cả nước, lập nghiệp từ kinh doanh nước suối, từng bước chuyển sang ngành thuốc sinh học, dây chuyền bán lẻ thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, kinh doanh bất động sản, đây coi như kỳ tích của một công ty tư nhân. Chính vì nguyên nhân này nên Tăng Quyền Quân chưa bao giờ xem thường Triệu Quốc Đống. Nhưng y cũng tìm hiểu lịch sử phát triển của tập đoàn Thương Lãng, khi ấy Triệu Quốc Đống còn làm cảnh sát ở nông thôn, Thương Lãng lập nghiệp cũng không phải ở chỗ Triệu Quốc Đống công tác. Ý chính là Triệu Quốc Đống không có quan hệ mấy, nhưng có tập đoàn khổng lồ như vậy làm chỗ dựa ít nhất Triệu Quốc Đống không lo về vấn đề kinh tế. Hắn có thể bình thản đối mặt với công kích mà rất nhiều cán bộ khổ sở chịu đựng, ở một góc độ nào đó mà nói thì đây là việc tốt. Ồ, cậu khi đó đã có thể thấy và đưa ra phán đoán chính xác, không đơn giản. Tăng Quyền Quân gật đầu nói. Rất nhiều tổng giám đốc các tập đoàn nhà nước thấy được vấn đề nghiêm trọng thì đã muộn. Ở điểm này ngành thép đã cho chúng ta bài học quá lớn, cũng phải trả giá không ít. Chủ nhiệm Quyền Quân, mất bò mới lo làm chuồng là quá muộn. Ví dụ như ngành thép mà nói, tôi cảm thấy nhu cầu nhập khẩu quặng sang năm sẽ tăng nữa, nó có nghĩa các tập đoàn nước ngoài sẽ nâng giá với chúng ta, khiến lợi nhuận công ty Trung Quốc chảy vào túi họ. Cùng với việc bị người áp chế không bằng mạnh dạn đi ra, dù là gặp khó khăn, gặp thất bại thì vẫn hơn là ngồi chờ chết ở trong nhà. Triệu Quốc Đống rất thẳng thắn nói ra ý kiến của mình. Ừ, tôi cũng cho rằng như vậy, dù là bây giờ giá quặng tăng không ít so với 2 năm qua nhưng nhu cầu trong nước vẫn rất cao, điều này có nghĩa nếu chúng ta không có phản ứng thì đường về sau càng khó đi hơn, trả giá càng lớn hơn. Tăng Quyền Quân khá lý trí không hỏi nhiều. Triệu Quốc Đống có lai lịch phức tạp như vậy nhưng Trung ương vẫn đặt hắn tới vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển, điều này nói rõ hắn đã qua cửa Ủy ban Kỷ luật Kiểm tra. Nếu không với chế độ giám sát, kiểm tra cán bộ cấp phó bộ trưởng nghiêm ngặt như vậy, mấy thứ sau lưng hắn đúng là nghi vấn, không chừng còn bị đẩy ra. Chính vì thế nên Tăng Quyền Quân cảm thấy Triệu Quốc Đống đến làm phó cho mình là có lý do, nhất định có cách làm nào đó khiến Trung ương tán thành. Vì thế khi Triệu Quốc Đống đưa ra quan điểm cá nhân mở quyền nhập khẩu nguồn nguyên liệu phân bón hóa học, đối xử ngang hàng giữa công ty nhà nước và tư nhân, Tăng Quyền Quân mặc dù nghi ngờ nhưng không phản đối rõ rệt. Sau khi đồng chí ở Bộ Thương mại giới thiệu xong, hai đồng chí ở Trung tâm Nghiên cứu Chính sách cũng phát biểu ý kiến của mình, chủ yếu là cơ chế nhập khẩu quặng sắt, ý cũng khá giống nhau, chủ yếu là làm như thế nào giải quyết việc các tập đoàn quặng mỏ nước ngoài và tập đoàn Nhật Bản, Hàn Quốc chèn ép ngành thép Trung Quốc. Quyền Quân, tôi thấy anh và Quốc Đống vẫn nói chuyện với nhau, xem ra có ý kiến, anh nói quan điểm của mình xem. Tiền Việt cười nói. Tăng Quyền Quân và Triệu Quốc Đống nhìn nhau. Tăng Quyền Quân ra hiệu Triệu Quốc Đống lên tiếng, dù sao Triệu Quốc Đống phụ trách cục phối hợp ngành nghề. Thủ tướng Văn, Phó Thủ tướng Tiền, Phó Thủ tướng Tô, các vị đồng nghiệp mới vừa rồi chủ nhiệm Quyền Quân cùng tôi đã nghe ý kiến thảo luận của các vị, chủ nhiệm Quyền Quân cùng đã lén trao đổi, chúng tôi cảm thấy cơ chế nhập khẩu quặng sắt có hai vấn đề chính. Triệu Quốc Đống cũng không có khiêm tốn, nếu Tăng Quyền Quân cho mình cơ hội, thì hắn cũng sẽ biểu diễn hết mình trước mặt lãnh đạo. Thứ nhất như vừa nãy các đồng chí nói, sản lượng thép và kết cấu ngành thép nước ta có vấn đề, hàm lượng kỹ thuật không cao, kết cấu sản phẩm vẫn có khuyết điểm, quy mô các công ty thép khác biệt lớn, hiệu ứng quy mô không thể hình thành, không có chút sức lực chống đối với ngành sản xuất thép quốc tế. Thứ hai, ngành sản xuất không hoàn chỉnh,
thiếu quyền lên tiếng và nắm giữ nguồn nguyên liệu, làm chúng ta khi đàm phán không được tự tin. Công ty Nhật Bản, Hàn Quốc có thể ngang nhiên đàm phán, ép giá các tập đoàn quặng lớn của thế giới là tại sao? Là vì bọn họ có quyền trong ngành thép, bố cục của bọn họ đủ để hữu hiệu hóa giải biến động giá nguồn nguyên liệu, mà chúng ta chỉ có thể nhịn đau bán máu, chấp nhận bị động. Thứ ba, thực ra điểm thứ ba này cũng xuất phát từ điểm thứ nhất, bởi vì kết cấu phân tán, công ty đông đảo, lợi ích khác nhau nên khó có thể điều hòa, đối mặt các tập đoàn quặng lớn, chúng ta khó có thể hình thành hợp lực ứng phó, dù là công ty nào làm đại biểu, hay một tổ chức hiệp hội nào ra mặt thì dính tới lợi ích quá nhiều, người tham gia đông đảo. Hơn nữa mạng lưới tình báo của các tập đoàn quặng quốc tế đã sớm xâm nhập vào công ty thép Trung Quốc, bọn họ dễ dàng đạt được nhiều tin tức. Đối mặt với chúng ta, bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ở tình huống này chúng ta đã bại. Đối mặt với Thủ tướng, hai Phó Thủ tướng và mấy đồng chí các bộ khác nhìn, Triệu Quốc Đống không hề mất bình tĩnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 18, chương 8-17. Văn Quốc Cơ khá tò mò với Triệu Quốc Đống. Nghe ní Tiền Việt rất thưởng thức người này, mà Tô Giác Hoa cũng có ấn tượng tốt về hắn, còn mình. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống năm 98 làm mình có ấn tượng khá sâu, nhưng chỉ có thể nói đó là tố chất chính trị của hắn cao, theo thời gian ấn tượng dần nhạt đi. Nhưng kỳ tích kinh tế Ninh Lăng lại nhắc mình chú ý lại hắn, mãi tới khi hắn thành thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam, hắn mới coi như là người đủ được Trung ương coi trọng. Biến động nhân sự ở Điền Nam tuy có người có ý kiến nhưng có thể khẳng định Triệu Quốc Đống này không chấp nhận tịch mịch, ở lĩnh vực nào hắn cũng làm ra được chuyện gì đó. Tiền Việt tự mình điểm danh Triệu Quốc Đống làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, nghe nói bên ban tổ chức cán bộ Trung ương có ý kiến khác nhưng cuối cùng do kết luận của phó chủ tịch, đồng chí Bành Phong nên mới khiến các ý kiến không đồng tình được dẹp yên. Người còn trẻ như vậy có thể khiến nhiều người chú ý, coi trọng cũng là có điểm bất phàm của mình. Văn Quốc Cơ không muốn bị cái nhìn của người khác ảnh hưởng cho nên y cũng muốn nghe một chút cái nhìn của vị phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia này. Chẳng qua theo cách giải thích hiện nay của hắn thì chưa có gì mới mẻ mấy, quan điểm này Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc vụ Viện đã sớm đưa ra, chỉ có thể nói là quan điểm của hắn càng cấp tiến hơn. Tiểu Triệu, phát triển ngành thép Trung Quốc và cơ chế nhập khẩu quặng có liên quan tới nhau. Có thể nói nhập khẩu quặng ở trình độ rất lớn quyết định sự phát triển của ngành thép. Nhưng tôi muốn nghe cậu muốn làm cách nào giải quyết vấn đề này. Văn Quốc Cơ nói chuyện khá ôn hòa, thậm chí còn có ý khuyến khích, đây là muốn Triệu Quốc Đống đưa ra vài thứ chính thức. Thủ tướng, tôi vốn không nên múa rìu trước mặt lỗ ban, rất nhiều người ngồi đây đều là chuyên gia trên nhiều khía cạnh có kiến thức sâu sắc hơn tôi. Chẳng qua Thủ tướng đã hỏi, tôi cũng xin nói vài câu. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Vừa nãy tôi nói hai vấn đề chính. Một là sản lượng và kết cấu chỉ có thể thông qua điều chỉnh. Nhưng điều chỉnh như thế nào thì tôi thấy phải dựa theo tình hình thực tế. Ví dụ như phương án chỉnh hợp ngành thép của hai tỉnh ký lỗ, bọn họ đưa ra đều là dựa trên phương án tập đoàn nhà nước khổng lồ thâu tóm các công ty khác, ở trình độ rất lớn đều mượn lực lượng cơ quan hành chính để trực tiếp can thiệp, đây không phù hợp nguyên tắc nền kinh tế thị trường. Không hổ là ghé con, ở trường hợp như thế nào mà dám phản bác phương án chỉnh hợp ngành thép của hai tỉnh. Triệu Quốc Đống lên tiếng làm nhiều người ở đây hít sâu một hơi. Ừ, nói tiếp. Văn Quốc Cơ gật đầu. Trên thực tế chỉnh hợp ngành thép hai tỉnh này đều có một trọng tâm là lấy tập đoàn nhà nước làm chính, làm lớn ngành thép. Nhưng tôi muốn nói chính là làm lớn chưa chắc có thể làm tốt, dùng lực lượng hành chính can thiệp thì kết quả đạt được chưa chắc đã mang lại sự hài lòng, có khi còn phản tác dụng. Triệu Quốc Đống không hề khách khí nói tiếp. Công ty thép hiện đại cần sinh tồn và phát triển thì cần có gì? Hiệu ứng quy mô, ưu thế về cơ chế và quyền nắm giữ sản nghiệp liên quan. Chỉ khi ba điều kiện này kết hợp mới sinh ra hiệu quả tốt nhất. Tôi đã xem phương án chỉnh hợp ngành thép của hai tỉnh, không nhìn ra cái mà bọn họ gọi là ưu thế dẫn đầu, có lẽ quy mô và quyền sở hữu là thứ duy nhất mà ủy ban hai tỉnh này dựa vào. Triệu Quốc Đống nói rất sắc bén gần như thấu tận xương tủy. Lời của hắn nói rất rõ về việc quan điểm chỉnh hợp ngành thép của hai tỉnh ký lỗ có vấn đề. Nhất là câu quyền sở hữu càng chỉ rõ trọng tâm vấn đề, mà điểm này là điều mà quốc gia vẫn cố ý né tránh khi chỉnh hợp các ngành nghề. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không có dây dưa nhiều vào vấn đề cụ thể của hai tỉnh, đây không phải công việc chủ yếu của hắn, hơn nữa hắn chỉ cần tỏ rõ quan điểm của mình trước mặt lãnh đạo là đủ. Tôi cho rằng điều chỉnh nên do chính quyền dẫn hướng về cuộc sống, ủng hộ thúc đẩy mà không phải tham gia trực tiếp vào đó. Như vậy căn bản là không thể thúc đẩy công ty nhà nước phát triển.
công ty tư nhân nhất định sẽ phản đối mãnh liệt. Vậy tại sao không đổi lại một góc độ, công ty tư nhân chỉ cần có đủ năng lực thì tôi cảm thấy có thể làm chủ thể sát nhập. Cùng trên địa phận Trung Quốc, nhà nước và tư nhân hay hỗn hợp cũng có gì khác nhau? Có thể sẽ có người nói có một số công ty tư nhân có hiệu quả kinh doanh tốt hơn công ty nhà nước là do bọn họ trốn thuế, chi phí bảo vệ môi trường thấp, chiếm dụng đất phi pháp, chế độ bảo hiểm xã hội không kiện toàn, nhưng tôi thử hỏi đây là trách nhiệm của công ty tư nhân sao? Các ngành giám sát của chính quyền địa phương làm gì? Họ trốn thuế thì điều tra, phạt, gây ô nhiễm có thể dựa theo quy định pháp luật mà đóng cửa. Sử dụng đất phi pháp, luật quản lý đất đai có quy định rõ ràng, tại sao không đi điều tra? Bảo hiểm xã hội không kiện toàn cũng có cơ quan chức năng đi xử lý. Triệu Quốc Đống đã tìm hiểu không ít về phương diện này, xã hội đúng là lên án đủ loại tình huống của công ty tư nhân, nhưng ai phụ trách mấy vấn đề này? Các cơ quan hành chính sao không làm đủ chức trách của mình? Nếu chính quyền địa phương bảo vệ thì cơ quan cấp trên làm gì? Văn Quốc Cơ và Tiền Việt đưa mắt nhìn nhau, vấn đề mà Triệu Quốc Đống đề cập khá sắc bén, nhưng nói đúng vấn đề. Chính quyền địa phương giúp kinh tế tư nhân thường dùng các chính sách bỏ qua vài thứ, mà không phải thông qua xây dựng hoàn cảnh công bằng để thực hiện, đây là khuyết điểm lớn nhất, mà khuyết điểm của chế độ cũng là rất rõ ràng. Về sau không ít người lên án công ty tư nhân về mấy vấn đề kia, cũng khó làm người ta tin bọn họ có thể thành công ty có trách nhiệm xã hội, muốn làm chủ thể sát nhập chỉnh hợp đúng là khó có thể làm người ta phục. Giúp đỡ công ty tư nhân phát triển không thể dùng phương pháp là bỏ qua khuyết điểm mà tiến hành, mà phải thông qua việc tạo hoàn cảnh công bằng để đạt được. Đây là sai lầm tồn tại ở không ít đảng ủy, chính quyền các cấp, nó cũng làm cho căn bệnh của công ty tư nhân mãi không chữa khỏi. Đương nhiên chúng ta cũng không đờ vì thế mà phủ nhận ưu thế về cơ chế, hiệu suất của công ty tư nhân. Tôi cho rằng dù là công ty nhà nước hay là công ty tư nhân khi chỉnh hợp sát nhập cũng có thể thành chủ thể, chính quyền cũng phải có sự ủng hộ ngang nhau. Đây là xây dựng một trụ cột phát triển công bằng. Hội nghị cuối cùng đã kết thúc, Triệu Quốc Đống và Tằng Quyền Quân cùng nhau rời đi. Quốc Đống, biểu hiện hôm nay của cậu rất được, đưa ra mấu chốt của vấn đề, nắm chúng trọng tâm. Tôi cảm thấy Thủ tướng và hai Phó Thủ tướng đều khá tán thành quan điểm của cậu. Tằng Quyền Quân cười ha hả nói. Triệu Quốc Đống lên xe Tằng Quyền Quân, hắn biết đối phương nhất định có chuyện cần nói với mình. Chủ nhiệm, lãnh đạo không phải tán thành quan điểm của tôi, chẳng qua là thấy tôi nói lời thật, để tôi thành kẻ ác mà thôi. Xem nào, công lao phản đối phương án chỉnh hợp ngành thép của hai tỉnh Ký Lỗ sẽ ghi lên đầu tôi. Ngày mai sợ là có vô số người của hai tỉnh này mắng tôi. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Cũng may tôi đã chuẩn bị tư tưởng, năm nay tôi sẽ không đến hai tỉnh này, họ cũng không đi. Chủ nhiệm, ngài phải an bài hợp lý mới được. Ha ha, Quốc Đống, đâu có nghiêm trọng như vậy. Đây mới là dự thảo, trả về cũng là bình thường. Tôi đoán dù không có lời nói của cậu thì phương án của bọn họ cũng không được thông qua, hơn nữa tôi cũng đồng ý với ý kiến của cậu, có được có mất, dù mất lòng một ít người nhưng tôi tin cậu cuối cùng sẽ được nhiều người đồng ý và ủng hộ. Tằng Quyền Quân đầy thâm ý nói. Được mất ai có thể nói rõ chứ? Tôi chỉ muốn nói thật, làm chuyện mình thấy chính xác. Triệu Quốc Đống không đầy đấu trí như vừa rồi mà khá tự nhiên. Ai cũng biết cây cao nhất trong rừng sẽ bị gió quật ngã. Nhưng mình không muốn cứ thế ngồi cho qua ngày, đây là chuyện tốt hay xấu cũng khó nói. Tằng Quyền Quân nhìn Triệu Quốc Đống khá lâu, sau đó dùng tay vỗ vỗ vai Triệu Quốc Đống, không nói gì. Có vài thứ phải xem anh nhìn nhận ra sao, được mất thường khó dùng số lượng cụ thể mà đánh giá, bộc lộ tài năng chưa chắc đã tốt, nhưng ẩn nhẫn có phải là lựa chọn chính xác không? Triệu Quốc Đống có đôi khi cũng rất mâu thuẫn, biết chưa chắc đây là ý của lãnh đạo, mình là phó chủ nhiệm không phải nhà nghiên cứu. Không phải nhà bình luận nhưng tình hình đến nước này, lãnh đạo rõ ràng muốn một người có đủ trọng lượng đứng ra, mình còn có sự lựa chọn nào khác ư? Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống không khỏi cười cười một tiếng, Ủy ban kế hoạch phát triển đúng là một lò luyện người. Quyền 18, chương 88. Áp lực rất lớn, Qua Tĩnh cười cười nhìn Triệu Quốc Đống. Mặc dù là trước mặt mình nhưng hắn vẫn có khí thế mang đầy tính xâm lược. Ừ, Qua tỷ, có thể không lớn được sao? Lãnh đạo không ra mặt. Ra mặt đều nở nụ cười, không bao giờ tỏ rõ thái độ nên người ác nhất định có người làm. Đối ngoại thì thôi nhưng lại khai đao với trong nước, đều là người một nhà mà. Triệu Quốc Đống nhún vai như muốn gỡ bỏ áp lực trên vai xuống, chỉ có trước mặt Qua Tĩnh, hắn có thể không kiêng nể gì phát tiết áp lực trong lòng mình. Tôi bây giờ đang tưởng tượng nếu mình đến công ty nhà nước thì sẽ gặp cảnh gì.
ngoài mặt thì kính trọng nhưng sau lưng nhất định nguyền rủa tôi, không chừng đi tới góc tối nào đó là bị ai đấy đánh. Qua Tĩnh không nhịn được cười, vừa lắc đầu vừa trêu chọc. Quốc Đống, tôi nghe nói cậu biết võ, chẳng lẽ còn sợ bị đánh lén sao? Nói thì nguy hiểm nhưng thật là thế sao? Cậu nghĩ lãnh đạo các tập đoàn nhà nước kia đều hồ đồ sao? Bọn họ không biết ý sau lưng ư? Trung ương không có ý này thì cậu là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển có thể tạo ra động tĩnh lớn sao? Cái này cũng có lý, ai chẳng biết ảo diệu trong đó nhưng vẫn luôn có một số người nói này nói kia mà. Tôi bây giờ không dám sang bộ năng lượng, sang đó có khi cổng cũng không vào được, hoặc là vào trong là bị người chùm đầu đánh. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Ủy ban cũng không nói cân nhắc việc này, có phải là nên để tôi ra nước ngoài một chuyến, khảo sát cũng tốt, học tập cũng tốt, tránh sóng gió rồi về. Được rồi, đừng có ba hoa trước mặt tôi. Như tôi mà nói thì đây lại là việc tốt, bây giờ Quốc vụ viện không phải đã bảo Ủy ban kế hoạch phát triển đưa ra một phương án sao? Vậy cậu cứ thoải mái đưa ra theo ý mình, giao cho chủ nhiệm quyền quân để rồi đưa ra hội nghị chủ nhiệm nghiên cứu, tôi tin lãnh đạo bên ủy ban cậu biết nguyên tắc chính trị cơ bản. Nếu Quốc vụ viện đã có quyết định thì còn gì phải lo. Qua Tĩnh nói chuyện luôn thẳng thắn. Đau dài không bằng đau ngắn, tôi tin rằng các nơi cũng biết được ý kiến này, cũng bắt đầu có biện pháp ứng phó. Tôi cũng nghĩ như vậy, trong 2 ngày tới sẽ quyết định phương án, chủ nhiệm quyền quân toàn quyền giao cho tôi xử lý. Đây coi như nhiệm vụ đầu tiên nên phải làm tốt nhất. Triệu Quốc Đống nói. Đúng như chị nói, trên thực tế mọi người cũng biết đôi chút tình hình, tôi nghĩ đưa lên hội nghị chủ nhiệm cũng sẽ đơn giản được thông qua. Ừ, như vậy là tốt nhất, cậu cũng không nhất định phải gánh vác áp lực quá lớn. Tôi thật ra cảm thấy Phó Thủ tướng Tiền chọn cậu tới vị trí này có phải là cậu dám làm quân tiên phong không? Ha ha, còn tưởng Phó Thủ tướng là đánh giá cao năng lực của cậu lúc còn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Không ngờ Phó Thủ tướng thu chuẩn tính cách này của cậu, đây là sớm tính kế. Qua Tĩnh thở dài nói, năng lực dùng người của Tiền Việt đúng là không bình thường, lúc trước biết rõ Chư Hiền không tán thành điều Triệu Quốc Đống tới vị trí này mà vẫn kiên trì ý kiến của mình, khiến Chư Hiền không thể không đi hỏi ý kiến Phó Chủ tịch Bành, cuối cùng được Thủ tướng gật đầu mới điều Triệu Quốc Đống tới vị trí hiện tại. Nói thật ngay cả bản thân Qua Tĩnh cũng lo khi Triệu Quốc Đống tới vị trí này, nhưng bây giờ xem ra tất cả đã sớm được Tiền Việt tính trước. Mà Triệu Quốc Đống là người có dũng khí xông tới trước cũng được đưa tới vị trí thích hợp. Nếu là người khác có lẽ dù lấy được kết quả cuối cùng nhưng hiệu quả và thanh thế không được như Triệu Quốc Đống. Qua tỷ, tính cách này của tôi xem ra làm con chim bay đầu dễ bị bắn trúng nhất, cũng không biết tôi duy trì được bao lâu. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Có được có mất, Quốc Đống, cậu còn trẻ, tôi thật ra cảm thấy đẩy cậu lên vị trí sóng gió như vậy cũng là rèn luyện tốt. Từ góc độ khảo sát của tổ chức mà nói tuổi của cậu tuy là ưu thế nhưng nhiều lúc là khuyết điểm. Tâm lý xếp hàng đã ăn sâu trong tâm trí mọi người. Ví dụ như nhắc đến cậu, Triệu Quốc Đống, nhất định nhiều người nghĩ ồ mới 36 tuổi, sau đó mọi người vô thức cảm thấy cậu còn trẻ, kinh nghiệm ít, lý lịch thiếu. Nhưng nếu lúc ấy có người nói một câu, lúc trước là do cậu chủ trì quốc gia cải cách cơ chế nhà khách phân bón hóa học, đồng thời xúc tiến một nhóm lớn công ty đầu tư ra nước ngoài, nhất định sẽ có người nhớ đến cơn phong ba này. Như vậy độ tuổi, lý lịch của cậu sẽ được kinh nghiệm của cậu bù lại. Qua Tĩnh biết mình cần phải nói gì đó kích thích Triệu Quốc Đống, nhưng không có nghĩa là ủng hộ Triệu Quốc Đống có hành vi sơ suất, dù là hắn cầm thánh chỉ trong tay nhưng vẫn cần phải có phương pháp làm việc, chỉ khi làm việc nào đó dính tới vấn đề nguyên tắc thì hắn mới được dùng biện pháp mạnh tay. Triệu Quốc Đống im lặng không nói, hắn biết Qua Tĩnh nhất định còn điều cần nói. Phó Thủ tướng Tiền ủy thác trách nhiệm cho cậu là việc tốt, nhưng cậu cần phải chú ý nhiều hơn trong công việc cụ thể, chuyện gì cũng muốn xen vào là điều tối kỵ của cán bộ lãnh đạo. Nhưng tôi cũng hiểu hành vi của cậu bây giờ, dù sao Phó Thủ tướng Tiền nhìn chằm chằm, cậu cần phải tạo ra thanh thế. Nhưng cậu nếu chỉ biết lao về trước thì đó là họa không phải phúc, phải nắm vững chừng mực. Tôi cảm thấy cậu ý thức được điểm này là rất tốt, cứ tiếp tục như vậy. Qua Tĩnh trầm giọng nói. Triệu Quốc Đống cũng biết Qua Tĩnh chỉ cái gì, sắp tới Tích Giang tổ chức hội nghị điều tra tài sản ban đầu khối kinh tế tư nhân, Ủy ban tỉnh Tích Giang chuyên môn gửi giấy mời một phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch phát triển tham gia. Tăng Quyền Quân có ý muốn Triệu Quốc Đống tham gia, nhưng Triệu Quốc Đống lấy lý do cần phải đưa ra phương án điều chỉnh cơ chế nhập khẩu ngành phân bón để từ chối, chỉ làm cục trưởng cục phối hợp ngành nghề cùng với phó trưởng ban thư ký viên trường quý đi tham gia, điểm này làm tỉnh Tích Giang có chút thất vọng. Rất nhiều người coi mình là tiên phong ra đao xử lý công ty nhà nước,
nhưng bọn họ không nghĩ người thật sự ra đao là mình sao? Dân ý sôi trào, dù là ai cũng không thể ngăn cản. Qua tỷ, tôi hiểu. Hiểu là tốt, cuộc đống, cậu còn trẻ, con đường làm quan trải qua không ít mưa gió nhưng chính xác mà nói cậu ở cơ sở là nhiều, chỉ khi lên Bắc Kinh cậu mới chính thức gặp thế nào là sóng to gió lớn, đây chỉ là cơn sóng đầu tiên. Cậu không cần cúi đầu ủ rũ, không nên sợ đầu sợ đuôi, cần làm cứ làm nhưng phải có nghệ thuật làm việc và chừng mực. Thời gian còn nhiều, nhiều việc không phải thoáng cái là xong. Qua Tĩnh mỉm cười khuyến khích. Tiền đồ của cậu rất lớn, tôi hy vọng cậu sẽ bước lên vị trí quan trọng hơn nữa. Triệu Quốc Đống rất cảm kích gật đầu. Qua Tĩnh được cho là lãnh đạo ủng hộ hắn lớn nhất, có thể nói cả đường đi tới nếu không có Qua Tĩnh giúp thì mình cũng không thể nào thuận lợi như vậy. Qua Tĩnh hôm nay nhắc nhở mình có nghĩa là chị ta nhất định nghe thấy hoặc là nói cảm thấy không ít, mình cũng cần phải ổn định hơn. Qua Tĩnh thấy Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ nên hài lòng gật đầu. Chị khá tin vào năng lực của Triệu Quốc Đống, làm việc nhiều năm như vậy, Triệu Quốc Đống không gây ra vấn đề lớn trong công việc, mặc dù nói nắm giữ chừng mực kém một chút nhưng sau khi đến Điền Nam, Triệu Quốc Đống đã trưởng thành hơn nhiều. Chẳng qua lần này bị đẩy lên đầu sóng gió, có thể nói là như tên đã trên cung, không thể không bắn. Đương nhiên đây cũng là do có lãnh đạo Trung ương ủng hộ, nhưng công việc sau đây nên làm như thế nào thì Qua Tĩnh cũng tin Triệu Quốc Đống biết cách. Đúng Quốc Đống, thời gian trước tôi tới Tân Môn điều tra và gặp Bí Thư Ứng. Y còn nhắc tới cậu, cậu mấy tuần trước còn mời Bí Thư Ứng ăn cơm phải không? Qua Tĩnh thấy không khí hơi áp lực nên cố ý chuyển đề tài. Bí Thư Ứng hôm trước lên Bắc Kinh, tôi là cấp dưới cũ nên muốn chiêu đãi. Lúc ấy đến quá bên Hậu Hải ăn, ở đó hoàn cảnh rất tốt, vừa lúc có thể ngắm cảnh Hậu Hải vào đêm. Qua tỷ, nếu không lúc nào chị rảnh tôi mời gia đình chị đến đó dùng cơm. Giá cả không đắt nhưng ngon. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Ừ, trong thời gian này thì hơi bận, cậu cứ bố trí rồi gọi cho tôi. Qua Tĩnh rất hào phóng đồng ý. Đúng, Tiểu Lục đến ban làm việc có quen không? Thời gian này tôi ra ngoài điều tra nên không có cơ hội hỏi. Sau khi Lục Nhị kết hôn, Triệu Quốc Đống đã giúp điều sang ban tổ chức cán bộ trung ương, coi như đến một cục tốt. Làm thư ký cho Cam Bình nhiều năm như vậy. Theo lý thuyết Lục Nhị nên ở lại bộ văn hóa nhưng cô không quá thích, cô muốn xuống cơ sở hơn. Triệu Quốc Đống nghĩ tuổi Lục Nhị còn ít, kinh nghiệm không nhiều nên đề nghị cô ở Bắc Kinh thêm 2 năm. Lục Nhị đồng ý, Triệu Quốc Đống tìm Qua Tĩnh nhờ điều giúp Lục Nhị tới cục cán bộ số 2. Lục Nhị ở bên bộ văn hóa đã là cán bộ cấp phó huyện, bây giờ điều ngang sang bên ban tổ chức cán bộ. Tôi thay Lục Nhị cảm ơn Qua tỷ, cô ấy cảm thấy rất thích công việc bên này. Triệu Quốc Đống cười nói. Quyển 18, chương 8-19. Sau khi hoàn thiện phương án điều chỉnh cơ chế nhập khẩu phân bón hóa học, Triệu Quốc Đống lập tức đề nghị nghiên cứu trong hội nghị chủ nhiệm, Tăng Quyền Quân chủ trì hội nghị nhanh chóng thông qua phương án này. Hội nghị không còn mùi thuốc súng như trước, tất cả các phó chủ nhiệm đều tán thành phương án. Văn phòng, Cục Phối hợp Ngành nghề, Cục Đầu tư nước ngoài phụ trách toàn quyền chứng thực thí điểm phương án này. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Triệu Quốc Đống dẫn đầu phối hợp. Phó trưởng ban thư ký Viên Trường Quý giúp đỡ. Sau khi họp xong, Triệu Quốc Đống gọi người phụ trách của ba đơn vị kia lại, nói rõ phương án này do Viên Trường Quý phụ trách chính, mình chỉ giám sát, thao tác cụ thể do Viên Trường Quý phụ trách, ba cơ quan sẽ giúp đỡ Viên Trường Quý. Triệu Quốc Đống đột nhiên buông tay làm mấy người đang ngồi rất kinh ngạc. Cơn sóng gió đã qua, bây giờ là lúc hái đào mà Triệu Quốc Đống lại thu tay về, giao việc tốt này cho Viên Trường Quý phụ trách, đúng là quá lạ. Quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón có thể nói đã được Cục Phối hợp Ngành nghề nghiên cứu từ hơn tháng trước. Cũng may chuyện từ đầu tới cuối do Triệu Quốc Đống quan tâm, trách nhiệm, áp lực gì cũng do hắn gánh vác. Trang Vân Lộc ngồi trên vị trí cục trưởng đã lâu, bình thường qua lại với không ít các công ty. Trong ngành phân bón từ trước đến giờ công ty nhà nước vẫn chiếm ưu thế chủ đạo nhưng tình hình bây giờ đã có biến hóa. Theo việc mở quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón, bây giờ chính là tiến hành lựa chọn vài công ty tư nhân để thí điểm. Mà điều kiện chính là công ty đó có quy mô lớn, có nguồn cung cấp ổn định ở nước ngoài, tốt nhất chính là công ty có cổ phần ở mấy tập đoàn quặng lớn ở nước ngoài. Có thể nói trong này có giới hạn khá thoáng. Có thể nói đi đến bước này thì còn lại chính là đợi các công ty tư nhân đến nhà xin được thí điểm trước, chỗ tốt tất nhiên là không thiếu. Lão Trang, Lão Viên, chuyện này không thể kéo dài, nhưng cũng cần tìm phương án ổn thỏa. Vì dù sao đây cũng là mở đầu cho việc cải cách quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón. Nó ảnh hưởng như thế nào đến ngành phân bón Trung Quốc, lợi hay là hại,
làm như thế nào xác định công ty thí điểm, điều kiện là gì? Chúng ta bây giờ mới có bộ khung, mấy thứ này do lão Viên phụ trách chính, lão Trang phụ trách giúp đỡ. Cục cũng cần điều vài người đi điều tra, tranh thủ trong một tháng phải có các điều khoản cụ thể. Triệu Quốc Đống về văn phòng, Viên Trường Quý và Trang Vân Lộc cũng đi theo. Chủ nhiệm Triệu, việc này lớn như vậy, tôi cảm thấy có nên do ngài dẫn đầu không? Tôi và lão Trang phụ trách công việc cụ thể, như vậy. Viên Trường Quý cũng không ngờ chuyện tốt này lại rơi vào đầu mình. Cái khác không nói, chỉ riêng sau hội nghị chủ nhiệm kết thúc đến giờ có mấy tiếng, y đã nhận được vài cuộc điện thoại từ Tề Lỗ, Liêu Đông, Ký Trung, Nam Việt, đương nhiên đây là nhằm vào chỉ tiêu thí điểm quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón. Lão Viên, anh còn sợ tôi không có trách nhiệm với việc này sao? Tôi nói rồi, xảy ra chuyện do tôi phụ trách, thao tác cụ thể do các anh làm. Nguyên tắc chung đã được xác định trong hội nghị chủ nhiệm, các anh dựa theo đó mà tiến hành. Công tác điều tra phải làm chắc, đưa ra phương án cụ thể, đến lúc đó tôi sẽ xem một chút. Cái này, Viên Trường Quý không thể hiểu nổi Triệu Quốc Đống. Từ khi bắt đầu tiến hành nhằm vào ngành phân bón, Viên Trường Quý đã khéo léo nhắc nhở đối phương, việc này dính dáng quá nhiều mối quan hệ, nhất định sẽ có nhiều phản kích. Sự thật chứng minh hai tháng nay Triệu Quốc Đống gặp áp lực rất lớn, truyền thông cũng tiến hành tranh luận về việc có nên cải cách hay không. Có thể nói 2-3 tháng nay Triệu Quốc Đống vẫn rất bình tĩnh nhưng Viên Trường Quý phụ trách liên lạc nên biết rõ vị phó chủ nhiệm trẻ tuổi này hàng ngày đều không được thoải mái, thường xuyên làm thêm giờ để tìm tài liệu, đồng thời còn tiến hành liên lạc với bên Bộ Thương mại, Văn phòng Quốc vụ Viện, phải thuyết phục đối phương tán thành quan điểm của mình. Người trẻ tuổi có đôi khi bị gặp thất bại, Viên Trường Quý thấy nhiều. Nhưng y lại bội phục sự quyết tâm của Triệu Quốc Đống. Không ngờ bây giờ sắp thành công thì đối phương lại ném toàn bộ vinh quang và lợi ích ra cho mình và Trang Vân Lộc, điều này phá vỡ suy nghĩ của y. Y tin rằng Trang Vân Lộc cũng không xác định được vị chủ nhiệm Triệu này có ý gì. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn ẩn thân sao? Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ biết được Viên Trường Quý cùng Trang Vân Lộc có suy nghĩ gì, đây đúng là không hợp lẽ thường. Nhưng có lúc ẩn chính là lưu đường sống cho mình. Chuyện đến bây giờ không ai có thể bỏ qua sức ảnh hưởng của mình. Nếu mình còn cố ý cầm gì đó thì có khi phản tác dụng. Hai người nghĩ gì thì tôi biết rõ, trong thời gian này hai người cũng thấy tôi khá mệt, cũng cần nghỉ ngơi mà. Công việc sau đây giao cho hai người, tôi tin vào hai người. Triệu Quốc Đống nói rất chân thành làm hai người Viên Trường Quý có chút xấu hổ. Chủ nhiệm Triệu, nếu ngài nói như vậy thì tôi và lão Trang sẽ cố gắng làm tốt. Chỉ là việc chọn công ty nào thí điểm thì phải điều tra trong thời gian dài. Tôi thấy mình và lão Trang có lẽ phải tự dẫn người chạy xuống xem. Ý của tôi là chia công ty trong nước làm hai mảng, không chia theo quyền sở hữu mà dựa theo khu vực để xác định. Tôi tới phía Nam, lão Trang tới phía Bắc, tranh thủ trong nửa tháng nắm rõ tình hình, rồi dùng nửa tháng đưa ra phương án cụ thể. Ngài thấy sao? Viên Trường Quý trầm ngâm một chút rồi nói. Tôi thấy có thể, anh và lão Trang nên chia làm hai tổ lớn lại chia thành tổ nhỏ, thậm chí có thể tổ chức hội nghị ở các khu vực. Lắng nghe ý kiến của các công ty một chút, kể cả công ty nhà nước, công ty tư nhân, công ty cổ phần, như vậy chúng ta sẽ nắm bắt thông tin toàn diện, khách quan hơn. Triệu Quốc Đống gật đầu. Hai anh cứ bàn rồi làm. Anh nói là hắn hoàn toàn buông tay. Đồng Lập Quốc hừ một tiếng. Thằng này lợi hại, chiều này nhiều người có thể không làm được, hắn lại làm được, không đơn giản. Nhưng như vậy không có bao tác dụng. Chẳng lẽ nói hắn làm thế là có thể tẩy được tiếng mắng trên người mình sao? Phó trưởng ban thư ký Khanh Lập Quảng cười hỏi lại. Ai chẳng biết tính của lão Viên, dù là Trang Vân Lộc cũng là kẻ nhiều mưu mô, sợ rằng tính toán của hắn sẽ thất bại. Tôi thấy anh coi thường Triệu Quốc Đống rồi, hắn sợ bị mắng sao? Hắn mà sợ thì đã không dám làm như vậy. Chuyện lúc trước hầu hết do một tay hắn làm, từ tạo xu thế đến đưa ra báo cáo phân tích, đến tự mình báo cáo với mấy vị thủ tướng. Tôi còn nghe nói ngay cả thủ tướng cũng tự hỏi hắn. Phương án chỉnh hợp ngành thép của hai tỉnh ký, lỗ bị trả về cũng là do hắn đề xuất, làm hai tỉnh này nghiến răng nghiến lợi, hắn nghiễm nhiên thành người phát ngôn của công ty tư nhân. Đồng Lập Quốc lắc đầu nói. Nếu là vậy sao hắn thoáng cái giao việc này cho mấy người lão Viên, muốn thu phục, mua chuộc sao? Không tiện nói, nhưng chuyện này nhất định không đơn giản như thế. Triệu Quốc Đống không phải người sợ việc. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Trong đầu hắn có quá nhiều điều, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Bây giờ chỉ sợ từ Nam tới Bắc có không ít người đang chạy vậy vì suất thí điểm này. Chuyện này đúng là rất lạ, tôi không nhìn thấu,
hoặc là nói hắn cảm thấy áp lực quá lớn nên muốn tránh gió. Khanh Lập Quảng mơ hồ đoán được một ít, nhưng lại thấy nếu hắn như ngài nói thì lại không sợ việc. Không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ quan sát một thời gian là biết hắn có ý gì mà. Đồng Lập Quốc thầm than, hóa chất Á Châu cũng bị ép tới tình huống khó xử. Cũng may Lưu Thiện Đức kia giỏi tính toán nên qua cửa. Chỉ có tên Trần Hàn Phong kia là chật vật không chịu nổi, ngay cả uy tín của mình cũng mất đi đôi chút. Mình đã xem thường tên Triệu Quốc Đống này. Rất nhiều người tò mò khó hiểu, Triệu Quốc Đống cũng biết rất nhiều người đều chú ý hành vi, lời nói của hắn. Cho nên hắn rất chú ý. Hai người Viên Trường Quý cùng Trang Vân Lộc phân biệt mang theo vài người xuống địa phương, bọn họ muốn điều tra mấy công ty, cũng muốn căn cứ tình hình thực tế của từng khu vực để đưa ra tiêu chuẩn thí điểm. Lần này bọn họ đi xuống đã gây ra chấn động khá lớn. Điều này có nghĩa Trung ương quyết tâm thí điểm cũng có nghĩa là mở quyền nhập khẩu, nó hấp dẫn rất nhiều công ty chú ý. Ủy ban kế hoạch phát triển tuân theo ý kiến của Trung ương đưa ra chính sách quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón và đầu tư ra nước ngoài càng khiến vô số người chú ý. Quyền 18, chương 90. Có người là có giang hồ, đồng thời có người là có quan hệ. Triệu Quốc Đống nhận được điện của Dương Bưu thì biết ngay nguyên nhân. Tập đoàn hóa chất Điền Thiên là công ty cốt cán của Điền Nam, lợi dụng việc sản xuất phân đạm đã xác định địa vị chủ chốt ở khu vực Tây Nam. Nhưng chỉ riêng sản xuất phân ca, ly là nhược điểm của tập đoàn này. Mà bị hạn chế về quyền nhập khẩu phân ca, ly nên bọn họ muốn đẩy mạnh ở mảng này vẫn kém. Bây giờ bọn họ coi như thấy ánh mặt trời. Dương Bưu gọi điện cũng nói khá cẩn thận như là nghĩ Triệu Quốc Đống có phản cảm trời sinh với công ty nhà nước. Triệu Quốc Đống không khỏi cười khổ một tiếng, bên ngoài đồn đãi quá ác, lúc nghiêng về đông, lúc về tây, từ cực đoan này tới cực đoan khác làm người ta không biết nói gì khác. Mình đâu có thành kiến gì với công ty nhà nước, ngoài mấy công ty nhà nước mang tính lũng đoạn mà hắn thấy cần phá vỡ cơ chế lũng đoạn, khuyến khích công ty tư nhân cạnh tranh công bằng với công ty nhà nước. Nhưng công ty nhà nước cũng có điểm đặc sắc của nó, chỉ cần còn sống khi cạnh tranh công bằng, sống tốt cũng đáng tán thành. Tồn tại tức là có lý, điều này càng rõ hơn trong nền kinh tế thị trường. Liễu Đạo Nguyên cũng gọi điện cho hắn, một vị phó chủ tịch tỉnh Kiềm Nam rất nhanh dẫn đoàn lên Bắc Kinh. Một hòn đá tạo thành ngàn vạn cơn sóng, nó giống cá mập ngửi thấy mùi máu vậy, dồn về hết. Chẳng qua mấy việc này không quan trọng gì với Triệu Quốc Đống, nguyên tắc cơ bản đã được xác định, Viên Trường Quý cùng Trang Vân Lộc đang tích cực điều tra, nghe công ty các nơi phản ánh tình hình. Dù sao nếu muốn phát triển mạnh các công ty trong lĩnh vực sản xuất phân ca, ly thì ngoài mấy tập đoàn nhà nước khổng lồ có trụ sở sản xuất bên phía Tây ra, đi ra nước ngoài là con đường bắt buộc. Nhưng trong quá trình tiến quân cũng cần thận trọng thì mới có thể tạo ra hiệu quả. Cũng may Viên Trường Quý có kinh nghiệm phong phú, xử lý công việc cũng có suy nghĩ của mình, xử lý mấy vấn đề cũng phù hợp quan điểm của Triệu Quốc Đống. Giao chuyện này cho Viên Trường Quý phụ trách, Triệu Quốc Đống khá yên tâm. Âu Dương, cậu mời Cục trưởng Trương Cục Thương mại và trưởng Ban Vương, Ban Lưu Thông đến văn phòng tôi. Triệu Quốc Đống bỏ bút xuống, suy nghĩ một chút rồi nói. Chỉ mời hai người bọn họ thôi sao? Âu Dương Cẩm Hoa nhỏ giọng nói. Cậu ngồi lát rồi tham gia cùng, bài báo cáo điều tra này tôi để cậu xem, lát cậu nói ra quan điểm của mình. Triệu Quốc Đống mỉm cười nói. Tôi. Âu Dương Cẩm Hoa có chút khẩn trương. Hình như không quá thích hợp thì phải. Tôi không quen mảng này, hay là... Không ai biết hết mọi chuyện ngay từ đâu cả. Tôi cũng không quen mảng này. Lát nữa tôi cũng phải hỏi hai vị chuyên gia. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên làm Âu Dương Cẩm Hoa khá kinh ngạc. Y chưa gặp qua vị lãnh đạo nào nói thẳng với cấp dưới như vậy. Dù là muốn hỏi thì ở cấp độ Triệu Quốc Đống chỉ sợ cũng sẽ duy trì trầm mặc, cũng không muốn lộ ra điều mình không biết. Nhìn cậu thế này có vẻ như sợ mất mặt, mất uy tín hả? Tôi không sợ, cậu còn sợ gì chứ? Tôi có sở trường của mình mà bọn họ không có, cấp trên đưa tôi tới vị trí này là có lý của Trung ương. Giống như ủy ban điều cậu tới làm thư ký của tôi cũng có lý của nó. Tôi không thể vì điều mình không quen thuộc mà không tiếp xúc, như vậy sẽ mất đi ý nghĩa khi đi lên vị trí này. Triệu Quốc Đống nhắc nhở Âu Dương Cẩm Hoa một chút, Âu Dương Cẩm Hoa này khá linh tính, hơn nữa cần mẫn hiểu chuyện, Triệu Quốc Đống đã dần dần thích vị thư ký này của mình. Âu Dương Cẩm Hoa có chút kích động, lãnh đạo có thể nói như vậy đủ để chứng minh sếp thừa nhận địa vị và thân phận của mình. Đây là bước đi quan trọng nhất của một thư ký. Đây là lần đầu Âu Dương Cẩm Hoa chính thức tham gia cuộc tọa đàm công việc của Triệu Quốc Đống với các cục, cũng tham dự vào cuộc thảo luận.
theo lý thuyết công việc chủ yếu của thư ký là phục vụ lãnh đạo, tham dự vào thảo luận là vượt quá giới hạn, nhưng mà Triệu Quốc Đống lại cảm thấy mình mới tới, Âu Dương Cẩm Hoa cũng không quá quen thuộc phương diện này, có thể cùng tham gia rồi thảo luận sẽ làm mình nhanh chóng nắm rõ công việc hơn. Đương nhiên điểm này trước đó Triệu Quốc Đống đã nói chuyện với đồng chí bên Cục Thương mại, nếu không sẽ bị người cười là không có quy củ. Cuộc thảo luận này kéo dài tới 6 giờ chiều, Triệu Quốc Đống rất hăng hái. Hai người kia đều quen thuộc nghiệp vụ, mà Cục Thương mại thoạt nhìn là cục có địa vị tương đối yếu trong năm cục Triệu Quốc Đống phụ trách, cho nên trước đó do quá bận nên Triệu Quốc Đống không có tâm tư hỏi công việc này. Hai hôm trước lúc xem bài điều tra của Cục Thương mại, Triệu Quốc Đống mới cảm thấy nhận thức của mình có chút thành kiến, điều này khiến hai hôm vừa rồi hắn dành không ít tâm trí để nghiên cứu công việc bên Cục Thương mại. Hoành Vĩ, Lực Kiên, thời gian không còn sớm, tôi tới ủy ban 2-3 tháng nhưng thời gian tới cục các anh không nhiều. Lúc trước bận quá nên không cùng các anh ngồi một chút, đi, hôm nay mấy người chúng ta ngồi ăn. Tôi mời với tư cách cá nhân, đưa bọn anh đến một nơi tốt. Đừng nghĩ các anh ở Bắc Kinh lâu nhưng chưa chắc đã biết nhiều cửa hàng ngon ở Bắc Kinh bằng tôi. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ rồi đưa một tờ danh thiếp cho Âu Dương Cẩm Hoa. Cậu đi gọi điện an bài một chút, lấy một phòng, mấy người chúng ta đi. Chủ nhiệm Triệu, sao có thể để ngài mời khách chứ? Trương Hoành Vĩ nở nụ cười. Người ngoài đồn đại rất nhiều về Triệu Quốc Đống, có nói hắn là đao phủ với công ty nhà nước, có người nói hắn muốn lấy lòng cấp trên, có người nói hắn tạo tiếng vang để lấy lòng dư luận, tóm lại đánh giá xấu về Triệu Quốc Đống nhiều hơn đánh giá tốt. Kể cả ở ủy ban cũng có không ít người đánh giá trái Triệu Quốc Đống, ít nhất cũng là thái độ thờ ơ lạnh nhạt, muốn xem vị phó chủ nhiệm mới tới này chọc thủng lỗ trên trời lớn tới đâu. Chẳng qua Trương Hoành Vĩ không cho rằng như vậy. Trước khi Triệu Quốc Đống tới nhận chức, y đã cẩn thận nghiên cứu về lý lịch của Triệu Quốc Đống. Ngoài còn trẻ ra thì lý lịch của Triệu Quốc Đống khá phong phú, rất nhiều người cũng chỉ thấy được Triệu Quốc Đống còn trẻ nên thiếu lý lịch, nhưng nếu nghiên cứu quá trình phát triển của hắn thì sẽ thấy tình huống khác như vậy. Có lẽ thời gian ở mỗi vị trí của Triệu Quốc Đống không lâu, nhưng ở mỗi vị trí đều đạt được thành tích nhất định, còn có mấy điểm sáng làm người phải nhớ kỹ. Triệu Quốc Đống là người giỏi gây chuyện, nhưng những bước đi của hắn thì không ai có thể so sánh. Hắn có thể làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển khi mới 36 tuổi thì anh cho rằng là hắn gặp may mắn nên được thế sao? Thu thập các tài liệu này, Trương Hoành Vĩ cũng tìm không ít tâm sức. Nhất là lịch sử phát triển của Triệu Quốc Đống ở tỉnh An Nguyên, Trương Hoành Vĩ cũng thông qua người bạn học thân của mình bây giờ làm ở ban tổ chức cán bộ tỉnh An Nguyên để góp nhặt được. Trương Hoành Vĩ có quan điểm biết mình biết người mới trăm trận trăm thắng. Mà chỉ hiểu rõ tác phong làm việc của thủ trưởng thì mới có tương lai phát triển. Đi theo thủ trưởng như Triệu Quốc Đống đúng là có vẻ như đánh nhau, không phải lập công được thưởng chính là bỏ mình không chỗ chôn, cho nên Trương Hoành Vĩ đã cẩn thận phân tích. Sau khi có kết luận, Trương Hoành Vĩ vẫn chờ cơ hội. Y biết Cục Thương mại không thể so sánh với mấy cục nóng là Cục Vận hành Kinh tế cùng Cục Phối hợp Ngành nghề, không mẫn cảm như Cục Đầu tư nước ngoài luôn được người chú ý. Nhưng Cục Thương mại cũng có ưu thế của Cục Thương mại, y có thể thông qua công việc của mình để khiến Triệu Quốc Đống chú ý. Mà bây giờ Trương Hoành Vĩ đã làm được việc này. Được rồi, hôm nay tôi mời khách, anh đừng tranh. Hoành Vĩ, tuần tới anh bố trí một chút, gọi mấy vị trưởng phòng, trưởng ban ở cục anh lại, chúng ta ngồi một chút. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết hết các cán bộ lãnh đạo ở cục anh, tôi là lãnh đạo phân công không đủ tư cách. Đến lúc tôi sẽ mời mọi người mấy chén. Triệu Quốc Đống cắt ngang lời Trương Hoành Vĩ. Đi thôi. Quyển 18, chương 9-11. Xe chạy ra ngoài, điện thoại di động rung lên làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, lúc này nếu ai đó muốn mời mình ăn cơm thì hơi muộn rồi, là ai? Nhưng hắn lập tức có phản ứng, Âu Dương Cẩm Hoa vẫn ở trên xe, cầm số điện thoại kia, vậy đó là do máy riêng của mình rung lên. Triệu Quốc Đống vẫn theo tác phong lúc trước, điện thoại công việc do thư ký cầm, luôn nghe được, không về phần vì hội nghị hay công việc khác mà chậm trễ công việc. Điện thoại riêng thì do hắn cầm nhưng luôn ở trạng thái rung. Hắn có thể cân nhắc xem có nghe hay không. Số gọi tới rất quen thuộc làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Mình tới ủy ban đã hơn 3 tháng, đối phương chỉ gọi tới chúc mừng một lần, lâu như vậy không liên lạc, sao hôm nay đột nhiên gọi tới? Dược Quân hả, sao lúc này lại nhớ tới gọi cho tôi? Tôi còn tưởng anh quên tôi rồi chứ, ở đâu vậy? Triệu Quốc Đống cười nói. Lúc Triệu Quốc Đống tới Điền Nam, Trung Dược Quân khá thường xuyên liên lạc với hắn. Có lẽ là cảm thấy hắn vừa đi khỏi Ninh Lăng, nhiều công việc cần trưng cầu ý kiến của hắn.
Đương nhiên Triệu Quốc Đống cũng biết quy củ nên chỉ nói qua vài ý đồ, ý tưởng trước đó của mình, về phần Trung Dược Quân muốn làm như thế nào là quyền lực của Trung Dược Quân, hắn không có quyền chỉ trỏ. Biết Trung Dược Quân trên cao tốc từ sân bay đến Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Hắn cảm thấy tâm trạng Trung Dược Quân không quá tốt, giống như gặp việc gì đó. Suy nghĩ một chút, Triệu Quốc Đống không nói nhiều mà bảo đối phương đến nhà hàng mình sắp đến. Hắn cũng hỏi Trung Dược Quân đi mấy người, Trung Dược Quân nói có một mình làm Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Bí thư thị ủy lên Bắc Kinh mà không ai đi cùng là khá hiếm. Ít nhất nên mang theo mấy người như trưởng ban thư ký chứ. Ngay cả thư ký cũng không mang theo, đúng là làm Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ. Hắn cũng không hỏi nhiều, Trung Dược Quân vừa xuống máy bay đã gọi cho mình thì nhất định là gặp việc gì đó. Trung Dược Quân có tính cách khá ôn hòa mà như vậy đúng là hiếm thấy. Chỉ là bây giờ Triệu Quốc Đống không đoán ra đối phương gặp việc khó gì. Hay là thất bại khi tranh chức thị trưởng Ando. Nếu là vấn đề này thì Trung Dược Quân phải chuẩn bị tư tưởng từ trước mới đúng chứ. Vị trí chỉ có một, mấy người như Đàm Lập Phong, Dương Thiếu Bằng cũng không thua kém gì Trung Dược Quân. Ai lên ai xuống cũng là bình thường. Theo Triệu Quốc Đống thấy Đàm Lập Phong, Dương Thiếu Bằng còn có ưu thế hơn Trung Dược Quân. Âu Dương, gọi điện bảo thêm vị trí nữa, một lão đồng nghiệp của tôi ở tỉnh An Nguyên tới. Triệu Quốc Đống bỏ máy, lạnh nhạt nói. Trung Dược Quân bỏ máy xuống không nhịn được thở dài một tiếng, dựa lưng vào sau ghế. Xe Camry chạy rất vững vàng, theo kinh tế của Ninh Lăng tăng mạnh, trụ sở ở Bắc Kinh cũng được nâng cấp về điều kiện. Xe Camry này mới mua. Theo cách nói của Tiêu Phượng Minh thì đây là đại biểu cho hình tượng của thị xã Ninh Lăng. Mặc dù Trung Dược Quân không quá tán thành quan điểm này của Tiêu Phượng Minh, nhưng bây giờ cảm thấy ngồi xe này dễ chịu hơn xe Honda Accord nhiều. Trung Dược Quân không để ý tới chủ nhiệm trụ sở Bắc Kinh, nếu là lúc khác thì y nhất định sẽ nói chuyện với đối phương cho giết thời gian, nhưng hôm nay lại khác. Sau cuộc điện thoại làm tâm trạng y tốt hơn trước. Triệu Quốc Đống xem ra có hẹn nhưng vẫn bảo mình tới. Trung Dược Quân không quá để ý, y đến có thể gặp Triệu Quốc Đống là đủ rồi. Ngay cả Trung Dược Quân cũng không rõ sao mình lại đột nhiên quyết định lên Bắc Kinh, là vì muốn nói chuyện với Triệu Quốc Đống sao. Trung Dược Quân không dám xác định, chẳng qua y có cảm giác muốn gặp và nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Hơn năm trước Trung Dược Quân cũng không cảm thấy Triệu Quốc Đống rời đi có gì quá quan trọng. Đến khi gặp việc kia thì y mới có cảm giác bị đè nén không biết thổ lộ với ai. Trước đây y có thể tìm Tần Hạo Nghiên nhưng bây giờ. Trung Dược Quân không khỏi cảm thấy cô độc. Có lẽ chỉ ở giờ phút này, Trung Dược Quân mới ý thức được người có thể mang tới sự tự tin và khiến khích cho mình lại là một người nhỏ hơn mình vài tuổi. Nghĩ vậy Trung Dược Quân cũng thấy không được quá tự nhiên. Nhưng y lại nghĩ thực tế là vậy, mình chẳng lẽ không thừa nhận được sự thật khách quan đó sao? Lại đây Dược Quân. Đây là nhà hàng tốt nhất mà tôi từng ăn ở Bắc Kinh, giá cả hợp lý, hoàn cảnh đẹp, ăn xong có thể đi dạo ven hồ, đảm bảo anh vui vẻ thoải mái, đương nhiên nếu anh muốn uống say thì ở đây cũng cung cấp chỗ nghỉ, đủ mọi phương tiện như trong khách sạn cao cấp. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên giới thiệu Trung Dược Quân với cấp dưới của mình. Biết thân phận của Trung Dược Quân, Trương Hoành Vĩ cùng Vương Lực Kiên cũng rất là khách khí. Bí thư thị ủy Ninh Lăng mặc dù chỉ là cán bộ cấp giám đốc sở nhưng địa vị hôm nay của Ninh Lăng là không bình thường, có khí thế của thị xã có nền kinh tế phát triển nhất khu vực đất liền. Mặc dù còn chưa thể so sánh với mấy thành phố cấp phó tỉnh nhưng quy mô kinh tế của Ninh Lăng đã toàn diện vượt qua mấy thành phố tỉnh thành khu vực đất liền như Trường Sa, Ngân Xuyên, Côn Châu và Kiềm Dương, thậm chí cũng vứt Tây An, thành phố cấp phó tỉnh ở phía sau. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để bí thư thị ủy Ninh Lăng có tiếng nói cứng khi tới bất cứ nơi nào. Triệu Quốc Đống cùng Trương Hoành Vĩ, Vương Lực Kiên nói chuyện rất hòa hợp, nhất là nói về xu thế phát triển ngành lưu thông, thương mại trong nước. Trương Hoành Vĩ đưa ra mấy quan điểm rất phù hợp hứng thú của Triệu Quốc Đống, ví dụ như đẩy mạnh giúp đỡ công ty vận chuyển, thương mại Trung Quốc thành công ty liên quốc gia, hạn chế các công ty mậu dịch nước ngoài tiến vào thị trường trong nước, mấy điểm này rất được Triệu Quốc Đống tán thành. Trương Hoành Vĩ cũng đưa ra ý kiến ủy ban nên yêu cầu chính quyền các cấp cần phải nắm bắt các công ty mậu dịch quan trọng trong các ngành nghề. Không phân biệt tính chất của các công ty mà giúp các công ty này phát triển, phá vỡ hàng rào mậu dịch khu vực, xúc tiến ngành mậu dịch phát triển mạnh. Tâm trạng Trung Dược Quân vốn không tốt nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà khi gặp Triệu Quốc Đống lại làm tâm trạng y hòa hoãn hơn nhiều. Khi Trương Hoành Vĩ nói đến Cục Thương mại muốn giúp đỡ các công ty mậu dịch, Triệu Quốc Đống cũng chủ động giới thiệu về tập đoàn Phúc Mãn Đường, Ninh Lăng. Đây là công ty siêu thị thành lập từ những năm 90 ở quận Tây Giang,
Ninh Lăng, đầu thế kỷ 21 bắt đầu phát triển nhanh chóng, bây giờ thành hệ thống siêu thị lớn nhất tỉnh An Nguyên, cũng thành công tiến vào thị trường bán lẻ ở mấy trung tâm thương mại lớn của các tỉnh lân cận. Hiện nay trụ sở chính của tập đoàn này đã chuyển tới Ando, hơn nữa tích cực niêm yết lên thị trường chứng khoán. Chủ nhiệm Triệu cũng có thể rất quen với chủ tịch tập đoàn này. Lúc ngài công tác ở Ninh Lăng thì cũng là mấy năm tập đoàn Phúc Mãn Đường phát triển nhanh nhất. Nó có ưu thế tuyệt đối ở Ninh Lăng, thông thành cùng Tân Châu. Tập đoàn Gia Nhạc Phúc năm trước từng tới Ninh Lăng chúng ta khảo sát hoàn cảnh đầu tư nhưng mãi chưa dám tiến vào, nghe nói là lo gặp phải áp lực cạnh tranh cực lớn của Phúc Mãn Đường, lo sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của bọn họ. Triệu Quốc Đống chú ý thấy tâm trạng Trung Dược Quân tốt lên không ít, có lẽ đề tài đang nói đã khiến y thấy hứng thú. Dược Quân, nhưng công ty này đã chuyển trụ sở lên Ando, nó nói rõ sức hấp dẫn của Ninh Lăng còn chưa đủ. Triệu Quốc Đống vừa cười vừa trêu. Đối với mấy công ty phản bội đến Ando như vậy, anh còn nhiệt tình tuyên truyền giúp nó thế sao? Chủ nhiệm Triệu, không nên xem thường tập đoàn này. Mặc dù trụ sở của nó đã lên Ando nhưng tôi thấy cũng là bình thường. Dù sao Ando dù từ thị trường, con đường tài chính, không khí kinh doanh vẫn mạnh hơn Ninh Lăng không ít, người đi lên chỗ cao, nước chảy chỗ chúng cũng là bình thường. Nhưng sợ chủ nhiệm Triệu không biết tập đoàn này có tác dụng xúc tiến ngành công nghiệp thực phẩm và sản xuất nông nghiệp của Ninh Lăng chúng ta rất lớn. Sản phẩm của các công ty thực phẩm ở Thổ Thành cùng Hoa Lâm hầu hết đều có thể thông qua Phúc Mãn Đường để bán ra bên ngoài. Bây giờ tập đoàn này đã chạy sang Trường Sa, Quý Dương, Tây An, Trùng Khánh, đây cũng là giúp cho nâng cao thương hiệu và thị trường cho sản phẩm của Ninh Lăng. Trung Dược Quân cẩn thận giải thích, Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than xem ra ánh mắt của Trung Dược Quân nhìn xa hơn nhiều người khác nhiều. Không ít lãnh đạo địa phương có thái độ lạnh nhạt thậm chí gây khó dễ khi công ty chuyển trụ sở. Nhưng Trung Dược Quân vừa lúc giải thích cho nỗi khổ của công ty, phần khác cũng tỉnh táo chứng minh được tác dụng của công ty kia với nền kinh tế Ninh Lăng, đây là chênh lệch. Quyển 18, chương 92. Trương Hoành Vĩ giỏi ăn nói, bản lĩnh nghiền ngẫm lòng người cũng cao, luôn có thể làm mọi người vui vẻ nói chuyện, đề tài cũng hợp khẩu vị của Triệu Quốc Đống. Ồ, Triệu Quốc Đống như thấy một người khá quen thuộc trong nhóm người ngoài cửa, cửa được khép một nửa nên không quá rõ nhưng Triệu Quốc Đống tin vào mắt mình nên gọi. Lão Bạch, người kia thoáng dừng lại một chút, Triệu Quốc Đống thấy rõ, đúng là Bạch Nhất Minh. Người xung quanh Bạch Nhất Minh đều có chút kinh ngạc, tiếng gọi Lão Bạch khá thân thiết. Người gọi Bí Thư Bạch là Lão Bạch khá hiếm thấy. Bạch Nhất Minh không cảm thấy gì, chỉ là thấy giọng nói kia khá quen thuộc, y nhìn quanh cảm thấy có lẽ là truyền từ phòng đối diện. Y đang trần chờ thì cửa phòng đã mở ra. Ồ, Quốc Đống, là cậu, Hoành Vĩ, Lực Kiên, ha ha, Quốc Đống. Sau đi đâu cũng có thể gặp cậu vậy. Bạch Nhất Minh khá vui vẻ đi vào phòng. Cậu làm phó chủ nhiệm rồi sao lại tới nơi như thế này ăn cơm?